Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 391. Hống. Sâu màu đen một tên quỷ tướng từ dưới mặt đất lộ ra một cái gầy nhom cốt trưởng, mùi máu tanh ngay tức thì che đậy thương khung, đem vốn là thanh vân hơi thở tách ra. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh dị, vạn linh đều là nhập luân hồi, cái này ba đại quỷ tướng một trong tồn tại lại là cam nguyện ở chỗ này hấp hối. Chuyện ngươi đáp ứng tình, ta làm được, cái thằng nhóc đó ở nơi này, thực hiện ngươi cam kết đi. Trên 9 tầng trời, một đạo màu đỏ thấm trường bào theo không giữa khe hở tới, nhìn xuống mặt đất, nếu như Diệp thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện người này chính là ở thu phục thánh thiên thần hỏa lúc gặp phải âm hồn bất tán Thái Viêm Đế. Hừ, quả nhiên không ra ta sở liệu, Tiêu gia cái đó tiện tỳ sẽ trở thành là hắn tâm ma, thằng nhóc này muốn trở thành công trảm gia, phá vỡ vậy đạo tâm ma, chỉ có thanh vân thần mộc. Không quá ta vốn là lấy là thằng nhóc này sẽ quên chuyện này, trước trảm gia, dẫu sao cái này tâm ma rất khó phát hiện, xem ra là có cao nhân chỉ điểm, sẽ là ai chứ? Nhâm Phi Phàm, vẫn là nói cái khác. Thái Viêm Đế ánh mắt chớp mắt, hướng về phía mặt đất trên quỷ tướng khẽ cười một tiếng. Nói yên tâm, lão phu đáp ứng ngươi, tự nhiên biết làm đến. Thái Viêm Đế đầu ngón tay sáng lên vẻ kinh dị, một viên ám sắc tinh thần tan thành phấn vụn, vẩy chiếu tại quỷ tướng quanh thân, lại là bồi bổ bộ phận máu thịt. Lấy ngươi năng lực, ít ngày nữa là được lại nặn thân xác, đi thế gian. Đa tạ các hạ, giờ phút này nửa người nửa quỷ bóng người, hướng về phía Thái Viêm Đế nhẹ nhàng cúi người, vậy trên hư không bóng người khoát tay một cái, nói cũng không cần. Bất quá là giao dịch mà thôi, vậy tiểu tử ở nơi nào? Quỷ tướng đưa ra tay trái, trong đó lau một cái thanh khí lưu chuyển, chính là lúc trước Diệp thần cháy hết thanh vân thần thụ, ban tặng dư bọn họ nhập luân hồi thanh vân hơi thở. Người nọ hẳn rời khỏi nơi này, dựa vào này có thể tìm được hắn, nhưng nếu là hắn muốn rời đi, chấn hồn nguyên là hắn đường phải đi qua. Thái Viêm Đế trong mắt đông lại một cái, ha ha ha. Trong tay hắn thanh vân hơi thở tản ra trong sáng chập chờn, thần niệm lộ ra, ngay tức thì chính là phong tỏa Diệp thần vị trí. Giữa trường lưu màu vàng kim lửa mang đổi ngược, nhưng chợt Thái Viêm Đế một lần, lại là tan mất sát ý, cân nhắc nói, không gấp trước đem ngươi bắt tới, chờ ta bày sát trận, lại đánh nát ngươi hết thảy. Diệp thần, lần này, ngươi chắp cánh khó thoát. Hình ảnh quay về, Diệp thần không hề biết Thái Viêm Đế thời khắc này hết thảy. Giờ phút này hắn cũng không có lập tức rời đi nơi này, đang khi tiến vào võ đạo luân hồi đồ bỏ đời tuyệt cảnh bên trong, gặp được Tiêu Ngục. Dẫu sao hồn điển tôn vương Tiêu Ngục có biện pháp cứu Tiêu Thấm. Đoạn thời gian này, hắn chủ yếu đem tinh lực đặt ở trảm gia bên trên, còn như một ít kẻ địch, thí dụ như âm ma thánh tổ và Thái Viêm Đế, hắn đã sớm bỏ quên mấy phần. Thần Mộc Căn Nguyên. Tiêu Ngục nhìn Diệp Thần trong tay một đoạn dịu dàng như ngọc trà cây. Trên đó ôn hòa thanh khí lưu chuyển, rất có một món thần vận. Ngươi sao sẽ có vật này? Diệp thần một phen giải thích dưới, Tiêu Ngục lúc này mới rõ ràng, hôm nay thanh vân thần thụ không có, chỉ còn lại căn nguyên lực bị hắn để lại. T, có thần mộc bổn nguyên nói, sẽ hơn nửa chuyện đỡ tốn nửa công sức. Tiêu Ngục một bên kinh dị tại Diệp thần thủ đoạn, bên kia cũng là giải thích, giờ phút này thấm mà thần hồn theo huyết khí tản đi, ngươi cần ăn vào căn nguyên lực. Lấy ngươi thần hồn nhập nàng thể, đem thấm mà vậy một chút tan vỡ thần hồn dẫn dắt, lần nữa tỏa sáng sức sống. Ở trong quá trình này, không thể có người ngoài quấy rầy, cần tâm vô bàng vụ, làm liền một mạch. Diệp thần gật đầu một cái, hướng về phía Linh Nhi nói, nhục thân của ta chính là giao cho ngươi. Linh Nhi mặt đầy sao cũng được nhún vai, ở bỏ đời tuyệt cảnh bên trong, có thể xảy ra chuyện gì tình, yên tâm đi đi. Diệp thần đem thần mộc căn nguyên nuốt vào, một món thanh khí chậm rãi bay lên, mang theo Diệp thần thần hồn tràn vào Tiêu Thấm ấn đường bên trong. Đây là chân đạp ở một mảnh hư vô hắc ám bên trong, bốn phía nhìn lại, phương hướng đều là phân biệt không rõ, quanh thân quanh quẩn thanh mang, cũng chỉ là chiếu sáng lên một góc, liền Diệp thần vậy nhất thời sững sờ tại chỗ. Vèo, không biết chờ đợi bao lâu, trên đỉnh đầu, bay vút qua lau một cái ánh sao, Diệp thần biết. Cơ hội sẽ đến. Diệp thần con người đông lại một cái, hồng mông đại tinh không bao trùm mở, rồi sau đó điên cuồng hướng vậy sao băng rơi xuống phương hướng chạy đi, ở đó chỗ cuối, một cái giống Tiêu Thấm bé gái ngồi xổm tại chỗ. Đây cũng là Tiêu Thấm chỗ sâu nhất ý thức, để cho Diệp thần bất ngờ phải, lại vẫn là một cái bé gái.
Tiêu Thấm thành tựu gần quá thành Tiêu gia hết sức quan trọng tồn tại, lại sẽ như vậy. Có lẽ bởi vì từ nhỏ liền thiếu phụ mẫu yêu. Phụ thân đâu? Diệp Thần tiến lên, lên tiếng dò xét tính hỏi, Tiêu Thấm. Bé gái lau một cái lê hoa mang nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn gò má, thấy người xa lạ đến gần, ngồi chồm hổm ở đất thân hình vội vàng đi về sau di động, vốn là non nớt da thịt ngay tức thì chảy ra liền máu tươi. Bé gái, ngươi còn dám chạy? Mấy tên tráng hán châm chọc tiếng từ Diệp Thần sau lưng truyền tới, Diệp Thần quay đầu lại nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nơi đó còn có trước kia thiên địa. Có chỉ là ồn ào náo động dòng người, đường phố phồn hoa, tiếng giao hàng bên tai không dứt, nhưng là không tha cho cô gái phân nửa kêu khóc. Ở bên kia, truy đuổi. Mấy người đối Diệp Thần coi mà không gặp, thẳng xuyên thấu qua Diệp Thần bóng dáng, hướng đường phố một góc truy tìm đi. Tiêu Thấm có thể thấy ta, nhưng những người này xem không thấy ta. Diệp Thần trong lòng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đáng tiếc, lúc này Tiêu Thấm còn không nhận biết ta. Nhìn truy tìm Tiêu Thấm đi mấy tên người to con, Diệp Thần vội vàng nhấc chân lên bước đuổi theo. Các ngươi không nên đánh ta. Không thể lui được nữa, tiểu Tiêu Thấm bị dồn đến góc tường, run lẩy bẩy nhìn vây trận ở nàng bên người mấy tên người to con, vô lực tiếng giống tới khàn khàn. Các ngươi nói, cái này bé gái thật là tộc ta tổ tiên trẻ mồ côi. Làm sao có thể, chính là một dã nha đầu thôi, không hiểu được kia vị công tử phong lưu sau này đâu không ở để. Lúc này mới biên cái chuyện hoang đường lưu nàng ở Tiêu phủ thôi. Cái này dã chủng dám cắn ta. Mấy người không nói lời nào, ngay tức thì quyền đả mặt đối mặt. Đáng chết, một bên chấn nộ Diệp Thần ngang nhiên ra tay, nhưng là một chưởng vỗ vào không khí bên trong, nhìn mấy người ra sức đấm đá, cùng với tiểu Tiêu Thấm ném tới vậy không giúp ánh mắt. Ca ca, cứu ta. Cầm đầu người đàn ông lại là một cước hung hăng đá vào tiểu Tiêu Thấm mặt tiền bên trên. Liên đới mấy viên yếu ớt răng ngay tức thì nhảy bay. Dừng tay. Tùy ý Diệp Thần như thế nào thi triển thủ đoạn, đều là không dậy nổi chút nào tác dụng, không nghi ngờ chút nào, đây là Tiêu Thấm trí nhớ một góc, là nàng qua lại. Ngay tại Diệp Thần giận phát xung quan để gặp, tự thân thanh vân căn nguyên nhưng là sáng lên lau một cái thanh mang, chậm rãi bọc hướng trên đất tiểu Tiêu Thấm. Oanh! Trong nháy mắt bàng bạc lực đem mấy tên tráng hán khôi ngô chấn động bay. Vững vàng đem tiểu Tiêu Thấm bảo vệ ở trong đó. Đáng chết, các huynh đệ, cái này dã chủng có chút tà môn, lên cho ta. Mấy người lại là vây trận lên, nhưng lần này nhưng là dốc hết liền cả người thủ đoạn, cũng là khó mà lại tổn thương tiểu Tiêu Thấm chút nào. Hừ, mắt gặp không làm gì được được, mấy người cũng là rối rít xóa bỏ, trước khi đi còn không quên nhổ mấy hớp nước miếng ở bé gái trên đầu. Thật xui, các huynh đệ, đi. Nhìn mấy người rời đi bóng người, Diệp Thần ánh mắt bên trong sát ý gần như thực chất, nếu như có thể, hắn sẽ không chút do dự thời gian đầu tiên đem mấy người xóa bỏ. Ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu Tiêu Thấm kéo một cái Diệp Thần một góc ống tay áo, thiếu mấy cái răng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy dậy nụ cười hạnh phúc. Ở một chớp mắt kia, Diệp Thần sát ý tản đi, nhẹ nhàng sờ một cái bé gái đầu, khóe mắt có chút lộ vẻ xúc động, vẫn là dáng ra vẻ trấn định cười nói. Không khách khí, Tiêu Thấm, chúng ta còn sẽ gặp lại. Nhìn bé gái hình bóng tiêu tán ở mình cuối tầm mắt, Diệp Thần bốn phía lần nữa rơi vào hắc vắng vẻ. Ừ, bỏ đời tuyệt cảnh bên trong, Tiêu Ngục nhưng là thấy rõ ràng con gái mình đầu ngón tay nhẹ nhàng động một cái, một bên Linh Nhi cũng là chú ý tới một điểm này, nghiêm túc khóe miệng treo lên một nụ cười. Xem ra Tiêu Thấm không có bài xích hắn, thần hồn dung hợp coi như thuận lợi, tiếp theo liền an tâm chờ đợi đi. Linh Nhi an ủi Tiêu Ngục nói. Một bên Tiêu Ngục yên lặng không nói, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được hắn níu chặt tim buông xuống mấy phần, một hồi lâu sau mở miệng nói. Ta không cảm giác được ngươi hơi thở, ngươi là người nào, khí linh hay hoặc giả là. Đối mặt với thình lình chất vấn, Linh Nhi nhưng là thô bạo hồi oán hận nói, ta là người nào không cần ngươi biết, một cái vãn bối mà thôi, còn dám chất vấn bổn cô nương. Oanh! Ngay tại Tiêu Ngục còn muốn nói gì thời điểm, Diệp Thần phương thế giới này bên trong, nhưng là tản ra một hồi lay động kịch liệt tiếng. Diệp Thần, đi ra nhận lấy cái chết. Già nua hét lớn tiếng vang lên, nụ cười kia làm người ta mười phần khó chịu. Không tốt, cách lâu như vậy, cái này lại truy đuổi tới. Hiện tại Diệp Thần không cách nào khống chế bỏ đời tuyệt cảnh, thì đồng nghĩa với bỏ đời tuyệt cảnh dễ dàng bị phá ra. Linh Nhi lúc này sắc mặt trầm xuống.
ở nơi này thời khắc quan trọng nhất. Tiêu Ngục cũng là quay đầu lại nhìn một mắt ngồi xếp bằng, thần hồn rời thân thể Diệp Thần, đứng dậy định kháng địch. Lấy ngươi bây giờ thực lực, có thể hay không lực bính người này? Thấy mái tóc dài phiêu tán người đàn ông trung niên Tiêu Ngục đứng dậy, Linh Nhi cau mày, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Tiêu Ngục nhưng là lắc đầu một cái, nói, không được, ta chân thân thượng bị bỏ đời tuyệt cảnh lực áp chế, có thể hiện thân đã là Diệp Thần thủ hộ giả lực tận lực cắt giảm nguyên nhân. Cái này lão thất phu, mặc dù cũng là vong hồn, thế nhưng phó thân xác nhưng là cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, lực bộc phát tuy chưa đủ, nhưng vậy yếu không đi nơi nào. Lúc trước chúng ta ba người liên thủ, cũng không cản được lão thất phu này nhất kích, nếu không phải như vậy, Tiêu Thấm cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Linh Nhi lúc này quát lên, ngăn cản Tiêu Ngục, con gái còn không cứu lại được, lại nhập vào một cái, Diệp Thần không giận lửa mới là lạ. Hắn là làm sao biết nơi này không gian tọa độ? Linh Nhi cau mày, chợt mở miệng nói, cầm thần lực của ngươi mượn ta một chút, ta di động không gian chi lực thử một lần. Tiêu Ngục gật đầu, đem mình lực lượng tạm mượn tại Linh Nhi. Khải. Tiêu Thấm thần hồn không gian bên trong, Diệp Thần đóng chặt hai tròng mắt ngồi xếp bằng. Tiêu Thấm, ta người của Tiêu gia, làm phải là đủ chí vô song, dũng quan thiên hạ, ngươi tuy là thân con gái, nhưng cũng nên lấy này là mục tiêu, đợi ngươi tiếp trưởng gia tộc lúc đó, từ sẽ rõ ràng tộc ta dụng ý. Tiêu Thấm nhớ kỹ. Diệp Thần mở ra hai tròng mắt, thấy là Tiêu Thấm cùng một ông lão đối thoại, mặc dù không thấy rõ mặt mũi, nhưng hơi thở có thể mơ hồ nhận ra được, chính là Tiêu gia vị siêu cấp cường giả kia. Thời khắc này Tiêu Thấm, ước chừng 15-16 tuổi, tuy là thân con gái, giữa trán nhưng là anh khí 10 phần. Tiêu gia phân mạch gặp đạo tặc tập kích, người đem người đi trước, giết chết không bị tội. Tiêu Thấm lĩnh mệnh. Diệp Thần theo ánh mắt rời đi, tiếng chuông xoay người chính là vô tận ánh lửa ngất trời, hắn dựng thân tại chiến mã trên Tiêu Thấm cách đó không xa, yên tĩnh nhìn hết thảy các thứ này. Chân núi chấn nhỏ tiếng giống tiếng không ngừng, tiếng chém giết sâu hơn. Cứu mạng à! Một tên người đàn ông lảo đảo leo hướng Tiêu Thấm xuất lĩnh tiểu đội chiến thú trước, nâng lên con ngươi, chính là lúc trước vậy làm nhục tiểu Tiêu Thấm một trong mấy người. Diệp Thần thấy vậy cả kinh, hắn muốn xem, Tiêu Thấm lựa chọn. Đội trưởng, chúng ta giết đi vào. Một bên dưới quyền dò xét tính hỏi, nhưng là đợi không được Tiêu Thấm bất kỳ trả lời. Nhưng vào lúc này, một tên cướp hung hãn lặng lẽ sờ đi lên, thừa dịp vậy cầu cứu người chưa chuẩn bị, một đao xuyên qua hắn ngực. Cứu, cứu. Cướp hung hãn mắt lộ ra vẻ dữ tợn, thấy vó sắt tới dồn dập, chậm rãi lui về phía sau, một đầu đâm vào trong rừng không thấy bóng người. Lấy ngươi một người mệnh lệnh, đổi trấn nhỏ an bình, là vinh hạnh của ngươi. Tiêu Thấm con ngươi lạnh như băng, chợt mở miệng nói, xâm phạm người, không chừa một mống, giết chết không bị tội. Vô tận tiếng chém giết tắm lửa cháy bừng bừng ở trong máu tươi đúc lại. Đây là Tiêu Thấm thức tỉnh. Mà giờ khắc này, ngoại giới. Hừ, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Thái Viêm Đế tay cầm lưu ngọn lửa màu vàng đồ sộ mâu, một kích hoành kích hư không, dẫn được cả tòa mặt đất bên trên vô tận màu đen chú giọt mưa rơi. Oanh! Vùng lân cận một ngọn núi lớn ầm ầm sụp đổ, vô số bạch cốt chất đống rơi xuống, dữ tợn đáng sợ. Kỳ quái, một kích này đủ để xuyên thủng hư không, vậy tiểu tử bất quá chạm ra xây dựng thế giới nhỏ, sao có thể như vậy? Thái Viêm Đế thần niệm lần nữa lộ ra, nhưng là phát hiện, trong tay vậy một món thanh vân hơi thở giật tán, biến ảo phương vị. Hừ, cùng lão phu đùa bỡn khôn vặt. Trong tay đồ sộ mâu lần nữa nhìn đúng phương vị. Đụng. Ừ, muốn tới. Đóng chặt hai tròng mắt, thần niệm mở hết Linh Nhi thời gian đầu tiên phát giác dị động, theo nàng một tiếng quát to, trên 9 tầng trời, truyền tới một tiếng nổ vang. Oanh! Vậy vốn là thương khung chỗ, một chuôi đốt sán màu vàng lửa mang đại kích một góc, duỗi vào. Mất đi Diệp Thần khống chế, thế giới này xa không có như vậy vững chắc. Tí tách! Trên hư không đại kích lưỡi nhọn nhỏ xuống một chút lửa mang rớt xuống. Ngay tức thì đem vô số sơn xuyên sông biển bốc hơi hầu như không còn. Linh Nhi lo lắng quay đầu lại nhìn lại, giờ phút này ngồi xếp bằng Diệp Thần khóe miệng, đã chảy xuống liền lau một cái đỏ thẫm. Cái đó lão thất phu trong tay, còn có một chút thanh vân hơi thở, có thể cảm giác được căn nguyên chỗ, chúng ta không cách nào ẩn núp.
Linh Nhi mới vừa dịch chuyển liền võ đạo luân hồi đồ không gian chỗ, chính là vì cảm giác đối phương tin tức. Lúc này Diệp Thần, như cũ không biết ngoại giới hết thảy. Hắn vẫn ở chỗ cũ Tiêu Thấm thần hồn không gian bên trong. Tiêu Thấm, ngươi làm rất tốt. Nhìn quét dọn chiến trường tiểu đội, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, hướng về phía đám người nhìn chăm chú Tiêu Thấm mở miệng nói. Ừ, là ngươi, đại ca ca. 15-16 tuổi Tiêu Thấm đột nhiên quay đầu lại, nhưng là phát hiện cách đó không xa một dưới cây bóng người, chính là Diệp Thần. Ta nói, chúng ta còn sẽ gặp lại. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, kêu. Quanh thân sáng lên thanh mang một món sâu nhập Tiêu Thấm ấn đường, chớ quên ta, chúng ta còn sẽ gặp lại, ngày sau ngươi. Ngay tại Diệp Thần nhìn Tiêu Thấm, còn muốn dặn dò chút gì thời điểm, nhưng là bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cả người như bị đòn nghiêm trọng vậy ngã xuống đất. Ho! Phun ra một ngụm máu tươi, trước kia cảnh tượng không có ở đây, để lại cho mình chỉ còn lại vô tận hắc ám. Xem ra bên ngoài xảy ra vấn đề, Linh Nhi. Không gian kết giới. Võ đạo luân hồi đổ bên trong, Linh Nhi hét lớn một tiếng. Vô tận không gian mảnh vỡ gây dựng lại, kết thành một đạo thật dày bức tường ngăn cản tại võ đạo luân hồi đổ bên trong thế giới nhô lên, đem gắt gao chống lên. Tiêu Mục thấy vậy. Cũng là tay áo vung tay lên, tinh thuần lực lượng phún ra ngoài, phò hộ ở kết giới bên trên. Phải nhanh lên một chút trợ giúp Tiêu Thấm và Diệp Thần hấp thu thần mộc căn nguyên, nếu không cái đó lão thất phu tùy thời có thể tìm được chúng ta vị trí, một khi kết giới bể tan tành, khó thoát khỏi cái chết. Ta làm chủ Diệp Thần thân xác, nghĩ biện pháp chịu đựng qua một kích này. Linh Nhi lo lắng đi, chợt hóa thành lau một cái lưu quang tràn vào Diệp Thần trong đan điền. Rắc rắc. Trên bầu trời lại là một hồi vang lớn, Linh Nhi cùng Tiêu Mục liên thủ bày ra kết giới ngay tức thì lan tràn ra vô biên kẽ hở. Cái thằng nhóc này trong cơ thể còn ẩn giấu không ít thứ, không hổ là luân hồi chi chủ, đại khí vận người, ta đây muốn xem, người có thể chống đỡ được qua mấy đánh. Trấn Hồn Uyên bên ngoài Thái Viêm Đế, giờ phút này diễu diễu nói. Chém! Lại là đại kích thẳng tắp đâm tới. Thần hồn không gian bên trong Diệp Thần cũng là không thể không bước nhanh hơn, cảm thụ Tiêu Thấm hơi thở càng ngày càng mạnh lên, hắn không khỏi kêu gào. Tiêu Thấm, ở nơi này đen nhánh một mảnh thế giới bên trong, miễn cưỡng kêu gọi chuyển hướng vô biên mất đi. Ừ, có người đang gọi ta. Ta không phải đã chết sao? Diệp Thần, thức hải chỗ sâu nhất, Tiêu Thấm lau một cái ý thức định cách đến Thái Viêm Đế chí mạng kia một kích. Vào thời khắc này, vẻ kinh dị sáng lên, cả tòa mất đi thế giới bên trong, tràn đầy Thái Viêm Đế giữ tợn tiếng cười tàn phá. Hôm nay, ta Thái Viêm Đế đem mai táng luân hồi. Đời này người thứ nhất Vũ Hoàng Cổ Đế không làm được chuyện, ta Thái Viêm Đế làm được. Ha ha ha! Thái Viêm Đế tay phải cách không cua múa, ngày xưa vậy đại chiến lúc làm được Tiêu Thấm thiếu chút nữa bỏ mình sán màu vàng đại kích một góc lần nữa tới, hướng Diệp Thần hung hăng đâm tới. Giờ phút này tình cảnh lại xuất hiện, Diệp Thần thành tựu người đứng xem, ngay tại ở một chớp mắt kia ngang nhiên ra tay, đem Tiêu Thấm vững vàng bảo vệ ở sau lưng, trong tay Thanh Vân Thần Mộc căn nguyên toát ra 7 màu sáng mờ. Lần này, không thể lại để cho ngươi làm chuyện điên rồ. Oanh! Nóng rực sáng mờ cùng Thái Viêm Đế nhất kích đụng nhau, hoàn toàn đốt Tiêu Thấm cả tòa thức hải, Diệp Thần hình bóng không ngừng vang vọng ở trong đó. Ho! Diệp Thần phút chốc mở ra hai tròng mắt. Chợt ho ra một ngụm máu tươi, kẹp theo tan vỡ phủ tạng đồng thời khạc ra, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Linh Nhi cũng là thân hình chớp mắt, từ Diệp Thần bên trong thân thể ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, rất hiển nhiên, nếu không phải nàng lấy tự thân lực thay Diệp Thần ngăn cản không gian vỡ vụn mang tới tổn thương, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một màn này, vậy dẫn được Tiêu Ngục cả kinh, nói, thằng nhóc, tình huống như thế nào? Thất bại. Hô! Diệp Thần miệng to thở hổn hển, yếu ớt nâng lên cánh tay nhẹ giọng nói, thành công, căn nguyên lực đã tại Tiêu Thấm thần hồn hoàn toàn hòa vào nhau. Ba người mong đến Tiêu Thấm sắc mặt tiệm xu đỏ thắm, hơi thở vậy bắt đầu hòa hoãn, lông mi mau chớp mắt, lúc này mới yên lòng. Để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe chính là, tiếp theo phải nghĩ biện pháp tránh được cái này lão thất phu theo dõi. Linh Nhi mở miệng nói, trên 9 tầng trời. Dù là có Tiêu Ngục thần lực rót vào không gian kết giới cũng đã kế cận bể tan tành, lại còn nhất kích, võ đạo luân hồi đồ tất bể. Một khi như vậy, Diệp Thần đem sẽ ngay tức thì bỏ mình.
cho ta bể đi. Thái Viêm Đế lại là một kích hoành ra, hướng võ đạo luân hồi đồ phương vị, mặc gai tới. Oanh! Tiếng nổ chợt nổi lên, xuyên qua lực vô cùng nhất kích đem nguyên phiến hư không chặn ngang đâm thủng, thế giới một đầu khác, vô tận không gian chảy loạn tràn vào. Ừ, lại không ở chỗ này. Thái Viêm Đế nhướng mày một cái, trong tay Thanh Vân hơi thở lần nữa sáng lên ánh sáng, thần niệm lộ ra cha xem, mà lần này, nhưng là không thu hoạch được gì. Hô! Võ đạo luân hồi đồ bên trong, ba người cũng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, hiện tại bọn họ trạng thái, nếu như cứng rắn đi nữa kháng nhất kích, không chết cũng tàn phế. Lão thất phu này, thật là âm hồn không tiêu tan. Không phải là một thánh thiên thần hỏa sao, còn như liều mạng như vậy mệnh, Diệp Thần khôi phục thương thế, không đành lòng mắng. Thánh thiên thần hỏa có thể không phải là phàm vật. Linh Nhi cùng Tiêu Ngục đồng loạt bạch nhãn. Vật này nếu là bị những lão quái vật kia phát hiện tung tích, phỏng đoán vực ngoại cũng có thể bị tiêu diệt liền đi, người vẫn còn ở nơi này được tiện nghi còn khoe tài. Diệp Thần nghe được Linh Nhi một lời, ngay tức thì không có nóng nảy. Không đúng. Cái này khí tức hủy diệt. Lão gia dự định phá hủy Trấn Hồn Uyên, ép chúng ta hiện thân. Mặc dù ẩn thân ở võ đạo luân hồi đồ bên trong, nhưng đậm đà ngọn lửa hơi thở nhưng mà không che giấu được. Tiêu Ngục tiền bối, nghe ta một lời, đây có lẽ là chúng ta duy nhất biện pháp. Thái thần có thể sẽ là tên này tâm ma. Hơn nữa ban đầu Thái thần cho ta một đạo lực lượng, có lẽ bây giờ có thể sử dụng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần đầu óc bên trong linh quang chớp mắt, lúc này liền là đem suy nghĩ tốt thoát đi phương pháp nói cho hai người. Diệp Thần, ta xem ngươi có thể tránh đi nơi nào. Xích Bào cụ già thanh âm lạnh như băng vang vọng ở địa ngục bên trong, một món lại một luồng tà niệm chậm rãi bay lên ngưng tụ. Vĩnh Đông dưới đất ác linh hồi phục đi, là lão phu sử dụng. Thái Viêm Đế cười lớn một tiếng, chợt tay cầm lưu màu vàng kim lửa mâu, hung hăng hướng hư không ném một cái, lưu màu vàng kim lửa trời ngay tức thì đốt hư không, vô tận hắc ám lại là giấy lên kim mang, đem thương khung hoàn toàn đốt. Oanh! Vô tận dư âm từng tầng một cuốn lên, đem cả tòa địa ngục bên trong rãnh tuyệt bích kiệu lĩnh ngay tức thì san thành bình địa, vạn vật đốt thành phấn vụn, hóa thành bụi bặm phiêu tán tại dưới Trấn Hồn Uyên, từng luồng tà niệm bay lên. Vạn năm tới táng diệt ngủ ly bì tại dưới đất vô số tà linh lần nữa tỉnh lại, bị Thái Viêm Đế nơi khắc xuống trận pháp điều khiển. Tôn giả, cái này. Lúc trước đám kia giúp Thái Viêm Đế quỷ tướng thấy tình cảnh này, không khỏi được hoảng hốt. Cái này vốn là trấn áp tại địa ngục băng sơn lòng đất dưới, cũng nên tiêu tán viễn cổ tà linh, lần nữa bị thức tỉnh, đem sẽ cho Trấn Hồn Uyên mang đến tai họa ngập đầu. Im miệng, người vậy là bổn tôn sử dụng đi. Một món lưu kim thiên hỏa ngay tức thì đem quỷ tướng thần niệm phai mờ, khiến một tôn quỷ mị, lấy trận linh bước chân vào trong đó. Bần thiểu đồ, có thể giúp bổn tôn đoạt được thần hỏa và luân hồi khí vật, vốn là ngươi cùng vinh hạnh. Thái Viêm Đế điên cuồng cười một tiếng, hắn cảnh giới bực này thuộc tính lửa võ giả, vốn là tà ma khắc tinh. Dung hợp thánh thiên thần hỏa nhan tuyền nhi cố nhiên mạnh mẽ, nhưng bởi vì Diệp Thần thực lực bản thân quá thấp, không cách nào phát huy mạnh nhất lực, nhưng nếu là một vị cường giả như vậy, đó cũng không giống nhau. Thần hỏa là bổn tôn, luân hồi khí vận cũng là bổn tôn. Thái Viêm Đế đứng ngạo nghễ hư không, chăm chú nhìn quát lên. Dưới Trấn Hồn Uyên, trong chốc lát vạn quỷ kêu khóc. Lão thất phu này sát ý đã tuyệt, không tiếc bày như vậy thiên la địa võng tới bắt chúng ta. Âm thầm một đôi tròng mắt ngắm nhìn bốn phía, thấy trước mắt luyện ngục hoàn toàn bị san thành bình địa, không khỏi một hồi kinh hãi. Tí tách, cả tòa Trấn Hồn Uyên mái vòng bị Thái Viêm Đế lưu kim thiên hỏa hoàn toàn lửa đốt hết sức, liền vậy vô tận không gian chảy loạn đều là chưa cuộn sạch, liền bị nóng rực sóng nhiệt nơi bốc hơi lên huy phát, nhỏ xuống chỉ có màu đen kia chú mưa. Suy, suy, tích tích rớt xuống chú mưa tới dưới. Vô số đạo viễn cổ tà linh bạch cốt bồi bổ ra sâu màu đen thịt thối giữa, mùi gay mũi bắt đầu truyền ra. Thái Viêm Đế lại là tay áo vung tay lên, vô tận trên bầu trời, một ngôi sao vô căn cứ tránh hiện ra, trong trẻo lạnh lùng trói lọi vẩy chiếu xuống, Trấn Hồn Uyên bên trong, vạn linh tựa như là có cảm cho đòi vậy, cùng kêu lên hò hét. Chu Luân Hồi! Chu Luân Hồi! Diệp Thần, nghe được không, như thế nhiều lệ quỷ muốn tìm ngươi làm bạn đâu? Linh Nhi thanh âm vang lên. Cái này vạn quỷ mượn tinh thần trận pháp hợp lực nhất kích, đủ để vẫn diệt cả tòa Trấn Hồn Uyên,
không thể để cho lão thất phu kia ra tay. Diệp Thần chặt xem cuộc chiến cục, đối Linh Nhi nhạo báng nói như vậy, làm như không nghe. Xong hết rồi, chuẩn bị tiếp ứng Tiêu Tiền Bối nhất kích. Trong nháy mắt, Thanh Huy đêm ngưng vẩy chiếu xuống Trấn Hồn Uyên, nhưng là xuất hiện một bóng người. Thái Viêm, người coi là thật lấy là mình có thể là tùy ý là. Thái Viêm đế trong mắt đông lại một cái, sát ý nghiêm nghị, lại là ngươi, Thái Thần. Hôm nay ai tới cũng không mang được Diệp Thần, người vậy lưu lại đi. Trước mặt Thái Thần một tiếng hừ lạnh, chợt một quyền đánh ra, quyền mang vạch qua, chấn động được cái này thập phương địa ngục lệ quỷ thấp nghi. Không gian một bên kia hư không sấm sét rơi xuống, chi chít có chừng cánh tay lớn bằng lôi đình lực giống như mưa như chút nước mưa to, đem Trấn Hồn Uyên bao trùm. Ầm. Trên bầu trời tinh thần ầm ầm vỡ vụn, cả tòa Trấn Hồn Uyên ngay tức thì vùi lấp trong hắc ám bên trong. Bảo. Một tiếng quát chói tai từ Thái Thần trong miệng truyền ra, chợt đạo nhân ảnh kia trong phút chốc vỡ vụn, tứ tán giết mang hướng trước mặt Thái Viêm đế tập sát đi. Đứa nhỏ, ta chỉ có thể làm được như vậy. Tiếp theo mọi thứ tạo hóa xem chính ngươi. Tiêu Ngục yếu ớt thanh âm chỉ là truyền ra đạo dặn dò, chợt biến mất lại cũng không gặp. Cùng lúc đó, Thái Thần Sơn, Diệp Thần vận dụng Thái Thần vậy đạo lực tính, tự nhiên bị Thái Thần phát giác. Thái Viêm ngày xưa cùng ta tinh giới bên trong từng có đánh một trận, lúc đó trẻ tuổi, hắn một tay khống chế lửa thuật đã là lô hỏa thuần thanh, mới vừa vi sư một món thanh khí cùng chi giao tay. Có thể kết luận, người này không phải Thái Viêm đế. Sư tôn, công tử kia nhưng mà có nguy hiểm tánh mạng. Chu Uyên hỏi. Thái Thần con mắt thâm thúy, đáp lại, người này luân hồi khí vận, bị một ít biến số che đậy quá nhiều, ta không cách nào thấy rõ. Ta phải đi cứu công tử, chết cũng phải chết cùng một chỗ. Chu Uyên kiên định nói. Thái Thần một tiếng thở dài. À, chân chính Thái Viêm đã sớm chết tiêu tán. Hôm nay cái gọi là Thái Viêm đế bất quá là tinh giới linh khải liền trí, dung hợp Thái Viêm bộ phận trí nhớ cũ mà thành chấp niệm tà hồn thôi, mượn tinh thần bản nguyên đúc lại máu thịt, mới vừa đi thế gian. Tham niệm dậy, muốn mượn thần hỏa oai đoán hóa thành người. Chu Uyên mới chợt hiểu ra, hỏi, sư tôn nhưng có phá cuộc chấp pháp. Thái Thần trầm ngâm hồi lâu, tặng cho liền Chu Uyên một ngọc bội bộ dáng vật kiện mà, vật này kêu làm thiên lôi dẫn, người mang theo trong người. Có thể làm tự thân công kích lận theo thế lôi đình. Hắn tu vi tuy mạnh, nhưng cái này Thái Viêm đế bản là tinh thần nguyên biến thành, đối cái này lôi đình lực có thiên nhiên sợ hãi, người kiếm ý, có thể chém hắn căn nguyên. Người cố nhiên tu vi không cao, nhưng là khắc tinh của hắn. Coi như là đối ngươi lâu như vậy bế quan tới một lần trắc nghiệm đi. Thái Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Dạ, sư tôn. Hình ảnh quay về. Linh Nhi. Không gian dịch chuyển, che giấu tại hư không lôi kiếp dưới, rút lui. Một hồi nhỏ nhẹ không gian rung động lặng lẽ tung lên, che giấu ở vô tận lôi biển dưới, trong hư không vậy bị Thái Thần tự bạo cuốn lấy Thái Viêm đế, không chút nào nhận ra được Diệp Thần thâu thiên hoán nhật. Ngay tại Diệp Thần mang theo Linh Nhi lập tức muốn chạy trốn ra thăng thiên để gặp, nhưng là dị biến lại xảy ra. Hắt hắt xì. Diệp Thần bên trong đan điền ngủ say tiểu kỳ lân tựa hồ đối với cái này lôi đình lực phá lệ nhạy cảm, ngao du ở nơi này lôi biển dưới, lại là ngủ mơ bên trong đánh cái mấu chốt nhảy mũi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần đột nhiên ngẩn ra, vậy tiểu kỳ lân đã hồi lâu không có động tĩnh, hắn cũng mau quên tên này tồn tại. Hắn chỉ biết là, cái này màu tím tiểu kỳ lân là ở Thái Viêm đế địa bàn phát hiện. Hơn nữa và Nhan Tuyền Nhi dung hợp thánh thiên thần hỏa có liên lạc. Giờ phút này Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng từ bên trong đan điền xông ra, chợt trước mặt không gian lại vặn vẹo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, đem trước mắt lôi biển chiếm đoạt. Trong một cái chớp mắt này dị động, làm sao có thể thoát khỏi Thái Viêm đế thần niệm cảm giác. Diệp Thần, người rốt cuộc chịu hiện thân. Mặc cho Tiêu Ngục thần lực tự bạo dư âm đánh vào ở gánh. Nửa bên thân thể hoàn toàn nổ tung Thái Viêm đế nhưng là cười lớn một tiếng, hướng Diệp Thần tập sát tới. Đi! Diệp Thần từ trong hư không không gian bên trong kết giới thỏ đầu ra, gọi Linh Nhi chui vào luân hồi mộ địa bên trong, cũng không quay đầu lại hướng Trấn Hồn Uyên vòng ngoài lao đi. Chỉ phải rời khỏi Trấn Hồn Uyên, vận dụng luân hồi huyết mạch và thiên kiếm, có lẽ liền không sợ hãi. Cái này đáy Trấn Hồn Uyên, còn có lão thất phu kia bày ra oán linh đại trận. Chúng ta hướng lên, chui vào vậy khu không người nói sau.
Linh Nhi giờ phút này cũng là vận chuyển toàn bộ linh lực, ra chỉ Diệp Thần đan điền vận chuyển, hai người chung sức hợp tác, bất quá là mấy tức tới giữa, chính là vọt ra khỏi đáy trấn hồn nguyên. Người coi như chạy đến chân trời góc biển, vậy không trốn thoát bổn tôn lòng bàn tay. Sau lưng hài hước tiếng truyền tới, Diệp Thần nhướng mày một cái, lúc này mới vừa mới bắt đầu, khoảng cách chính là bị kéo gần lại như thế nhiều. Thực lực chênh lệch thật lớn, lại là ngay cả chạy trốn cũng không làm được sao. Vèo. Không kịp đợi Diệp Thần phản ứng, một đạo lưu màu vàng kim lửa mang đã điểm vào hắn trên lưng, ngay tức thì giấy lên kim mang đem hắn huyết nhục ngay tức thì hòa tan, liền linh lực trong cơ thể đều là cùng cháy hết. Diệp Thần thân hình từ hư không đập rơi xuống đất, to lớn quán tính đem hắn liền đới đánh vào ra trăm trượng có thừa, ở nơi này vô số ngôi sao cao treo hư không khu không người bên trong, đập ra một cái không thấy đáy hố sâu. Rắc rắc, rắc rắc, yên tĩnh khu không người bên trong, trận loạt tiếng bước chân đạp toái tinh thạch thanh âm truyền tới, từ xa đến gần. Thái Viêm Đế nhìn trước mắt hố sâu, khinh thường nói, tiếp tục chạy, để cho ta xem ngươi còn có tài năng gì. Không quá ta thật là tò mò, tại sao ngươi cuối cùng không dùng tới luân hồi lực lượng? Chẳng lẽ ngươi đang sợ cái gì? Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Diệp Thần quát to một tiếng, đột nhiên đánh ra một trưởng, Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng mang động trời khí thế, hung hăng hướng Thái Viêm Đế đánh tới. Một trưởng này, cố nhiên không có dùng luân hồi huyết mạch, nhưng mang theo luân hồi huyết mạch uy nghiêm. Bất quá chẳng biết tại sao, Diệp Thần tựa hồ cố ý thu hồi một phần chia lực lượng. Thái Viêm Đế gặp Diệp Thần thi triển 9 tầng trời thần thuật, nhếch miệng lên, nhẹ nhàng nghiêng người tránh ra Diệp Thần một trường, thời khắc này Diệp Thần hoàn toàn bại lộ ở Thái Viêm Đế trước mắt, vạn phần nguy cấp. Chặc chặc, luân hồi thân xác cố nhiên đáng sợ, thật là sức hồi phục kinh người. Một trường này, cố nhiên là 9 tầng trời thần thuật, nhưng đối với ta lại nói, vẫn còn quá yếu. Thái Viêm Đế trong mắt sáng lên, không khỏi được chặc chặc tán dương. Trong nháy mắt có thể đem thương thế khép lại, cái này Diệp Thần người mang chí bảo, vượt quá Thánh Thiên Thần Hỏa cái này một vật. Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng lại mất hiệu lực. Đồng thời, một cổ kinh khủng lực lượng rất miễn cưỡng đem Diệp Thần đánh lui 100 mét. Ngay lập tức, Thái Viêm Đế người nhẹ nhàng truy đuổi tới trước mắt, mắt nhìn xuống nói, như ngươi không cùng ta đùa bỡn như thế nhiều thông minh, ta có lẽ sẽ cho ngươi lưu toàn thây. Lão già kia, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, chợt hô lớn, Linh Nhi, động thủ. Được. Linh Nhi thanh âm dí dỏm vang vọng ở khu không người bầu trời, Thái Viêm Đế theo bản năng ngước mắt nhìn lại, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, ngay tức thì bị một cổ khổng lồ hấp lực cuốn hướng bầu trời, hướng trên bầu trời vô số ngôi sao hung hăng đập tới. Con bé này là lúc nào hoàn thành? Thái Viêm Đế ánh mắt run lên, thì ra là như vậy. Luân hồi chi chủ không tiếc lấy thương thế hấp dẫn ta sự chú ý, để cho con bé này nhân cơ hội ra tay. Lúc trước vì thời gian đầu tiên truy kích Diệp Thần, Thái Viêm Đế vậy bị Tiêu Ngục hóa thành Thái Thần tự bạo gây thương tích thân xác dùng còn sót cánh tay phải nâng lên. Đi chết đi. Giữa trường ánh sáng màu vàng sáng lên, nhắm ngay mặt đất bên trên thở dốc Diệp Thần. Lão thất phu, thật làm bổn cô nương không tồn tại. Không gian phệ dẫn. Linh Nhi hét lớn một tiếng. Chợt chỉ gặp Thái Viêm Đế vậy duy nhất có thể nhúc nhích tay phải, giờ phút này cũng là bị vững vàng khắc ở sau lưng tinh thần bên trên. Thông minh nha đầu, lấy không gian chi lực ở chỗ này mượn tinh thần tung lên vòng xoáy, đem lão phu hút ngôi sao này bên trên. Thái Viêm Đế cười một tiếng, mặc dù là toàn thân bị giam cầm, nhưng chán tới giữa nhưng là chút nào không gặp vẻ bối rối, ngược lại thì hướng về phía Linh Nhi tán dương một phen. Quả nhiên, ngươi không phải Thái Viêm Đế. Linh Nhi lạnh giọng nói. Ha ha ha, là do như thế nào, không phải thì như thế nào. Từ dung hợp một khắc đó trở đi, ta chính là hắn chính là ta. Thái Viêm Đế cười ha ha một tiếng, lơ đễnh nói. Mặt đất trên Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, mấy tháng trước, ở đó đúc kiếm chi địa ta liền phát hiện dị thường, người thân xác, tựa hồ có thể câu thông vô tận tinh thần lực, sau đó đánh một trận, lại là chắc chắn liền ý nghĩ trong lòng. Cho nên người mới cố ý đem lão phu dẫn tới cái này khu không người bên trong, lấy không gian chi lực dẫn động tinh thần vòng xoáy hạn chế ta hành động. Thái Viêm Đế ngước mắt nhìn một chút quanh thân phân bố tinh thần, nhẹ giọng nói. Hấp lực cùng lực đẩy, vốn là lẫn nhau tác dụng,
người thần sát có thể hay không gánh nổi ngôi sao này đụng nhau lực trùng kích, ta thì không rõ lắm. Diệp thần đứng dậy, hướng về phía Linh Nhi gật đầu một cái. Linh Nhi ngay tức thì dẫn động không gian chi lực, trên bầu trời vô số viên tinh thần ngay tức thì nhắm ngay Thái Viêm Đế. Đem người thần sát giải quyết hết, chỉ còn lại vong hồn, liền không đủ gây sợ hãi. Diệp thần tay áo vung tay lên, bể. Oanh! Không gian chi lực dẫn động vòng xoáy ngay tức thì dẫn động vô thượng lực đẩy, đem Thái Viêm Đế vậy nhỏ bé thân thể giống như là bắn viên đạn vậy đánh ra. Ầm! Bắn ra Thái Viêm Đế phản ứng không kịp nữa, ngay tức thì đập về phía cách đó không xa một viên khác tinh thần bên trên, miễn cưỡng đập nhập bên trong, không gặp tung tích. Lại tới! Linh Nhi không gian chi lực lần nữa dẫn động, lực đẩy lần nữa tác dụng. Vèo! Thái Viêm Đế thân hình từ tinh thần bên trong rút ra, lần nữa đụng hướng ngoài ra một ngôi sao. Tuần hoàn qua lại mấy lần, mắt thường có thể thấy được Thái Viêm Đế chỉ là còn lại thân thể và đầu lâu. Diệp thần, người dám như vậy làm nhục lão phu. Thái Viêm Đế giận dữ tiếng vang lên. Diệp thần nhưng là nhẹ nhàng nói, xem ra ta không cần vận dụng luân hồi lực là có thể đem ngươi tru diệt. Linh Nhi, tiếp tục. Được rồi, Linh Nhi cười ngọt ngào một tiếng. Mặc dù giữa trán mồ hôi hột không ngừng nhỏ xuống, nhưng làm không biết mệt. Xong hết rồi, dẫn động tinh thần lực nổ tung, hoàn toàn diệt lão thất phu này thân xác. Diệp thần mở miệng nói. Được. Không gian chiếm đoạt, lên. Linh Nhi kiều quát một tiếng, nháy mắt tức thì, trên 9 tầng trời vòng xoáy dẫn động sức mạnh to lớn, Linh Nhi 5 ngón tay đưa ra, muôn vàn tinh thần sau đó tụ lại. Diệp thần trong mắt bên trong rỉ ra một chút đạo linh chi hỏa phiêu hướng hư không, chỉ nghe được Linh Nhi một tiếng, bể. Mấy chục ngàn tinh thần ngay tức thì đè ép lẫn nhau đụng đi, ở cái hở kia không gian vòng xoáy bên trong, ngay tức thì giấy lên màu đỏ tươi ngút trời lửa lớn, đem khu không người vốn là nhìn không thấy bờ bến thương khung nhuộm thành đỏ tươi. Lão thất phu này thân xác, theo mấy chục ngàn tinh thần cùng tán là bụi bặm đi. Linh Nhi hóa thành lau một cái lưu quang chui vào luân hồi đi nghĩa địa bên trong, cái này trên 9 tầng trời rơi xuống màu đỏ tươi lửa mưa, một giọt rơi trên người đều đủ để làm người đau đầu. Diệp thần thánh thiên thần hỏa, hiện tại mới biết bao bá đạo. Suy, suy, đầy trời màu đỏ tươi quang vũ bỏ ra, tích tích rơi ở diệp thần trên mình, phát ra tung tăng tiếng, vang lên lau một cái lau lửa hoàng hình dáng rung động, sau đó đá chìm biển rộng tiêu tán. Không lâu lắm, vậy ngước mắt đều là quần tinh khu không người mái vòm, ở theo một tràng đỏ tươi diễm lửa thịnh yến sau đó, lại cũng không gặp. Từng cơn gió lạnh phất qua, cả thiên địa cũng mất mấy phần hào quang. Bót bót bót. Nhưng vào lúc này, dị biến hoành xanh, Diệp thần nghe được tiếng vỗ tay âm ngay tức thì quay đầu lại, cách đó không xa một bóng người đứng, chính là Thái Viêm Đế. Không tệ thủ đoạn, đáng tiếc người vẫn còn quá yếu, con kiến hôi dung mạo. Mưu toàn tiêu diệt thần linh. Thời khắc này Thái Viêm Đế chật vật cực kỳ, hai cánh tay đồng loạt nổ tung, cánh tay tận gốc chỗ, ánh sao chảy ra màu bạc máu, ngực gần như vỡ vụn, sáng màu bạc nội tạng phun trào, rõ ràng có thể gặp. Diệp thần, ta thật rất muốn thấy được ngươi chờ lát nữa, tuyệt vọng cầu xin tha thứ hình dáng. Thái Viêm Đế tàn nhẫn cười một tiếng, diễn cảm dữ tợn nói. Diệp thần, Linh Nhi lo lắng truyền âm nói. Không cho phép ra tới. Diệp thần quát bảo ngưng lại nói. Vốn cho là tìm được sơ hở, có thể đem Thái Viêm Đế thân xác chém chết, sau đó còn thừa lại tàn hồn dựa vào thần hỏa lực chu toàn cháy hết là được, nhưng quay đầu lại vẫn là thất bại trong gang tấc. Thôi, liền vận dụng luân hồi huyết mạch rút ra một phần chiên nhân hoàng thánh đao đi, vô thiên phát hiện liền phát hiện đi. Diệp thần đột nhiên chợt quát, chuẩn bị sử dụng nhân hoàng thánh đao, hung hăng kéo một cái. Lúc này, chấn hồn uyên vòng ngoài, mênh mông khu không người biên giới. Cái này liên thiên tiên ngọn lửa màu đỏ là đạo linh chi hỏa. Công tử ở bên kia. Chu Uyên thân hình hỏa tốc hướng vậy giao chiến phương hướng tập kích bất ngờ đi, màu xanh trường sam hóa thành lau một cái lưu quang biến mất. Công tử, chịu đựng à. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị vận dụng nhân hoàng thánh đao thời điểm, dị biến nhô ra. Một nhận kiếm quang tại cuối chân trời sáng lên. Phá vỡ thập phương yên tĩnh, vậy chọc được Thái Viêm Đế cùng lần lượt tháo chạy Diệp thần cả kinh. Uy thế còn không thể nói vô địch, nhưng là cho người một loại cảm giác, cần phải phá vỡ thiên uyên. Công tử, một thiếu niên đạp kiếm tới, chính là Chu Uyên.
Ừ, Diệp Thần theo bản năng cau mày, Chu Huyên làm sao sẽ tới này? Chẳng lẽ là bị Thái Thần giao phó? Thái Thần không đến, để cho Chu Huyên tới. Có thể trước mắt đối mặt ra hỏa, là liền Diệp Thần cũng không làm gì được được Cự Phách, Chu Huyên điểm này mà tu vi, chân thực có chút không đủ xem. Ha ha ha, Thái Viêm Đế thấy người đến, lúc này liền là không ngừng cười như điên, nói, làm sao, các ngươi là không có ai sao? Phái như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu tới đây. Là tới vì ngươi nhặt xác. Nói xong, còn không quên khinh thường liếc Diệp Thần một mắt. Thời khắc này Diệp Thần vết máu loang lổ, nếu không phải là vậy mắt sáng trong suốt lại lộn tiên sắc lửa mang, chính là một cái người diễn người máu, nơi nào còn có phân nửa người xem có thể nói. Chu Huyên, ngươi tới làm gì? Diệp Thần lo lắng nói. Công tử, ngươi lại xem ta. Ký hiệu áo xanh lay động, mảnh khảnh bàn tay bên trong, một chuôi thanh quang kiếm nắm, hơi thở liếm hết sức. Thằng nhóc này, kiếm ý lại lớn mạnh như vậy. Mặc dù không có chỉ nước một kiếm, nhưng khoảng cách cũng sẽ không quá xa, tiểu tử này thiên phú võ đạo lại như thế cao. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Diệp Thần trong lòng gương sáng như nhau, trình độ như vậy ở Thái Viêm Đế trước mặt, có thể nói là tay trói gà không chặt. Đinh! Yên tĩnh khu không người bên trong, bể ngọc loan chuông tiếng vang lên, Chu Huyên quanh thân quanh quẩn dậy từng tia vô hình dịu dàng khí chất, không thể danh trạng. Khí tức cả người đổi được không thể đoán. Nhàm chán trò lừa bịp. Thái Viêm Đế hiển nhiên đối với Chu Huyên cái này người phá rối không vui, nhưng càng làm được hắn trong lòng khó hiểu khó chịu là mới vừa vậy du dương tiếng chuông. Keng! Một chuôi sán màu vàng kim thiên mâu ở cái này ở giữa thiên địa rung động, tí ti lưu màu vàng kim lửa trời đổ bê tông kỳ hình. Hắn nhưng mà một khối cự phách tồn tại, nếu không cũng sẽ không ước chừng bằng vào một cái ánh mắt chính là đè được gần quá thành triệu sinh linh liền đầu cũng không dám ngẩng lên một tí. Ba gia tộc lớn cái gọi là bảo vệ thần ở trước mặt, lại là giống như đứa bé vậy non nớt. Lão này sống không biết nhiều ít năm tháng, kinh nghiệm chiến đấu so với chiến lực có lẽ càng kinh khủng hơn, ngày xưa đối thủ có lẽ cũng đã trở thành dưới chấn hồn uyên vong linh, theo đất vàng cùng nhau tản đi. Tiểu tử chưa ráo máu đầu, không biết trời cao đất rộng. Diệp Thần cũng là thời gian đầu tiên nhìn chăm chú Thái Viêm Đế chiều hướng, chút nào không dám khinh thường, sử dụng nhân hoàng thánh đao. Tà hồn mà thôi, dám nói vô địch, dám gọi bất hủ. Chu Huyên hời hợt một kiếm cuốn lên từng cơn không gian rung động, giống như nhân gian kinh hồng, đánh thẳng Thái Viêm Đế ngực. Suy, hàn mang vạch qua, ở màu đỏ thấm trường bào bên trên để lại một cái ước chừng lớn chừng ngón cái lỗ máu, loáng thoáng có thể gặp tinh thần chiếu rọi giật tán. Chu Huyên lại là có thể phá ra lão thất phu kia phòng ngự. Luân hồi mộ địa bên trong, Linh Nhi kêu lên một tiếng. Liền một bên Diệp Thần vậy rõ ràng một lần, mình dốc hết thủ đoạn cũng không làm gì được Thái Viêm Đế, bị Chu Huyên vậy nhìn như nhu nhược một kiếm xuyên thủng liền thân xác. Đáng chết! Thái Viêm Đế khinh thường dưới ăn tất, một tiếng đau uống, tay cầm thiên mâu tròng mắt chớp mắt chớp mắt, thân hình ngay tức thì bạo động. Đi chết đi! Thiên mâu tung lên ngút trời kim diễm hướng Chu Huyên ngang qua tới, động tác sắp đến liền Diệp Thần mắt thường đều là bắt không rõ, trong nháy mắt Chu Huyên bị chém thành hai khúc. Diệp Thần đột nhiên cả kinh, nếu như Chu Huyên chết ở mình trước mắt, vậy hắn tim gông xiềng tất nhiên không cách nào chém hết. Bất quá, hắn rất rõ ràng, Thái Thần hẳn biết cái này Thái Viêm Đế lai lịch, phái Chu Huyên tới tuyệt đối có lý do. Chu Huyên thật giống như không có chết. Diệp Thần phát hiện cái gì, con người đông lại một cái, chỉ gặp lúc trước Chu Huyên rơi xuống phương hướng, cũng không có tách ra ra máu sắc. Mà bị bổ một cái hai nửa Chu Huyên. Lại là hóa thành một đoàn thanh khí lần nữa ngưng tụ, hiển lộ ra hình dáng, hai dãy hàm răng trắng noãn khơi mào lau một cái độ cong. Lão già kia, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta công tử. Thái Viêm Đế nhưng là một mắt nhìn thấu Chu Huyên con đường, hừ lạnh một tiếng, ta coi là thủ đoạn gì, xem ra ngươi là Thái Thần đệ tử, nhất khí hóa tam thanh. Ta đây muốn xem, ngươi vậy ngu xuẩn sư phụ có thể bảo ngươi mấy cái mạng. Rất hiển nhiên. Liền liền Diệp Thần cũng là phát giác, Chu Huyên mặc dù lần nữa sống lại, nhưng quanh thân vô hình hơi thở nhưng lại yếu bớt mấy phần, một khi dùng hết, vậy hắn là được có thể sẽ thật bỏ mình. Thái Viêm Đế trong tay kim mâu thẳng ném ra, lóe lên lưu màu vàng kim lửa trời, hội tụ một đạo mạnh mẽ trận pháp, đem Diệp Thần phong tỏa hắn hành động. Diệp Thần, chờ ta giải quyết cái này cổ quái tiểu tử, lại tới thu thập ngươi.
Nói xong, đổi lại thân hình hướng Chu Huyên lướt đi, mất đi Diệp Thần phối hợp, chỉ dựa vào Chu Huyên cảnh giới tu vi, cho dù là Thái Thần ban cho rất nhiều thần thông, cũng không cách nào chống đỡ. Chu Huyên thân hình lại lần nữa hóa thành một đoàn thanh sương mù. Kiếm Vũ Càn Khôn lại lần nữa ngưng hình, Chu Huyên lấy thân nhập kiếm, lần nữa đánh tới, bất quá lần này, chỉ là ở Thái Viêm Đế trên mình để lại một đạo nho nhỏ vết kiếm, chợt lại là bị hắn miễn cưỡng đánh tan nát đầu lâu. Diệp Thần nhìn chung quanh trận pháp, con người híp lại. Đấu chữ quyết, trận tự quyết, đấu đế phá trận. Diệp Thần quát to một tiếng, Phạm Thiên Thần Công bùng nổ, đấu chữ quyết và trận tự quyết đồng thời phát động, muốn phá vỡ cái này đạo trận pháp, nhưng để cho Diệp Thần bất ngờ phải, trận pháp cũng không có phá vỡ. Xem ra mấy tháng này, Thái Viêm Đế chuẩn bị rất nhiều, thuật này pháp rõ ràng có thể nhằm vào ta. Nhìn trên hư không một bên ngã thế cục, hắn nhưng không thể làm gì. Hừ, Thái Viêm Đế lại là một trưởng, Chu Huyên lần nữa tiêu tán. Lão thất phu, nên ta, để cho ngươi nếm thử một chút Thái Thần kiếp lôi lợi hại. Lần nữa ngưng hình Chu Huyên nhưng là cười lạnh một tiếng, lại nữa lấy thân xông trận, mà là người nhẹ nhàng thối lui. Bảo, theo Chu Huyên một tiếng quát chói tai, Thái Viêm Đế trên thân thể ngay tức thì nổ ra vô số thấu lượng cửa hang. Trong trẻo lạnh lùng ánh sao ngay tức thì bạo tán, giống như sông dài vậy từ trong cơ thể nộ phún ra ngoài, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, vết thương đều là hoàn toàn không có khép lại thế. Cùng lòng có cảm giác kim mâu trận pháp cũng là hơi thở rối loạn, Diệp Thần nhìn chính xác trong một cái chớp mắt này cơ hội, lớn tiếng nói. Tiểu Hoàng, Huyết Long, cho ta xé nát hắn. Diệp Thần dưới mắt bị thương, khó mà tái chiến, chính là kêu gọi Tiểu Hoàng và Huyết Long đi ra. Tiểu Hoàng và Huyết Long, đồng loạt hiện thân ra, thú móng cùng long chảo, một trái một phải xé rách trận pháp, vừa mới chuẩn bị thẳng xông về Thái Viêm Đế lúc đó, Diệp Thần nhưng để cho hai thú lại lần nữa biến mất. Bởi vì Linh Nhi cho biết, Tiểu Hoàng và Huyết Long trên mình dính quá nhiều luân hồi nhân quả. Gần đây cẩn thận Vô Thiên tất nhiên sẽ có phát giác. Thái Viêm Đế khí sát phạt sâu hơn, trong tay kim mâu lần nữa quơ múa. Đầy trời lưu màu vàng hỏa vũ cuốn lên tầng tầng đợt khí đem Diệp Thần cùng Chu Huyên vây khốn trong đó. Thần hồn điên đảo. Tí ti lưu màu vàng lửa mang đốt hư không, tản ra lũ lũ xạ hương vị phách tâm thần người, nổ lên Diệp Thần cùng Chu Huyên hai người, trong nháy mắt thân xác phảng phất lún vũng bùn bên trong, nhúc nhích không được chút nào. Nhưng bọn họ trên mình bộc phát ra sát ý kinh thiên. Nhan Tuyền Nhi, vận dụng thánh thiên thần hỏa lực lượng. Mau! Thần Hoàng phủi xuống căn căn thần vũ, đem lưu màu vàng kim lửa trời chiếm đoạt, nhưng mà Thái Viêm Đế bóng người thấy tình thế không ổn, quay đầu đi vòng vèo, trốn vào dưới chấn hồn uyên. Diệp Thần và Chu Huyên ngay tức thì sắc mặt tái xanh nói, đáng chết, bị hắn chạy. Chu Huyên ngươi chạy thế nào tới nơi này? Diệp Thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Chu Huyên hỏi. Công tử, là sư tôn coi là đến ngươi sẽ có kiếp nạn, để cho ta tới tương trợ. Trả lại cho bảo bối. Chu Huyên gãi đầu cười một tiếng, chợt vỗ vỗ quanh thân, kỳ quái nói, ồ, mới vừa vẫn còn ở nơi này, làm sao không có. Diệp Thần tức giận nói, ở trên mình ngươi, nếu không ngươi lấy là, ngươi thật có thân bất tử. Hì hì, Chu Huyên lúc này mới đem Thái Thần nói toàn bộ chuyển báo cho Diệp Thần. Ta nói sao, lúc đầu cái lão gia hỏa này sợ lôi đình lực, khó trách hắn sẽ vào lúc đó bị thương. Linh Nhi thanh âm vang lên, Diệp Thần cũng là muốn đến tiêu ngục che chở bọn họ rút lui lúc đó, dẫn động lôi biển có thể đánh cho bị thương Thái Viêm Đế. Lúc đầu đây là một món đổ bê tông liền thân thể tà hồn. Diệp Thần nghe được Thái Viêm Đế lai lịch sau đó, cũng là không khỏi một hồi nhức đầu, nói, nhưng mà tiêu tiền bối vì che chở chúng ta, đã lại không dư lực dẫn động dị tượng lôi biển. Không quá ta ngược lại là có thể vận dụng lôi bia, nhưng lôi bia một khi vận dụng. Vô Thiên tất nhiên biết ta ở chỗ này, đến lúc đó đối mặt mình nhưng mà so Thái Viêm Đế còn kinh khủng hơn tồn tại. Chu Huyên nhưng là ở một bên nói tiếp. Không sao, chúng ta lao xuống, thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói chúng ta mới vừa bỏ lỡ cơ hội tốt, dưới mắt cái này con rùa rút về dưới chấn hồn uyên. Nơi đó có hắn bày ra thiên la địa võng, chỉ là những cái kiệu oán linh, thì không phải là trước mắt tình trạng của chúng ta có thể giải quyết. Huống chi, ngươi thân thể, Linh Nhi cùng Diệp Thần đều là có thể cảm nhận được, thời khắc này Chu Huyên,
Thái thần tặng cho thanh khí đã tiêu hao hầu như không còn, tối đa làm hắn sống lại hai lần, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ách! Chu Uyên vừa nghe dưới chấn hồn uyên còn có ý định giết người, gãi đầu một cái nói, nếu không chúng ta trở về đi thôi, hồi Thái thần sơn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Diệp thần nghe vậy, nhíu chặt mày nửa ngày không lên tiếng. Không được. Ngay tại Linh Nhi và Chu Uyên lấy là Diệp thần muốn rút lui lúc đó, hắn nhưng là làm ra cử động kinh người. Cái tên kia không thể nghi ngờ bị thương nặng, bỏ qua lần này, cũng chưa có cơ hội. Diệp thần ngưng trọng nói. Làm ơn, cái đó lão thất phu thực lực có thể ở trên ngươi. Linh Nhi khuyên can. Diệp thần nhưng là đắng chát cười một tiếng, nói ra thật tình, dưới chấn hồn uyên, mới thanh vân thần mộc manh nha mới vừa ra đời, nếu là bị cái này nơi được, sợ rằng vô cùng hậu hoạn. Ta đây là quên chuyện này. Linh Nhi hai tay che chán, làm sao cầm cái vấn đề này quên mất. Chu Uyên, kiếm này cầm. Diệp thần đem ban đầu biển tím để làm bằng kiếm phôi ném cho Chu Uyên, chợt mở miệng nói, vật này đối phía dưới oán linh có cực mạnh khắc chế lực, người kiếm ý thuần túy cực kỳ, giúp ta kéo vậy vạn linh trận pháp. Linh Nhi nhưng là ngẩng đầu hỏi, vậy ngươi đâu? Ta tự nhiên sẽ đối tên kia động thủ. Diệp thần hướng về phía hai người giải thích. Cùng lúc đó, dưới chấn hồn uyên. Đáng ghét. Từng tiếng gầm thét từ Thái Viêm Đế trong miệng truyền ra, quanh người hắn kiếm chỗ đau, đạo đạo sấm sét bắn ra tán, trong chốc lát không cách nào đúc lại thân xác. Hống. Hống. Từ trong cơ thể nộ chảy ra tinh thần chiếu rọi dịch, tựa hồ đối với dưới chân vạn quỷ có lực hút vô hình, chúng lộ vẻ được phá lệ hưng phấn. Vô số oán linh này sinh thịt thối giữa, từng tờ một nhợt nhạt ra mặt phun trào ra dữ tợn diễn cảm. Thái Viêm Đế ngồi đàng hoàng ở thanh vân thần mộc manh nha trước, nhìn một màn này, lộ ra nụ cười. Sắc sắc, mãnh liệt oán khí ngưng tụ hóa hình, thực chất vậy sát ý trùng tiêu, sáp nhập vào vậy trước đánh một trận cũng đã bị hoàn toàn đục xuyên vô tận không gian chảy loạn bên trong. Thái Viêm Đế, để mạng lại. Trong trẻo lạnh lùng ánh sao đổ ánh ra một bóng người, từ 9 tầng trời rơi xuống, chính là Chu Uyên. Hừ, không cần cố làm ra vẻ. Diệp thần đâu? Thái Viêm Đế hừ lạnh một tiếng, bốn phía nhìn vòng quanh, nhưng chỉ là phát hiện chỉ có Chu Uyên một người. Diệt ngươi một món tàn hồn, không cần công tử ra tay, chỉ cần ta một người đủ rồi. Tay cầm kiếm phôi Chu Uyên mắng to một tiếng, chợt thân hình trốn vào sát trận bên trong, che giấu Thái Viêm Đế tầm mắt. Tự tìm cái chết. Thái Viêm Đế khóe miệng nâng lên, dám can đảm xông vào cái này sát trận bên trong, xem ra không cần tự mình ra tay. Vạn quỷ đủ để gặm ăn liền hắn. Đúng như dự đoán, Chu Uyên bước chân mới vừa rơi định, lòng đất dưới một cái thảm trắng tay gầy nhom trưởng chính là đột nhiên lộ ra, đem hắn chân trần gắt gao bấu vào. Hống! Hai đạo không người không quỷ thân hình chính là hướng hắn cấp tốc lướt vào, chỉ là trên mình tản ra đậm đà mục nát mùi vị, chính là làm được Chu Uyên thần hồn có chút không yên. Nhớ lấy, không có thể sử dụng linh lực ngăn địch. Ngay tại hắn phải lấy kiếm đạo phá địch lúc đó, đầu óc bên trong nghĩ tới Diệp thần dặn dò, chợt cắn chặt hàm răng, nhắc tới kiếm phôi đoạn đi vậy cuốn lấy chân mình mắt cá bàn tay, nhắm mắt. Liền làm cường hóa võ ý. Một giây kế tiếp, hắn liền một cổ não nhi xông vào sát trận bên trong, một người cưỡi ngựa đương thiên. Lúc này, nhìn vùi lấp đi xuống chính là bị vô số vong linh vây khốn, lại cũng không có tung lên bất kỳ gợn sóng nào Chu Uyên. Thái Viêm Đế ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh thường, một con kiến hôi gan dám như vậy xông trận. Ở hắn trong mắt, Chu Uyên đã bị vô số lệ quỷ xé, từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Ừ, lúc đầu ngươi ở chỗ này. Đối với ngọn lửa hơi thở vô cùng là nhạy cảm Thái Viêm Đế ở trong nháy mắt phát giác dị thường, lúc này chỉ một cái chính là hướng vậy trên hư không tàn phá bừa bãi không gian phong bạo bên trong điểm ra. Oanh! Đạo đạo sấm sét rơi xuống. Hư không không gian bên trong chảy loạn ngay tức thì hướng mặt đất chiếu nghiêng xuống. Gay gâu, bị vậy tiểu tử đùa bỡn. Tỉnh hồn lại Thái Viêm Đế thân hình trước mắt, nhích tới gần thanh vân thần mộc manh nha một bên che chở, lôi đình này chỉ sẽ tăng thêm hắn thân thể thương thế, như vậy tác chiến, cái mất nhiều hơn cái được. Ngay lập tức, một tiếng phượng hót tiếng vang lên, lớn như vậy lửa hoàng hư ảnh phù diêu lên, hướng trên 9 tầng trời đánh tới. Cần phải thọt xuyên vậy gió bão chảy loạn dũng động hư không, dẫn dắt rơi xuống lôi biển. Thái Viêm Đế ánh mắt che lấp, dương đông kích tây.
tuyệt không thể để cho người này dẫn động thiên địa dị tượng. Giờ phút này, cùng nhóm thì giao chiến Chu Uyên giờ phút này cũng không hơn gì, dẫu sao hai quả đấm khó đỡ bốn tay, mặc dù kiếm phôi có thể chém oán niệm, thế nhưng vạn người đại quân, một người một trưởng vậy đủ hắn uống một bầu. Suy, nhợt nhạt bàn tay đầu ngón tay thon dài, thẳng đâm vào Chu Uyên bụng. Ho, Chu Uyên một hơi màu đen vết máu ho ra, vậy mãnh liệt âm khí cùng oán niệm theo máu thịt vào cơ thể, làm hắn linh lực lưu chuyển đều là đống kết mấy phần. Một kiếm vùng đi, chặt đứt tay của thi thể trưởng, nguyên vẹn bụng máu thịt còn sót lại bộ phận chưa tới kịp rút ra, bị trận pháp khống chế vô số oán linh liền lại là lần nữa chen nhau lên. Đáng chết, gần ngay trước mắt, phá cho ta. Chu Uyên nhìn mình cách đó không xa viên kia màu xanh manh nha hạt giống, gắng sức nhảy một cái, theo sát ở sau đó oán linh cũng là lộ ra sát ý. Công tử! Chu Uyên hô lớn! Lưu Kim Tê thiên thủ! Thái Viêm Đế không để ý mình thương thế, trong tay kim mâu hòa tan thành đạo đạo hỏa diễm lưu chuyển quanh thân, trong nháy mắt hào hùng lửa nguyên lực hiện lên hư không, từ vậy nơi chân trời, hai đôi màu vàng kim bàn tay lộ ra. Hắn phải ngăn cản Diệp Thần lấy thần hỏa lực dẫn động thiên địa dị tượng. Vèo! Lửa trời hóa thành bàn tay miễn cưỡng bắt giữ liền Diệp Thần lấy đạo linh chi hỏa nhan tuyền nhi dẫn động lửa hoàng hư ảnh, hai trưởng dùng sức kéo động. Âm! Lửa hoàng dũng động hai cánh từ sườn gian bị miễn cưỡng kéo đứt, hư ảnh ngay tức thì bạo tán quang vũ tiêu tán, Diệp Thần bóng người chậm rãi rơi xuống. Thái Viêm Đế thấy vậy, mới vừa treo xuống tim còn không bưng bít nhiệt. Bên tai chính là truyền đến Chu Uyên tiếng quát tháo, nghiêng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, hắn đã ẩn núp đến Thanh Vân Thần Mộc manh nha chỗ. Vậy tiểu tử làm sao làm được? Là tự oán linh bên trong một đường sông lên đi giết. Làm sao có thể, hắn là như thế nào chống đỡ oán linh? Ngay tại chính hắn kinh ngạc trong nháy mắt, trên hư không chậm rãi hạ xuống Diệp Thần thân hình nhưng là một lần, lãnh đạm nói. Trò chơi kết thúc. Thái Viêm Đế cả kinh. Vậy gần ở trước mắt mình Diệp Thần rốt cuộc lại khôi phục. Đây chính là luân hồi thần thân thể sao? Đây chính là luân hồi huyết mạch sao? Nếu như hắn biết Diệp Thần cuối cùng không có dùng luân hồi lực lượng, lại sẽ là như thế nào diễn cảm? Ngay tại Thái Viêm Đế chuẩn bị rút người ra thối lui ngay tức thì, một tiếng khẽ kêu nhưng là ở vang lên bên tai. Không gian dịch chuyển. Trong nháy mắt, Diệp Thần cùng Chu Uyên hai cái người lớn sống lại là miễn cưỡng chuyển đổi lúc chỗ trống. Võ đạo luân hồi đồ mở. Diệp Thần bằng vào mình cùng Thanh Vân Thần Mộc manh nha cảm ứng, đem hạt giống bỏ vào trong túi, ngước mắt nhìn về hư không Chu Uyên, kết liễu hắn. Suy. Trong tay thanh quang kiếm thẳng đâm vào Thái Viêm Đế ngực, Thái Viêm Đế khó tin nhìn một màn trước mắt, ôm hận nói. Không gian chi lực, đáng chết. Vậy bản nên xuất hiện ở Thái Viêm Đế trước người Diệp Thần bị Linh Nhi lấy không gian chi lực hết đổi, trong nháy mắt thất thần làm được Chu Uyên thuận lợi. Dương Đông kích Tây cũng là cờ hiệu. Chu Uyên còn không quên hướng về phía Thái Viêm Đế lộ ra một đạo nghiền ngẫm nụ cười. Thái Viêm Đế ôm hận một trưởng, lần nữa đem Chu Uyên đánh tan. Diệp Thần thấy một đoàn thanh sương mù lần nữa dâng lên, treo tim lúc này mới buông xuống, hai người đứng sóng vai, mở miệng nói, tên này thất thần mộc manh nha, lại bị thương nặng, hẳn là nỏ hết đà. Ha ha ha, Diệp Thần, người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Một tiếng quát chói tai từ trên hư không truyền tới, chỉ gặp vậy bị tổn thương đạt tới liền mạch máu Thái Viêm Đế quanh thân giống như tinh thần, văng lên trong suốt thanh huy. Ngay tại Diệp Thần lấy là hắn phải bỏ mạng để gặp, Thái Viêm Đế thân xác nhưng là than làm một bồi tinh dịch, ngay tức thì bạo tán ra. Lui! Diệp Thần hướng về phía Linh Nhi gọi một tiếng, chợt kéo nỏ hết đà Chu Uyên phi đột, ở đó cách đó không xa, vô số tinh thần hiện ra. Sớm biết người này thân xác vô cùng là bất phàm, không nghĩ tới lại là vô số ngôi sao ngưng luyện biến thành, hôm nay hắn tàn hồn lực không cách nào duy trì, lúc này mới lộ vẻ hiện ra. Linh Nhi thanh âm vang lên, Diệp Thần cùng Chu Uyên ngước mắt nhìn lại, vào mắt chính là vô số tinh thần lơ lửng. Khặc khặc, Diệp Thần, có thể cầm lão phu ép đến loại trình độ này, người vậy đủ để kiêu ngạo. Bảo, hoàn toàn nổi điên Thái Viêm Đế hôm nay đã sớm mất lý trí. Hắn chỉ muốn hủy diệt. Một viên sáng chói tinh thần lên tiếng đáp lại mà bể, trên đó vô số sinh linh cũng là cùng trong chốc lát nổ tung, máu thịt rối rít đập xuống, sức trùng kích to lớn đem cả tòa trấn hồn uyên bao phủ. Hống!
vô số oán linh cảm thụ mưa máu ra chỉ tinh thần thanh huy bồi bổ, thực lực ngay tức thì bạo tăng, hướng Diệp Thần các người tập sát tới. Diệp Thần, tinh thần vẫn vậy không chịu nổi. Kiếm trong tay Phôi mơ hồ có ảm đạm cảm giác, vô số thực lực tăng vọt oán linh chen chúc tới, đem ba người vây trận. Ngươi lấy là có thể đem ta chém chết, bản đế chính là vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Thái Viêm đế thanh âm vang lên lần nữa. Bảo, do thân thể ánh sao chảy ra linh dịch huyễn hóa thành vô số ngôi sao cùng trong chốc lát nổ tung, vô cùng lực trùng kích liền trên bầu trời hư vô không gian cũng là đồng loạt biến dạng, hỗn độn chỗ cuối, thời gian sông dài chảy ngược. Một kích này, liền thời gian đều là nhấc lên ngược dòng. Diệp Thần hơi ngưng thần, mở võ tổ đạo tâm, thả ra hồng mông đại tinh không. Hồng mông tinh không, bảo vệ. Diệp Thần một nặn quyết, cả người linh khí phóng thích, hồng mông đại tinh không cũng là đổi được càng sáng chói, như một cái nồi lớn xây vậy, vững vàng đem ba người bao phủ bảo vệ được. Vô số ngôi sao nổ tung lực trùng kích vô cùng, trong phút chốc cắn nuốt dưới chấn hồn uyên vô số oán linh, đầy trời máu thịt cuốn lên gió cắt che khuất bầu trời, một đạo to lớn kẽ hở bị xé ra, bên trong năm màu rực rỡ, chính là thời gian sông dài. Các ngươi còn kiến hồi oan hồn, giúp bổn tôn thành tựu cao nhất nghiệp bá. Cười như điên tiếng không giảm, trên hư không, hai con màu vàng kim mắt to chậm rãi mở ra, nhìn xuống bá tánh. Oanh! Hắc ám cấm hải, cựu Nhật Minh tổng đàn bên trong. Ma tổ vô thiên ngồi xếp bằng, đột nhiên, hắn trong mắt mở ra, tựa hồ cảm giác được cái gì, ngay lập tức hắn sắc mặt hơi có chút âm trầm. Chấn hồn uyên xảy ra chuyện. Hơi thở này làm sao để cho ta cảm giác có chút giống luân hồi chi chủ. Vô thiên ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ cảm giác cái gì, nhưng hết thảy tựa như bị một đoàn sương mù dày đặc che đậy. Luân hồi chi chủ phải chết. Bất quá dưới mắt, hắn hẳn chuẩn bị chạm ra đi, ngược lại không có thể đi chấn hồn uyên. Xem ra hồn chủng là một, để cho luân hồi mơ hồ trở thành ta tâm ma, cái này không phải là chuyện tốt. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, toàn bộ cựu Nhật Minh lâm vào yên lặng. Thật may Diệp Thần không có dùng luân hồi huyết mạch, bại lộ quá nhiều nhân quả, nếu không, vô thiên có lẽ đã biến dạng hư rảnh tay. Chúng ta đã chết rồi sao? Không biết qua bao lâu. Diệp Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng động một cái, quanh thân truyền tới kịch liệt cảm giác đau nói cho hắn, còn sống. Vốn là Diệp Thần sẽ không có thương thế nặng như vậy, nếu không phải bởi vì tận lực khép kín luân hồi huyết mạch, và đoạn tuyệt luân hồi nhân quả, hắn có lẽ đã sớm giải quyết hết thảy. Bất quá trước mắt tới xem, vô thiên không có phát hiện mình. Một bên Chu Uyên sắc mặt trắng bệch, mất đi ý thức, sống chết không biết trước. Thái thần nơi tặng cho cuối cùng một món thanh khí chậm rãi bay lên, không vào Diệp Thần trong cơ thể. Linh Nhi chịu lực trùng kích nhỏ nhất, giờ phút này nhưng là kinh hãi nói. Diệp Thần, người mau xem. Diệp Thần chật vật nâng lên hai tròng mắt, nhưng là bị một màn trước mắt kinh được thật lâu không nói. Trên hư không liền gần đây thần bí khó lường không gian chảy loạn đều là bị miễn cưỡng xé ra, vậy thiên uyên chỗ cuối, năm màu sặc sỡ. Hai con màu vàng kim trong mắt nguyên vẹn hư không, trong nháy mắt. Một tuấn mỹ yêu dị nam tử dựng thân trong đó, da thịt dưới sinh ra vô số lạnh người đầu lâu, thảm mặt trắng bàng như rắn độc vậy làm người sợ hãi, nhưng là không gặp hai trong mắt. Diệp Thần, hết thảy các thứ này đều là ngươi ép ta. Thái Viêm đế thanh âm truyền ra, âm lãnh nhưng vừa xa lạ. Diệp Thần mắt thấy thương khung, chậm rãi mở miệng nói, xem ra hồ ly không giấu được cái đuôi. Đây mới là người bộ mặt thật. Thời khắc này cái này, căn bản không lại là cái gọi là Thái Viêm đế. Thủ đoạn dốc hết, người cầm ta ép đến loại trình độ này vậy đủ để kiêu ngạo, ở nơi này hèn mọn nhỏ yếu thực tế vị diện, ngươi là cái đầu tiên gặp được ta chân thân người. Ta tổ tiên tuy ở không không lúc nào không rơi vào liền bị đuổi ra kết quả, nhưng ta ý chí áp đảo các ngươi. Nói cho cùng liền ta cũng không nghĩ tới, Thánh Thiên Thần Hỏa và Luân Hồi lại sẽ ở chỗ này đản đời. Thật đúng là ta đại cơ duyên. Quỷ dị nam tử liếm môi một cái, âm lãnh thanh âm truyền vào Diệp Thần trong tai. Cầm tới. Ra lệnh một tiếng, Diệp Thần chính là cảm giác được trong cơ thể một hồi sao động, đạo linh chi hỏa căn nguyên thậm chí huyết mạch lực lượng có rời thân thể điềm. Đạo linh chi hỏa và những vật khác một khi bị chóc huyết mạch, Diệp Thần vậy sẽ xảy ra chuyện. Gay gâu, hắn lại có thể và không không lúc nào không có chút liên lạc, hơn nữa còn hấp thu vạn hồn lực. Thần hồn hoàn toàn vững chắc, chỉ sợ là nguy hiểm.
Linh Nhi hiện thân, lấy không gian chi lực bảo vệ Diệp Thần, nhưng vậy chỉ là trong nháy mắt, vách ngăn chính là khoảnh như vậy vỡ vụn. Ha ha, hôm nay ta, cho dù là Thái Thần đích thân tới, cũng không sợ. Thái Viêm Đế cười to nói. Vù vù. Thái Thần cuối cùng một món thanh khí tách ra xuất thần mang, Linh Nhi thần niệm lộ ra, đem nắm chặt, ném vào vậy dòng sông thời gian dài một góc bên trong. À! Cùng trong chốc lát, Diệp Thần đạo Linh Chi hỏa căn nguyên sắp vỡ vụn để gặp, kẽ hở một đầu khác nhưng là có đáp lại. Oanh! Một đạo năm màu thần hồng rơi xuống, ngăn trở Diệp Thần nơi có khí cơ, Thái Viêm Đế triều ly huyết mạch thần hỏa nghi thức cũng theo đó cắt đứt. Xem ra là thành công. Linh Nhi bóp một cái mồ hôi lạnh, tê liệt ngã xuống đất. Thái Viêm Đế nghi thức bị đoạn, lúc này một tiếng quát chói tai, người nào? Oanh! Một đạo tiên thì rơi xuống, năm màu ánh sáng dâng trào phun trào, một khắc sau, kinh khủng hơi thở tràn ngập, tiên ánh sáng màu đỏ diệu thế, bao phủ trấn hồn nguyên. Oanh! Thiên đạo sụp đổ thanh âm vang lên, ở cái hở kia chỗ, một cái cùng Diệp Thần hơi có mấy phần tương tự hình bóng chớp mắt, chỉ là chớp độc. Đại lộ quy tắc chính là vỡ vụn, cả thế giới kế cận sụp đổ. Trong chốc lát, kể cả Diệp Thần, Linh Nhi, Thái Viêm Đế đám người ở bên trong nhất giới nơi có sinh linh, đều là xuất hiện vết rách. Làm sao có thể, cái thế giới này liền hắn hư ảnh cũng không chịu nổi liền muốn sụp đổ, người rốt cuộc là hà tồn ở. Thái Viêm Đế hoảng sợ quát lên. Cái thế giới này mặc dù sinh linh thực lực không có không không lúc nào không mạnh mẽ, liền hắn như vậy thần hồn đều là ngạo thị hoàn vũ. Nhưng chưa bao giờ có người nghe, một đạo hư ảnh rơi xuống liền sẽ hủy diệt nhất giới tồn tại cao nhất đại năng. Không nghi ngờ chút nào, người này một khi hạ xuống, toàn bộ thế giới hiện thật cũng sẽ văng tung tóe sụp đổ. Thiên địa đại lộ cho không được kỳ đạo thân. Diệp Thần, Linh Nhi đồ sứ em bé tinh xảo trên mặt mũi, đều là vết rách loang lổ, tựa như tùy thời muốn vỡ ra. Trên 9 tầng trời Thái Viêm Đế cũng là như vậy, liền vậy hai con sán màu vàng kim trong mắt. Đều là bị đỏ tươi ánh sáng đâm thủng. Ngươi, là tới từ tương lai. Thái Viêm Đế liếc thấy vậy chỗ cuối, chính là thời gian cuối, bọn họ lúc trước giao phong kịch liệt xé nát kẽ hở, nghịch chuyển thời gian một góc. Không thể nào, thằng nhóc này làm sao sẽ trở thành vừa được cái loại này tình cảnh. Thái Viêm Đế hoảng sợ nhìn dưới chân ngã xuống đất không dậy nổi Diệp Thần, vẻ hung ác lần nữa lan tràn. Giết ngươi, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhận ngươi cũng không thể xuyên thấu qua thời gian sông dài hướng ta động thủ, tự tay táng diệt ngươi. Thái Viêm Đế thần sắc hung ác, chính là hướng Linh Nhi bên người Diệp Thần tập sát tới. Nhưng không gian chỗ cuối bóng người tựa hồ có cảm, hư ảnh chậm rãi xoay người, nhiều lần chập chờn mưu toan ra tay, cuối cùng nhưng là lựa chọn dừng lại. Hắn rõ ràng, vô luận ra tay hay không, một giới này đều đưa hoàn toàn lâm vào là bụi bặm biến mất. Cách thời gian sông dài to lớn bóng người chỉ là khóe miệng kéo một cái, giống như là thổ lộ mấy cái âm tiết, chính là biến mất không gặp. Uy áp kinh khủng ngay tức thì tản đi, đại đạo sụp đổ vậy chậm rãi dừng lại. Thu! Một tiếng phượng hót vang lên, lảnh lót âm làm được 9 tầng trời chấn động một cái. Diệp Thần trong cơ thể, một cái lửa hoàng phóng lên cao, cùng lúc trước bất đồng chính là, thời khắc này căn nguyên thần hoàng chỉ có mấy trượng cao. Ấn đường gian một đóa hỏa liên dấu vết phun trào. Làm sao có thể, thánh thiên thần hỏa vượt qua tiểu tử này tu vi. Rất hiển nhiên, Thái Viêm Đế cũng là đối cái này thần diễm có biết chút, trước mắt cái loại này hình thái, hắn khó tin. Không thể nào là một người còn không hoàn toàn chạm ra kết thúc tiểu tử có thể bùng nổ. Là ngươi, Thái Viêm Đế cả kinh, ở đó phượng hoàng con ngươi bên trong. Hắn cảm nhận được liền cùng lúc trước cái đó khóa giới mà đến hình bóng độc nhất vô nhị cảm giác bị áp bách. Không thể nào. Tiếp liền mấy đạo trưởng ấn đánh ra, thần hoàng chỉ là phủi xuống thần vũ, liền đem sát chiêu hóa giải tại vô hình. Ngay sau đó ở dưới con mắt mọi người, phượng hoàng thần rực dưới lại là chậm rãi đưa ra một cái cánh tay. Hóa hình. Vậy thiêu đốt hừng hực tiên ngọn lửa màu đỏ bóng người đứng gần hư không, thân hình cùng Diệp Thần vô cùng làm tướng tựa như. Nhưng là theo dõi không được mặt mũi. Giả thần giả quỷ. Thái Viêm Đế hét lớn một tiếng, lần nữa hướng bóng người đánh tới, vậy bọc ngọn lửa bóng người tựa hồ là vô cùng là khinh thường, nhẹ nhàng một quyền vung ra. Oanh! Chỉ cảm thấy không gian run lên, Thái Viêm Đế cánh tay trái chính là trong phút chốc tiêu tán, tận gốc cánh tay chỗ màu đỏ tươi lửa mang thiêu đốt huyết khí của nó. À!
Một tiếng tê tâm liệt phế, tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở dưới trấn hồn nguyên. Thái Viêm Đế ánh mắt che lấp. Người này khống chế lửa lực có thể nói đỉnh núi, liền không gian nhiệt độ đều không từng dâng lên chút nào, nhục thân của ta cũng đã bị bốc hơi. Không thể địch lại được, lui. Ngay tại Thái Viêm Đế muốn rời khỏi đồng thời, vậy màu đỏ tươi lửa mang bao gồm bóng người nhưng là không định bỏ qua cho hắn, tay trái nhẹ nhàng vung lên, vô số cây phượng hoàng thần vũ kích động ra, đem cả tòa không gian bắn thùng. Nhìn sau lưng tan tành không gian, hắn muốn bỏ chạy, cái này cực kỳ không vững chắc không gian tùy thời sẽ ngay tức thì vỡ vụn, liền mình một khối táng diệt. Chỉ gặp bóng người kia nhẹ nhàng xoay tay kéo một cái. Vèo, vèo. Vậy bắn thủng không gian dung nhập vào chảy loạn bên trong căn căn thần vũ phơi bày đảo câu thế bay trở về, lúc này xuyên qua Thái Viêm Đế ngực. Suy, từng luồng màu đen oán niệm bay lên bốc hơi, Thái Viêm Đế mặt mũi vặn vẹo đã không cách nào chịu đựng tà lực bị nướng thống khổ. Diệp thần, như vậy nhân quả ngươi không chịu nổi, ta hôm nay tuy chết, nhưng ngươi ắt sẽ bị chí cao ý chí chu diệt. Thê lương lạnh người tiếng quát tháo dần dần thối lui. Phơi bày ở trước mắt mọi người chính là một đoàn trong suốt thần hồn, tản mát ra tinh khiết hơi thở. Người ngọn lửa ảnh từ Diệp Thần võ đạo luân hồi đồ bên trong đem Thanh Vân Thần Mộc manh nha lấy ra, thả lại ban đầu vị trí, lấy đại thần thông đem Thái Viêm Đế biến thành thần hồn khắc vào trong đó. Oanh! Từng trận bạo liệt vang lớn truyền tới, chỉ gặp vậy trước vẫn là viên nho nhỏ hạt giống manh nha, lại là mấy thức tới giữa trưởng thành là một viên có chừng 5-3 người cao cây lớn. Lại còn đang không ngừng sinh trưởng. Vù vù, thiên địa một hồi nổ âm, tựa hồ là thiên đạo phát giác khác thường, ngọn lửa kia bao gồm bóng người ánh sáng phai nhạt mấy phần. Là ngươi sao? Linh Nhi nhìn người trước mặt ảnh, đôi mắt bên trong lệ quang phun trào. Ngọn lửa hư ảnh tựa hồ lòng có cảm giác, nhẹ nhàng đem tay phải đặt ở Linh Nhi đỉnh đầu thân mật vỗ vỗ, thời khắc này thần hỏa, thật là ngoan ngoãn. Ngươi! Ngay tại Linh Nhi muốn tiến lên trong nháy mắt, thiên địa dị biến hoành xanh, thần hỏa tán thành tinh quang tiêu tán, cả tòa trấn hồn uyên bị lửa mang che giấu. Công tử! Chu Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thần gò má, kêu. Hô! Diệp Thần thẳng kinh ngồi dậy, con ngươi ngưng trọng, nói ta tựa hồ trong giấc mộng. Có thể không phải là mộng, Chu Uyên chép miệng, Diệp Thần lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, vậy chọc trời Thanh Vân Thần Mộc đã trong mây tiêu. Cả tòa dưới trấn hồn uyên, một phiến tường hòa. Linh Nhi, Diệp Thần vội vàng la lên. Ừ, Linh Nhi thanh âm vang lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn truy hỏi nói. Ta cũng không nói được, hoặc giả là Diệp Tà Thần rút ra nhân hoàng thánh đao, quấy nhiễu thời gian sông dài, không việc gì, ngươi liền làm nằm mộng đi, Thái Viêm Đế đã được giải quyết, trấn áp tại cái này Thanh Vân Thần Mộc dưới, bồi bổ manh nha. Cái này một tí. Ngươi cũng không cần vạn năm lấy thân chấn cái này vô biên địa ngục. Linh Nhi thanh âm dí dỏm vang lên. Diệp Thần nhưng là dương mắt nhìn hướng hư không, Thái Viêm Đế bị hoàn toàn chấn áp, vốn nên là một kiện chuyện cao hứng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn trong lòng nhưng là tựa như bị lên một đạo gông xiềng. Người nọ là ai, là tương lai mình, vẫn là người khác. Diệp Tà Thần xuất hiện, tựa như để cho Diệp Thần đối thời không nhận biết có chút thay đổi. Thời gian cuối. Rốt cuộc là ai? Chí cao ý chí, vẫn là nói cái khác. Thái Thần Sơn, Chu Uyên sân nhỏ bên trong, Diệp Thần bóng người ngồi xếp bằng. Hắn cũng không có đi cấm thiên khu trảm ra, mà là trong lòng có nghi ngờ. Những thứ này nghi ngờ khốn khổ, lập tức tiếp tục trảm ra hiển nhiên không thích hợp. Linh Nhi, trước dưới trấn hồn uyên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người kia là ai? Hắn thủy chung là suy nghĩ mãi không xong. Hôm đó đại chiến, Chu Uyên mới vừa thoát khốn không lâu, tu vi thấp nhất hắn dẫn đầu té xỉu, nhưng mà lại liền mình cũng là thua ở vậy Thái Viêm Đế tay. Chỉ cảm thấy là một cái giấc mơ kỳ quái, tỉnh lại lần nữa lúc nhưng là phát hiện đã lắng xuống họa loạn, liền vậy duy nhất mộng cũng có chút mơ hồ. Hừ, liền cái gì đó Thái Viêm Đế, không quá ta hơi thi thủ đoạn liền đánh ngã mà thôi, ngươi không cần để trong lòng. Linh Nhi sắc mặt có chút không giống tầm thường. Ngữ tốc vậy so với ngày thường nhanh mấy phần, mở miệng nói. Diệp Thần nghi ngờ nhìn trước mắt Linh Nhi, mặc dù không rõ ràng, nhưng hắn biết được Linh Nhi thân phận không bình thường, có lẽ có chút lá bài tẩy cũng không thử có thể biết. Linh Nhi nắm trong tay hư bia, và cái khác luân hồi huyền bi không giống nhau. Từ xuất hiện ở Hoa Hạ bắt đầu,
liền định trước Linh Nhi là một viên quan hệ đến luân hồi con cờ. Có thể cái này con cờ lại là ai an bài? Từng cơn gió nhỏ từ từ tính tới, trước mặt không gian rung động tung lên một chút gợn sóng, ngay sau đó một giọng nói chính là vang lên. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Người tới chính là Mão Tử Kim Vương Miện Thái Thần. Thái Thần tiền bối. Diệp Thần thấy người đến, vội vàng đứng dậy cung kính nói, đa tạ tiền bối nhớ nhung, vãn bối đã không còn đáng ngại, chỉ là Chu Uyên hắn. Thái Thần chỉ là khẽ mỉm cười, kêu, vậy tiểu tử trận chiến này thu hoạch rất phong phú, như không ngoài suy đoán, xuất quan sau là được bước vào cao hơn cảnh. Nhanh như vậy, Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, Chu Uyên mặc dù là võ si, thiên phú cực kỳ khủng bố. Nhưng cái này tốc độ trưởng thành vẫn là kinh người. Nhìn trước mắt thần bí Thái Thần, Diệp Thần bỗng nhiên có dũng khí cảm giác huyền diệu, trước kia chỉ lấy là trước mặt cái này vị tiền bối chính là một khối cường giả, nhưng gần quá thành một nhóm hắn nhưng là phát hiện, cái này Thái Thần tu vi, tuy không đạt tới nhâm phi phàm, nhưng vậy sâu không lường được. Chu Uyên thằng nhóc kia thể chất có chút đặc biệt, ngược lại cũng không tính là giáo ta đạo có cách. Xem thấu Diệp Thần ý tưởng sau đó, Thái Thần cười một tiếng mặc kệ. Người hôm nay chạm ra 96, chỉ kém 4 đạo gông xiềng không có chặt đứt. Vậy 4 đạo nhưng có lòng tin. Thái Thần chậm rãi mở miệng nói. Không biết tiền bối là ý gì. Diệp Thần không nói là thân đánh trăm trận, nhưng vậy coi là phải là trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng nhân vật, lại làm sao có thể nghe không ra Thái Thần chữ bên trong hành gian ý. Thái Thần tròng mắt thâm thúy. Chạm ra 96. Đã là đời này yêu nghiệt, thiên phú quá mức kinh người, còn như người muốn chạm ra trăm đạo, là khoáng thế cử chỉ, tuyệt không dễ dàng. Nghe được Thái Thần tán dương, Diệp Thần cũng là không khỏi sinh lòng ngạo ý, nhưng vậy chỉ còn lại 4 đạo khó khăn trùng trùng. Ngay sau đó Thái Thần nói, nhưng là làm được Diệp Thần cả kinh. Ngươi nếu là thật muốn trở thành công chém vậy 4 đạo gông xiềng, có một chỗ ngươi phải đi. Ta đã từng chạm ra chỉ có thể chém 87. Chính là bởi vì đi nơi nào, mới chạm ra 90. Thái Thần tròng mắt đông lại một cái, mở miệng nói. Cái gì? Diệp Thần hơi ngẩn ra. Ta cho ngươi xem một kiểu đồ. Thái Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Diệp Thần nơi mi tâm, một màn rất sống động trí nhớ tràn vào. Đây là... Diệp Thần ở mảnh thế giới này bên trong, nhìn thấy được đã từng là Thái Thần. Khi đó hắn, bất quá là cùng mình độc nhất vô nhị. Cùng là quá chân cảnh, nhưng là hăm hở. Đế hợi sán, ta niệm tình ngươi xuất thân thấp hèn, tu vi không dễ, thành tựu ta người làm chinh chiến, có thể bảo ngươi tranh được một tiệc tạo hóa. Thời kỳ thiếu niên Thái Thần phong tư thướt tha, cô xã tiên nhân đang còn trẻ, nhìn trước mặt mình một vị khác tuấn mỹ nam tử, lấy quyền hoành đúng. Tự tìm đường chết. Thiếu niên Thái Thần đối mặt trước mắt tay cầm màu vàng đại kích khiêu khích nam tử, một quyền đánh ra. Quanh thân lóng lánh phong cách cổ xưa minh văn sánh vai long phượng lực, đem chàng trai chiến kích cùng với thân xác miễn cưỡng nổ. Đẫm máu hư không? Ngươi lại tu luyện ra hai đạo thần tức. Nam tử không cam lòng ngã xuống đất, thiếu niên Thái Thần dựng thân tại ở giữa thiên địa, một đôi thiết quyền đem vô số sinh linh trấn áp. Hư, lại có thể tu ra hai đạo thần tức, những cái kia rác dưới bên trong ngược lại cũng còn tính ra cái cầm xuất thủ, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Diệp Thần hình ảnh trước mắt lần nữa vừa chuyển, nhưng chỉ là nghe được mị tiếng vang lên, uyển chuyển dưới ánh trăng điệu múa, kiếm khí động bốn phương, làm được không gian bể tan tành. Cùng một trong đồng hóa là tàn ảnh, còn có trẻ tuổi Thái Thần. Ba đạo thần tức, trẻ tuổi Thái Thần không cam lòng ngã xuống đất, ở hắn phía trước cách đó không xa, 10 đạo hình bóng từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu lại, chỉ có cô gái kia hài hước tiếng vang vọng, thiên đạo chạm ra. Không phải các ngươi có thể tùy ý đặt chân tồn tại. Cô gái hình bóng đi xa, nghịch dòng sông thời gian dài hướng 10 người truy tìm đi. Làm sao có thể? Diệp Thần con ngươi ngay tức thì co rúm lại, vậy như sắp cảnh thật gặp gỡ làm được hắn kinh hãi không thôi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cho dù là hôm nay mình, gặp phải trẻ tuổi Thái Thần, vậy đòi không được bất kỳ chỗ tốt, thắng bại bất quá như nhau tới giữa. Mạnh như thời niên thiếu Thái Thần, lấy quá chân cảnh đỉnh cấp. Sợ rằng hắn tu vi so với gần quá thành tứ đại gia tộc gia chủ, cũng là không kém chút nào. Diệp Thần tự tin vậy có thể làm được như vậy, nhưng thiếu niên Thái Thần đối mặt cô gái thần bí kia, nhưng là không có lực phản kháng chút nào. Như thế nói, trước vậy mạnh nhất 10 người hình bóng. T.
Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, sao sẽ có như vậy người nghịch thiên? Tiền bối, cái này thiên đạo trảm ra. Diệp Thần đắng chát mở miệng, hắn từ Thái Thần một đoạn trí nhớ cũ bên trong, tựa hồ nghe người đề cập đến liền một mảnh đất tên. Không sai, chính là thiên đạo trảm ra, nơi đó phân bố cơ duyên, cũng là thiên tài trẻ tuổi tụ tập chỗ, người mới vừa nhìn thấy, là ta lúc còn trẻ du lịch cảnh tượng, một năm kia thiên đạo bảng, ta hạng thứ 12. Vậy ung dung đánh bại ta Nguyệt gia cô gái, thiên đạo bảng đứng hàng 11. Diệp Thần cả kinh, cái gì, liền tiền bối cũng. Mạnh như trẻ tuổi Thái Thần đều không cách nào xông vào trước 10. Thiên đạo trảm ra, từ Thái Thượng thế giới tước đoạt ra, chính là một tòa che giấu tại thời không bên trong thành lớn, chỉ có lấy được rồi đi lại làm người, mới khá mang theo con em đời sau đặt chân. Đại thế tranh, vạn năm lại khải, vậy chỉ có lần trước bách cường nhóm thiên đạo bảng người, mới biết lấy được thiên đạo thánh lệnh, mang theo này làm người, có thể tranh cãi nữ hùng đồ. Thái Thần từ trong lòng gian móc ra một quả ngọc chất thiên chữ lệnh bài, tựa hồ bởi vì năm tháng cọ rửa, trên đó dịu dàng hơi thở đã không có ở đây, liền vậy ngọc sắc, đều có chút dụng. Tiền bối muốn để cho ta và Chu Uyên tham dự cái này thiên đạo trảm ra tranh. Diệp Thần hỏi. Thái Thần nhẹ khẽ gật đầu kêu, không sai, ta vốn không muốn để cho ngươi nhúng tay, nhưng ngươi muốn đánh vào trảm ra khóa 100, nơi này phải đi. Diệp Thần trong mắt lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, kiên định nói, đã như vậy, ta không đi há không đáng tiếc. Thái Thần sửng sốt một chút, chợt cười nói, ha ha ha, không hổ là ta xem trọng tồn tại, nếu không phải muốn bị vậy sóng lớn đào cắt xi liền đi ra ngoài, liền hết sức đánh cuộc đi. Chờ ngươi trở về, trảm ra 100, đánh vào Thái Thượng thế giới, nói cho mọi người, luân hồi hướng vạn khư và vô thiên chính thức khiêu chiến. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi Thái Thần tiền bối, vì sao là thần tức? Thái Thần mở miệng giải thích, cái này rất lớn một nhóm người không có, nhưng truyền thuyết trảm ra đỉnh núi người có thể tam hoa tụ đỉnh, tu xuất thần tức, một đạo là cơ, ba đạo là vô cùng. Hồng Quân và Võ Tổ cũng là ba nói. Tin tưởng ngươi vậy nhìn ra được, ta năm xưa tu ra hai đạo thần tức, mới có thể đi tới một bước kia, sợ rằng ở ta trước khi những tên kia. Càng đáng sợ hơn. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, mở miệng nói, bọn họ có người tu ra ba đạo thần tức. Thái Thần gật đầu một cái, ngưng trọng nói, bọn họ có ít người xác thực rất mạnh, thậm chí rất nhiều đến từ Thái Thượng thế giới. Bất quá phải cùng vạn khư không có quá nhiều liên lạc. Nơi đây đã sớm thoát khỏi Thái Thượng thế giới, thủ được nhất thế võ đạo. Người có thể biết, ở trong mắt những người kia, vực ngoại luôn luôn là được gọi là Man Di Chi Địa. Thời khắc này Thái Thần trong mắt bên trong hơi có vẻ tức giận, rất hiển nhiên cho dù là vạn năm đi qua, cái này không tranh sự thật cũng không phải một mình hắn liền có thể sửa lại. Man Di sao? Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm nói. Ngươi không cần để trong lòng, ta có thể nhìn ra được ngươi đi ra một cái độc thuộc về mình nói, luân hồi huyết mạch chư thiên mạnh nhất, nhưng vậy nhất cổ quái, mặc dù ngươi chưa từng có thần thức, nhưng lại so với tu ra ba đạo thần hơi thở những cái kia các yêu nghiệt vậy không rơi hạ phong. Thật ra thì ngươi bây giờ trảm ra 96, chiếu lý mà nói hẳn ba đạo thần tức, đáng tiếc một đạo cũng không có, luân hồi hai chữ cuối cùng quá mức thần bí. Ta cũng tin chắc, ngươi thiên phú tất nhiên vượt qua Võ Tổ và Hồng Quân, thậm chí không không lúc nào không cũng không cách nào hạn chế ngươi. Cho nên lần này thiên đạo trảm ra một nhóm, lấy ngươi là chủ lực, còn như Chu Uyên, đúng là tu hành thời gian ngắn ngủi, tình cảnh mở trước, có thể tu ra một đạo thần tức đã là cực hạn. Thái Thần dặn dò, khoảng cách thiên đạo trảm ra mở, còn có mấy ngày thời gian, ngươi đi trước đại điện chờ ta, đoạn thời gian này, ta tới hướng dẫn ngươi một hai, cũng coi là trảm ra bên trong, hơn mấy phần lá bài tẩy. Diệp Thần gật đầu một cái, đứng dậy hướng sau núi chỗ sâu đi tới. Thời khắc này trong sân, chỉ có Linh Nhi cùng Thái Thần hai người diêu tương nhìn nhau. Bản không nghĩ như thế, nhưng làm sao đại thế không thể nghịch, bắt đầu, liền không cách nào dừng lại. Thái Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Rất nhiều chuyện lệch hướng quỹ đạo, ta nguyên lấy là có thể nắm trong tay hết thảy, nhưng bây giờ nhìn lại. Linh Nhi cũng là thay đổi những ngày qua hoạt bát hình dáng, hơi có vẻ ngột ngạt vẻ. Ha ha ha, cách thời không cùng ngươi đối thoại, còn thật là có chút không quá thói quen. Linh Nhi đang muốn mở miệng nói gì, nhưng là thất khiếu bên trong tràn ra đỏ tươi, ngay tức thì vẻ mặt vô cùng dữ tợn.
Thiên đạo trảm ra bên trong, cũng có vậy linh thạch một phần chia, nếu có thể thu lấy, ngươi cắn trả, có lẽ có thể chậm hiểu mấy phần, lấy ngươi trước mắt trạng thái, chống đỡ không được quá lâu. Thái thần một món thanh khí phất qua linh nhi quanh thân, bé gái ngay tức thì cảm thấy một hồi linh hoạt kỳ ảo thư thích cảm giác, trong cơ thể sao động hơi thở cũng là lắng xuống mấy phần. Linh nhi loại chuyện này, đã không phải là lần thứ nhất, nếu không phải thái thần che giấu, sợ rằng sớm ở Diệp thần trước mặt lọt chân ngựa. Vậy một món thanh khí, bản nghĩ có thể triệu hoán ta chân thân hạ xuống cắt đứt vậy thái viêm đế mưu kế, không ngờ nhưng là dưới chấn hồn uyên thời không ngừng chảy, hoành xanh rắc rối, lại là đem Diệp thần tương lai thân. Ca. Bầu trời một tiếng nổ vang, thái thần sơn khủng bố cấm chế tại vô hình gian nháy mắt khắc vỡ nát, một đạo thần phạt đánh xuống, mạnh như thái thần cũng là trước ngực như bị đòn nghiêm trọng, sắc mặt một trắng. Linh Nhi bản muốn ngăn cản thái thần nói một chút, nhưng làm sao nhân quả phủ xuống quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, thái thần chính là gặp nạn. Cũng được, cái này cấm kỵ từ không thể lại sách, tóm lại, người vậy tuyệt không thể ở những người đó trước mặt lộ chân tướng, nếu không. Thái thần nhìn Linh Nhi, mở miệng nói. Ta biết, bước vào vậy một mảnh vực, ta tự nhiên sẽ khiêm tốn làm việc. Linh Nhi đáp lại. Hiển nhiên, thái thần tựa hồ biết Linh Nhi một ít đi qua. Thì ra là như vậy, thật là huyền diệu vô cùng. Thời khắc này thái thần trước điện, Diệp thần lòng có cảm giác, trong tay thiên kiếm chỉ là nhẹ nhàng rạch một cái, trước mặt không gian chính là bị cắt ra một đạo không cách nào khép lại sâu màu đen chỗ rách. Kiếm ý lĩnh ngộ, cùng hủy diệt quy luật lực hiểu, đã đạt tới điểm giới hạn, lại vào thì cần cơ duyên phá trướng. Thái thần thanh âm vang lên, chợt dặn dò, lần này đặt chân thiên đạo trảm ra, thánh thiên thần hỏa và đạo linh chi hỏa cùng với luân hồi oai, vạn không thể thi triển phân nửa, nếu là bị những lão gia hỏa kia để mắt tới, liền ta cũng không gánh nổi ngươi. Luân hồi chi chủ khí vận, có thể không chỉ thiên nữ vũ hoàng cổ đế muốn, chỗ đó người, đối luân hồi khí vận tham lam đặc biệt là đáng sợ. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, tiền bối yên tâm, ta định sẽ lưu ý. Con đường đi tới này, thánh thiên thần hỏa và luân hồi huyết mạch đã gặp tới vô số người mơ ước. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Vù vù. Cả tòa thái thần sơn chấn động kịch liệt, một đạo thần thức quanh quẩn tại chân trời, dẫn được thái thần sơn bầu trời, chín màu thần hồng vẩy chiếu xuống, phá lệ lộng lẫy. Chân núi vô cực cùng linh cực thấy vậy, cũng là sững sờ, đây là trong truyền thuyết. Thần thức. T. Hai người liếc nhau một cái, đều là thật lâu không nói. Chu Uyên xuất quan. Nếu Chu Uyên vậy xuất quan, tiền bối, chúng ta là được chuẩn bị động thân. Diệp thần cảm nhận được Chu Uyên khí tức bàng bạc, lại là trảm ra thành công, hơn nữa đỉnh đầu một đạo sáng lạng thần thức không dừng được ấp úng thiên địa tinh hoa, cả người đều là thêm mấy phần rồi rào thần khí. Thái thần chính là ánh mắt nhẹ mị, hướng về phía Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về cách đó không xa dậm chân bay vút tới học trò, thật là hài lòng. Công tử. Chu Uyên tay cầm một chuôi thanh linh kiếm, nụ cười rồi rào, hướng Diệp thần một kiếm đâm tới. Suy. Trên thân kiếm thần tức lưu chuyển, trên chín tầng trời hà thụy nhô lên, thiên địa dị tượng chợt nổi lên ngưng tụ kiếm phong một chút tới. Diệp thần cười lớn một tiếng, nói Chu Uyên, ta tới xem ngươi lần này bế quan hiệu quả. Nói xong, chính là tay không hóa nhận, giữa trưởng vận dụng đại thiên trọng lâu trưởng thế khép mở nghênh phong lên. Oanh. Thanh linh kiếm tiếp xúc Diệp thần đại thiên trọng lâu trưởng ngay tức thì, chính là phá vỡ một chút, tuy là chỉ có một chút, nhưng đã là uy năng đáng sợ. Phải biết, trạng thái bình thường xuống Diệp thần cho dù không dùng tới 9 tầng trời thần thuật, cũng không phải tầm thường thiên quân có thể địch. Diệp thần trước mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, xem ra Chu Uyên thiên phú võ đạo quả nhiên đáng sợ. Phá! Một trưởng bước lui Chu Uyên, thiếu niên liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lắc đầu nói, đừng đánh. Đừng đánh. Diệp thần không khỏi mỉm cười, cũng là liếm hết đại thiên trọng lâu trưởng thế, cười nói, so với thái viêm đế trận chiến ấy, thật đúng là sức chiến đấu bay tăng. Thời khắc này Chu Uyên, nếu như Diệp thần động thật, nhưng áp chế luân hồi huyết mạch và cái khác lá bài tẩy, còn thật được phí một phen tay chân mới có thể bắt lại. Sư phụ cùng công tử nói qua, thiên đạo trảm ra đất sự việc. Chu Uyên nói tới chuyện này, rõ ràng trước mắt sáng lên. Đối với cái này 10 phần võ si mà nói, chính là thiên đại vui thú. Ừ, nếu ngươi đã xuất quan, vậy thì chuẩn bị lên đường đi. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu,
nhìn về một bên Thái Thần. Chuyến này, an toàn thứ nhất, người muốn trảm ra còn lại 4 đạo, cần tĩnh tâm cảm ngộ. Nhưng nếu là không có mệnh, trước người trảm ra 96 vậy thất bại trong gang tấc. Thái Thần cười một tiếng, chủ huyền lý lịch còn thấp, Diệp Thần cũng không có bước vào thiên huyền cảnh, cho dù không đạt tới nơi kỳ, cũng sẽ không có người chỉ trỏ, tu hành bất quá như thế chút thời gian, cho dù là những cái kia bảng trước mấy yêu nghiệt, cũng là không xính hơn để cho. Huyền Linh tiên sinh, chúng ta lên đường đi. Thái Thần mắt thấy hư không, cười chúm chím mở miệng nói. Ừ, cơ hồ ở cùng trong nháy mắt, Diệp Thần cảm thấy giữa trời đất tựa hồ xảy ra loại nào đó biến hóa nho nhỏ, vạn vật vào giờ khắc này đều là thông linh vậy. Vù vù, liền luân hồi đi trong nghĩa địa linh nhi đều là cảm thấy trong nháy mắt hoa mắt. Đây là, vạn vật linh. Cùng lúc đó Thái Thần Sơn bên trên, vô số cỏ cây sinh linh đều là sáng lên lau một cái ánh sáng nhu hòa, phân ra một món sức sống chậm rãi tán hướng 9 tầng trời. Chẳng biết lúc nào, một cái bay múa thần long quanh quẩn hư không, hình rồng ngưng tụ nhưng lại trong suốt, rõ ràng không có vô thượng uy áp kinh khủng, nhưng là làm người ta tim sinh kính sợ. À, đây chính là lần này đại biểu vực ngoại tham dự thiên đạo trảm ra tranh đứa nhỏ sao. Trùng điệp vạn dặm không thấy đầu đuôi thần long giờ phút này nhưng là truyền ra tiếng. Một đạo thần tức, thần long tựa hồ tâm trạng không hề cao tăng, thấy Chu Uyên vẻn vẹn chỉ là tu ra một đạo thần tức, mặc dù không tục, nhưng nếu là tham dự thiên đạo tranh, vẫn là kém một ít sức lửa, thậm chí sau lưng Diệp Thần, liền một đạo thần tức cũng không từng có. Ừ, một hồi nghi ngờ xảy ra trong lòng, thần long tỉ mỉ dưới sự điều tra, cảm nhận được liền Diệp Thần bất phàm. Trảm ra 96, luân hồi chi chủ. Hơn nữa nhìn dáng dấp, Diệp Thần tựa hồ còn chưa trảm ra kết thúc. Huyền Linh tiên sinh, người này hiện tại không kém gì đã từng là ta. Thái Thần chậm rãi mở miệng nói. Vừa là như vậy, vậy thì lên đường đi. Diệp Thần cùng Chu Uyên dưới chân xảy ra sáng mờ, sống hiển hóa long chảo nhô lên, đem hai người nâng lên, phù diêu 90.000 dặm lên. Nhưng mà Diệp Thần cảm nhận được huyết long trong lòng chiếm đoạt ý, hắn vội vàng âm thầm cự tuyệt nói. Huyết long, cái này có thể không phải địch nhân của chúng ta. Dạ, chủ nhân, bất quá đối phương khí tức trên người rất mạnh. Thái Thần Sơn hạ, vô số triều bái sơn môn võ giả thấy trên 9 tầng trời thần long phù diêu, móng bể hư không đi, đều là rối rít quỳ xuống đất. Từng trận gió bão chảy loạn tràn vào Thái Thần Sơn, giờ khắc này thiên địa biến sắc, cần phải diệt thế vậy uy áp cuốn tới. Tán. Đầu rồng chỗ bóng người Mão Vương Miệt, chỉ là một chỉ điểm ra, hoàn vũ giai chiến, trong hư không kẽ hở đều là ngay tức thì khép lại, dị tượng tiêu tán. Thần long mang theo mấy người, bể không đi. Thực lực thật là kinh khủng. Diệp Thần thấy Thái Thần chỉ một cái liền đem kinh khủng không gian chảy loạn lau sạch, không khỏi được âm thầm kinh ngạc. Ngày xưa Thái Viêm Đế đánh một trận, cũng là vậy tà hồn thủ đoạn dốc hết mới vừa đem không gian phong bạo áp chế. Mặc dù Nhâm Phi Phàm mạnh hơn, nhưng Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm ra tay không nhiều, hơn nữa Nhâm Phi Phàm võ đạo cực kỳ phức tạp, hắn rất khó cảm thụ rõ ràng. Nhưng Thái Thần ra tay, Diệp Thần lại có thể cảm giác được mấy phần võ đạo ý vận. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm giác trước mắt thoáng một cái, quanh thân xuất hiện 9 luân huyết nguyệt. Diệp Thần biết là Nhâm Tiền Bối tới. Nhâm Tiền Bối thật là nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Diệp Thần mới vừa nói xong, một đạo hư ảnh liền là xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Thái Thần và vậy Thần Long cảm giác được không gian bị người xông vào, hơi ngẩn ra, thậm chí chuẩn bị ra tay, có thể khi thấy Nhâm Phi Phàm hư ảnh lúc đó, con người đột nhiên ngẩn ra. Hiển nhiên, bọn họ cũng bị Nhâm Phi Phàm sau khi đột phá hơi thở kinh hãi. Nhâm Phi Phàm loãng mâu nhìn lướt qua mấy người, cuối cùng tầm mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, nói, ngươi không đi cấm thiên khu đánh vào trăm gia. Diệp Thần liền vội vàng giải thích, Nhâm Tiền Bối, ta dự định đi một chuyến thiên đạo trảm gia. Nhâm Phi Phàm nghe được mấy chữ này, ngay tức thì mọi thứ nhân quả và nguyên do sáng tỏ, liền nói, ta đây là quên chỗ này. Thiên đạo trảm gia có thể không bình thường, bên trong tốt xấu lẫn lộn, ta từng đi qua một chuyến. Năm đó suýt nữa bị người đoạt xác, không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, nhân hoàng thánh đao vậy không nên tùy tiện vận dụng, nếu không, người hết thảy, bất quá là người khác làm đồ cưới. Người muốn chém trăm đạo gông xiềng, làm lịch sử người thứ nhất, cái địa phương này xác thực phải đi,
nếu không tùy tiện đánh vào còn dư lại 4 đạo gông xiềng, cũng có thể thất bại chấm dứt. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, Nhâm Tiền Bối đối với chỗ này cũng là rõ ràng. Lại là thiếu chút nữa bị đoạt xác. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, chính là phát hiện Nhâm Phi Phàm đi tới mình trước mặt, một ngón tay điểm vào mình trên ấn đường. Diệp Thần, người trảm ra 96, đã khủng bố, hơn nữa trên mình hơi thở quá mức rõ ràng, ta vì ngươi che đậy hơi thở, như vậy những lão gia hỏa kia vậy rất khó phát hiện ngươi là luân hồi chi chủ, lại càng không biết ngươi đã trảm ra 96. Diệp Thần bừng tỉnh, khó trách Nhâm Tiền Bối sẽ xuất hiện vào lúc này, nguyên để cân nhắc như vậy chu đáo. Làm xong hết thảy, Nhâm Phi Phàm ánh mắt rơi vào Thái Thần trên mình, nhàn nhạt nói, chăm sóc kỹ hắn, người hẳn biết hắn đối bàn cờ này tầm quan trọng. Cái này nhìn như lơ đãng giao phó, nhưng càng giống như là uy hiếp. Thái Thần ánh mắt đông lại một cái, chắp tay một cái, cúi đầu nói, Nhâm Tiền Bối. Ở Nhâm Phi Phàm trước mặt, Thái Thần lại cũng phải gọi Tiền Bối. Giao phó xong hết thảy, Nhâm Phi Phàm hư ảnh liền biến mất. Thần Long và Thái Thần như chút được gánh nặng, tiếp tục hướng một phương hướng đi. Không biết qua bao lâu. Công tử, mau xem. Kích động Chu Uyên kéo một cái Diệp Thần một góc ống tay áo, một mục nhìn lại, ngay tức thì hai người ngay tức thì đờ đẫn. Hư không chỗ cuối, vạn pháp không hiện, vạn vật không sinh, lượn quanh mây mù chỗ sâu, thành lớn một góc như ẩn như hiện. Thiên đạo tranh, ở chỗ này tiến hành sao? Diệp Thần trợn to tròng mắt. Không có một miếng đất làm dựa vào, không có hùng vĩ dãy núi biển hồ ấn sấn, một tòa cô thành lơ lửng hư không cuối, nghiêm túc lại trang nghiêm. Chu Uyên cũng là hiếm có trầm tĩnh, bị một màn trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Thái Thần nhưng là trong mắt bên trong có mấy tia thần thương, vô tận năm tháng trước, hắn ở đất này tranh nói, để lại tiếc nuối, hôm nay lại đến, cảm khái lương hơn. Chỉ đưa tới đây, các ngươi đi đi. Đến gần thành lớn. Thần Long vậy ngưng thực hình chậm rãi tản đi, để lại một tiếng dặn dò sau đó, chính là lại cũng không gặp. Đa tạ Huyền Linh tiên sinh. Thái Thần khẽ vuốt cằm, ngay sau đó chính là tỏ ý Diệp Thần cùng Chu Uyên đuổi theo, ba người trước sau bước chân vào cô thành bên trong. Diệp Thần liếc mắt nhìn lại, cái này phiến cô thành vào mắt đều là tan hoang vẻ, đủ loại huyền công bảo thuật, thiên địa linh bảo dấu vết chiến đấu như cũ rõ ràng có thể gặp, trên đó nhàn nhạt sát phạt hơi thở giao hội ngưng tụ. Mấy vạn năm trước tranh đấu, lại thảm như vậy mãnh liệt. Đây cũng là cái gọi là đạo thành, thiên tài trẻ tuổi tụ tập chỗ sao. Chu Uyên cũng là không khỏi tự lẩm bẩm. Lại vào mấy bước, bên trong mơ hồ nhiệt lạc tiếng truyền ra, xem ra số người không hề thiếu. Hắn thấy được trảm ra cảnh người tuổi trẻ làm người làm, ở kỳ chủ trước mặt ngoác đuôi xin xỏ, là bác cười một tiếng. Mấy vị đường xa tới cực khổ. Có thể hay không cho biết đến từ thái thượng thế giới vậy một vực. Tiếp đón sứ giả bộ dáng người trung niên cười trúng chím đứng, tay cầm một quyển kinh sách, hỏi. Dẫu sao đoạn thời gian này, thái thượng thế giới lánh đời thiên mới tới tương đối nhiều. Thí dụ như Vạn Khư và Nguyện Vọng Thần Giáo, cùng với cái khác thế lực, cũng sẽ không phái đệ tử tới đây. Tới nơi này, đều là võ đạo cuồng nhiệt tồn tại. Mà Vạn Khư đối quyền lợi càng cuồng nhiệt. Vực ngoại. Thái Thần kêu, người trung niên rõ ràng thần sắc một lần, nụ cười trên mặt giảm đi liền mấy phần, trong tay kinh sách lộn một vòng, ở sau cùng một trang chỗ dừng lại, phác họa mấy bút chính là lần nữa hỏi, xin lấy ra thiên đạo thánh lệnh. Thái Thần trong tay thiên chữ ngọc lệnh tách ra ra thanh huy, trực bức vô biên cửu tiêu. Là ngọc lệnh. Đây chính là trước 20 tên mới có ngọc lệnh. Đám người bên trong truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Liền vậy tiếp đón dùng vậy rõ ràng sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn xem sau đó, cung kính nói. Tiên sinh chớ trách, lúc trước có nhiều đường đột, mời theo ta tới. Đối mặt cái này tiếp đón sứ giả mặt mũi, liền liền Diệp Thần cũng không miễn cảm khái, vô luận đi đến chỗ nào, còn đều là quả đấm định đoạt. Oanh! Là kim ấn! Năm xưa thiên đạo kim bảng trước 10 xuất hiện. Diệp Thần đám người sau lưng, tiếng kinh hô bên tai không dứt. Kinh ngạc quay đầu lại để gặp, bóng người kia đã là tiêu tán không gặp, tựa hồ cũng không muốn gây ra tranh cãi, ẩn nặc thân hình chui đi. Các ngươi sẽ có giao phong thời điểm, điều kiện tiên quyết là được đi tới vậy một bước cuối cùng. Thái Thần không quay đầu lại, chỉ là dưới chân nhịp bước một lần, mở miệng nói. Dạ, sư tôn. Chu Uyên khom người nói, rất hiển nhiên,
hắn mới vừa vậy cảm nhận được liền một cổ cực kỳ khí tức mạnh mẽ, chỉ là liếc một cái, không thể địch. Tiền bối, cái này cô thành bên trong, có người thường trú nơi đây. Diệp Thần quan sát chung quanh dưới, trong lòng có nghi ngờ, dựa theo Thái Thần mà nói, cái này thiên đạo tranh vạn năm lại khải, theo lý mà nói hẳn xào sạc mới là, nhưng hôm nay thành này bên trong, cũng không thiếu tu vi nhỏ yếu người, mặc dù không nhiều, nhưng lại tồn tại. Có chút siêu nhiên thế lực ở chỗ này chú đóng, trong tinh không cơ duyên không phải số ít, bọn họ có thể mượn này nắm giữ người thứ nhất tin tức. Thậm chí lời đồn đãi sao, nơi này rơi mất một khối không không thần khí mảnh vỡ. Còn có lời đồn đãi, không không thời không sứ giả bước vào qua nơi này, cho nên đưa đến nơi này hàng năm người tu luyện thiên phú cực cao. Bất quá đã nhiều năm như vậy, cũng không có ai phát hiện không không mảnh vỡ và không không sứ giả. Thái Thần mở miệng giải thích. Diệp Thần con người híp lại, nói cách khác, rất nhiều năm nhẹ thiên tài yêu nghiệt từ nhỏ chính là ở chỗ này lớn lên, hoặc là gia tộc có thế lực ở chỗ này, có thể thường xuyên lịch luyện. Thái Thần suy nghĩ một chút, mở miệng nói như vậy, cũng đúng. Diệp Thần nghe vậy im lặng, người cùng người quả thật không có cách so sánh. Diệp Thần, cũng không cần như vậy, người trải qua so với những người này, nhưng mà phân không kém chút nào. Không không lúc nào không coi là cái gì, ta dự cảm ngươi ở tương lai xa xôi, đem chinh phục không không lúc nào không, thành lập luân hồi trật tự. Thái Thần cười lớn một tiếng, thẳng đi theo tiếp đón sứ giả đi. Ta cảm nhận được liền quen thuộc hơi thở. Nhưng vào lúc này, bập bẹ thanh âm vang lên. Ngươi cái này đứa nhỏ làm sao tỉnh? Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên, vậy bên trong đan điền ngủ say màu tím tiểu kỳ lân, lại ngủ no rồi. Ta cảm thấy triệu hoán. Đứa nhỏ đấm ngực rậm chân, tứ ngưỡng bát xoa nghiêm túc nói. Chịu đựng. Linh Nhi thanh âm vang lên, đem tiểu kỳ lân áp chế đi. Ta. Im miệng, tiểu kỳ lân thanh âm mới vừa vang lên, chính là nghe được phịch một tiếng rên, xem bộ dáng là Linh Nhi một cái tát chụp đánh vào tiểu kỳ lân đầu rác trên. Ngay tại Diệp Thần không khỏi tức cười để gặp, nhưng là cảm thấy sau lưng con mắt như ngừng lại trên người mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Một tay cầm hoàng kim trường thương nam tử đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này gặp phải. Tay cầm hoàng kim trường thương nam tử thần sắc lãnh đạm, mở miệng nói. Tu ra một đạo thần tức, ở nơi này đạo bên trong thành, mới vừa hợp cách mà thôi, bất quá người cái này người làm ngược lại là có chút ý. Rất hiển nhiên, tu ra một đạo thần hơi thở trụ uyên áo xanh tuấn nhã, nhìn lại một bên Diệp Thần khiêm tốn không nói. Chưa từng có thần thức, dĩ nhiên là bị coi là người làm. Công tử, chúng ta đừng để ý tới một ít chó sủa bầy. Chu Uyên mở miệng, trong con người có một chút cảnh giác ý. Ha ha ha, địa phương nào tới xứ lạ người, cũng dám cùng Lý gia như vậy cản rỡ. Đám người bên trong tiếng chê cười vang lên, Diệp Thần cảm giác thần niệm lộ ra, cái này mới nghe được chút tin tức, cái này Lý gia coi như là đạo bên trong thành một cổ nhị lưu thế lực, hàng năm chú đóng ở này. Cái này Lý Uy Thiên Phú không tệ, tu ra hai đạo thần tức, thiên huyền cảnh ba tầng thiên, thực lực ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong vậy coi là không tầm thường. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Trong tay màu vàng trường thương sát phạt hơi thở tách thả ra, trên mũi thương dũng động minh văn sáng lên, định ra tay. Thiên đạo trảm ra tranh sắp bắt đầu, mấy vị như có bản lãnh, không ngại đến lúc đó buông tay đánh một trận, ở nơi này đạo bên trong thành tranh luận không nghỉ coi là cái gì. Một hồi thanh âm không linh vang lên, liền liền Diệp Thần cũng không từng nhận ra được sau lưng lại có người xem cuộc chiến. Người đến một bộ màu tím váy đầm dài che đậy uyển chuyển dáng người, sau lưng một thanh trường kiếm thua lập, trong trẻo lạnh lùng khí chất làm người ta nhìn mà sợ. Là nàng. Không đúng, là nàng truyền nhân. Diệp Thần lúc trước từng ở Thái Thần ảo ảnh nội thu tập, tự nhiên đối với năm xưa Thái Thần đối thủ có thiên nhiên cảm ứng, cái này Lý Uy cũng vậy. Nhưng trước mặt cái này cô gái thần bí, chắc là một vị kia truyền nhân. Chính là nàng tổ tiên, đánh bại lúc còn trẻ Thái Thần. Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, tỏ ý Chu Uyên chú ý. Nguyệt tỷ, Lý Uy thấy người đến, đầu tiên là một lần, chợt giống như là một quả cầu da xì hơi vậy lại nữa ngông cuồng. Phực người ngoại lai. Họ Nguyệt cô gái ngước mắt nhìn về trước mặt Chu Uyên, lần nữa mở miệng nói, còn như bên người Diệp Thần. Chính là bị làm như bỏ quên, dẫu sao ở nơi này tranh đoạt thiên đạo chi địa, liền một đạo thần thức cũng không có người. Chỉ có người làm. Không tệ,
Chu Uyên đúng mực nói. Ở hắn trong mắt chỉ có công tử và võ đạo, đừng không cái khác. Vực ngoại quả thật là xa xút, xem ra người nọ năm xưa cũng bất quá là vận khí tốt thôi. Họ Nguyệt cô gái thất vọng lắc đầu một cái, cũng không từng đối Lý Uy có chút đáp lại, quay đầu chính là rời đi. Thằng nhóc, nếu Nguyệt tỷ lên tiếng, hôm nay liền lưu ngươi một mạng, đợi đến chảm ra, cái đầu tiên cầm ngươi khai đao. Lý Uy trong tay trường thương chớp mắt, ánh mắt che lấp, dư quang liếc mắt một cái Diệp Thần, chính là lựa chọn rời đi. Ngươi không chuẩn bị lưu cái tên họ sao? Ta không cùng hạng người vô danh giao thủ. Nhìn từ từ đi xa Lý gia thiếu gia, Chu Uyên đột nhiên nói. Đám người. Đạo thành đêm, phá lệ hắc. Cái này hư không cuối thành lớn, liền tháng đều là chưa từng có, bưng phải là cô tịch vạn phần. Lão đại, ta cảm giác sẽ không sai, chính là cái đó đến từ vực ngoại tiểu tử. Lý Uy hướng về phía hình bóng thấp nghi, quỳ một chân trên đất bảo đảm nói. Ta hiểu ý. Năm xưa nghe thái thần đến từ vực ngoại, một cái hạ đẳng người lại đánh bại nhà ngươi tổ tiên, hiện tại lại là đệ tử của hắn. Âm thầm thanh âm như có điều suy nghĩ, không cùng Lý Uy mở miệng chính là lần nữa nói thôi, lần này ta tự mình ra tay, bất kể là có phải hay không ngựa đen, trực tiếp xóa bỏ chính là. Lý Uy nghe vậy, khóe miệng dương lên một chút cười gằn. Nguyệt Nhi, người kia đệ tử ngươi hôm nay nhìn thấy, như thế nào? Mỹ Phụ hướng về phía Nguyệt Nhi mở miệng hỏi nói. Sư tôn, người kia đệ tử hoàn toàn chính là một đồ háo sắc, thực lực vậy thật là nhỏ, chỉ là tu ra một đạo thần thức, cái loại trình độ này, sợ rằng liền vậy Lý Uy Lưu đều là kém ngàn dặm. Sư tôn có phải hay không đa nghi? Mỹ Phụ nghe vậy, trong mắt bên trong thoáng qua một vẻ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là nghi ngờ, một lát sau Phương mới mở miệng nói. Không sao, Nguyệt Nhi, người hôm nay tu vi so với ta ban đầu, do hữu quá chi, lần này tranh nói, đưa mắt đặt ở vậy trước 10 thiên đạo kim bảng là được. Dạ, sư tôn. Hình ảnh quay về, Diệp Thần bên này. Tiền bối, thời khắc này thái thần trước mặt, Diệp Thần cười khổ một tiếng, rất hiển nhiên, chuyện hôm nay, chính là có người cố ý nhằm vào. Cái này Lý gia tổ tiên, ngày xưa bị đánh bại ta liền cảnh cảnh tại trong lòng, xem Lý gia lưu. Cái này đạo bên trong thành không phải số ít, đều là ta năm đó nơi cây địch, lần này cũng là báo thù tới, bước vào vậy chảm ra, người hai người đối mặt, sẽ là rất nhiều thế lực liên hiệp vây quét. Thái thần dặn dò, liền liền gần đây không sợ trời không sợ đất Chu Uyên, nghe vậy cũng là sắc mặt một xanh, cảm giác bị nhà mình sư phụ gài bẫy. Sáng sớm hôm sau, đại nhân đêm qua nghỉ ngơi được không, tiếp đón sứ giả sáng sớm chính là tới. Mời mấy người đi sân nhà, cũng chính là lần này tranh đạo trảm ra phong ấn chỗ. Thái thần không nói, chỉ là đáp lại cười một tiếng, tỏ ý tiếp đón dùng dẫn đường, một đường đi tới quảng trường lớn như vậy bên trên, giờ phút này đã sớm như biển người. Là Ngọc Lệnh. Ồ, Ngọc Lệnh người cầm được, tại sao có thể có tiếp đón sứ giả đi cùng, chẳng lẽ là... Nghe nhà ta lão tổ nói, vạn năm trước tranh nói... Từng có đến từ man di đất một người dựa vào một đôi thiết quyền treo nện cho đạo thành vô số cường giả, cuối cùng bị thiên đạo bảng hạng 11 Nguyệt Xương Đại Nhân nơi đánh bại. Bị Nguyệt Xương Đại Nhân đánh bại, vậy người này há chẳng phải là thiên đạo bảng thứ 12? Thái thần mang theo Diệp Thần cùng Chu Uyên, dậm chân tới. Ta lấy vì ngươi đã sớm chết đã lâu, không nghĩ tới còn có thể kéo dài hơi tàn đến hiện tại, xem ra vậy vực ngoại, kéo dài tánh mạng linh bảo không thiếu à? Lý gia gia chủ thấy người đến, thời gian đầu tiên lên tiếng châm chọc nói. Tại chỗ vô số đại tộc gia chủ thấy thái thần, rối rít lộ ra không tốt vẻ, liền liền cầm đầu phụ nhân, đều là vẻ mặt hơi chậm lại. Ha ha ha, các ngươi đám phế vật này cũng còn sống, lão phu còn muốn xem ta hậu nhân đánh bại các ngươi nơi có hậu nhân đâu. Thái thần cười lớn một tiếng, vui vẻ nói. Trong chốc lát tại chỗ tất cả cự phách đều là sắc mặt tái xanh. Trẻ tuổi đồng lứa chính là toàn bộ cầm ánh mắt giết người đầu đến Chu Uyên trên mình, còn như Diệp Thần. Giờ phút này chính là an tâm làm Chu Uyên người làm. Lý gia gia chủ sắc mặt tái xanh, làm bộ liền phải ra tay, nhưng là bị Nguyệt Xương ngăn lại. Lý gia chủ, chảm ra nên mở ra, nơi có ân oán, liền ở nơi đó giải quyết đi, chúng ta một cái lão xương, ngay trước bọn tiểu bối mặt ra tay, có lẽ không ổn. Thái thần ánh mắt nhìn về lên tiếng người Mỹ phụ Nguyệt Xương, có mấy phần rung động. Kim bảng mấy vị kia đại nhân chưa từng tới,
chúng ta tự nhiên nghe theo Nguyệt Xương đại nhân chỉ thị. Lý gia gia chủ cười một tiếng, cất cao giọng nói. Nghe Nguyệt Xương đại nhân năm đó nhưng mà thiếu chút nữa giết vào thiên đạo kim bảng, sánh vai 10 người kia khủng bố tồn tại. Vậy 10 tộc mới là đạo thành chân chính chủ nhân, nghe sau đó người cũng là tuyệt đỉnh trẻ tuổi chí tôn, lần này tranh nói, nếu không có biến số, chắc cũng là sau đó người chiếm đoạt kim bảng luận đạo mới là. Nghe Nguyệt Xương đại nhân đệ tử quan môn Nguyệt Hàm, tu vi sâu không lường được, chạm ra 92, rất có thể tu ra ba đạo thần thức, không biết đúng hay không có hy vọng đánh vào kim bảng trước 10. Nghe mọi người một lời, Diệp Thần ánh mắt đặt ở tên kia cái khăn che mặt che nhan cô gái thần bí trên mình. Nguyệt Hàm, còn như trước người Chu Uyên, giờ phút này cơ hồ có thể nói là trong sân nhất là nhìn chăm chú một người, chỉ vì là Thái Thần một lời, ngay tức thì đem đẩy tới đầu gió. Cái này, may là lấy Chu Uyên đạo tâm, giờ phút này cũng có chút không nén giận được, liền hắn cũng không nghĩ tới, mình cái này gần đây nghiêm chỉnh sư phụ, ở nơi này chờ trường hợp lại có như thế thô bạo phóng túng một mặt, xem ra thật là có nơi ý khó dằn. Hít sâu một hơi, Chu Uyên hướng về phía Thái Thần cười một tiếng, lộ ra hai dãy hàm răng trắng noãn, mở miệng nói ta sư tôn nói không sai, các ngươi. Nói xong không quên đưa ngón tay ra nhìn vòng quanh chỉ điểm bốn phía tại chỗ toàn bộ trẻ tuổi đồng lứa, thụ một cái ngón tay, cất cao giọng nói, bất quá ngươi ngươi. Oanh! Đám người bên trong bạo tán sát ý trùng tiêu, gần như đem Chu Uyên chìm ngập, Diệp Thần cũng có chút không đỡ được, phải biết, tới đây tranh đạo tất cả gia tộc lớn trẻ tuổi đồng lứa, yếu nhất cũng đều có thiên huyền cảnh nhất tầng thiên. Liền liền người làm, đều là tầm thường chạm ra cảnh bên trong người xuất sắc. Sợ rằng so với Thái Thần hai vị đệ tử vô cực cùng linh cực đều là sẽ không kém nhiều ít, chánh chủ Chu Uyên tu vi thả ở trong đám người, có thể nói tươi đẹp không dậy nổi nửa điểm mà đợt sóng. Xuyên vì sao dám can đảm miệng ra cuồng ngôn? Cái này đứa nhỏ, liền liền Nguyệt Xương, đều là đối Chu Uyên sinh ra một chút hứng thú, nhìn một mắt Thái Thần, lẩm bẩm nói, năm đó nếu không phải sự kiện kia, người có lẽ có thể đánh vào kim bảng vị trí. Nhưng mà tên này đệ tử thừa kế hắn ngông cuồng tự tin, nhưng mà tu vi cũng có chút thê thảm không nỡ nhìn. Tốt lắm, các vị đem thiên đạo thánh lệnh dung nhập vào thiên địa đạo tắc bên trong, mở trảm ra đi, bên trong tranh nói, tất cả theo thiên mệnh. Nguyệt Xương mắt thấy mọi người muốn nổ tung, đều là huyết khí phương cương trẻ tuổi một đời, ỷ mình không kém gì người khác, lại làm sao có thể nhẫn được Chu Uyên như vậy càn rỡ. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo thánh linh hóa thành lau một cái thiên địa ý chí dung vào hư không, theo Nguyệt Xương vậy màu vàng nhạt ngọc ấn bắn vào hư không, một tòa rộng lớn cửa tràn vào mi mắt, sau đó cảnh tượng tự thành nhất giới, thật là lộng lẫy. Thông qua cửa này nhập giới, một đường xuôi nam, nếu là có thể tìm được vậy tòa cổ thành, thì có mong cùng vậy kim bảng trước 10 giao thủ, trẻ tuổi một đời xứng đáng không thẹn 10 vị trí tôn, sẽ ở cuối cùng các ngươi luận đạo. Nguyệt Xương nhu hòa thanh âm vang lên. Thành tựu 10 người kia đời sau, lại có thể đảm bảo đưa luận đạo cuối cùng sân khấu. Cũng vậy, vậy 10 cái đứa nhỏ nếu là ở này, sợ rằng sẽ đem cái này chạm ra cũng khuấy ngất trời chứ. Lý gia gia chủ nói tới kim bảng tồn tại, có chỉ là không che giấu chút nào khen vẻ, nhà hắn Lý Uy, lại là thu được tư cách theo đuổi một vị trong đó. Hừ, vạn năm, người còn là một cái gì cũng không có kiến càng. Thái Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối toàn bộ Lý gia khịt mũi coi thường. Ngươi, mau xem, Nguyệt Hàm dẫn đầu xông vào trảm ra đất khu không người, nàng muốn thời gian đầu tiên tìm 10 người kia ganh đua cao thấp. Lý gia gia chủ tiếng hét phẫn nộ bị làn sóng người chìm ngập, vô số trẻ tuổi một đời tài năng xuất chúng lần lượt phó nhập không gian cự môn. Các vị, ở chỗ này xem một chút mỗi người hậu bối biểu hiện đi. Nguyệt Xương tụ thủ một chiếu rọi, không gian cự môn chậm rãi khép lại, trên đó đẹp lạ thường đường vân lưu chuyển. Lại phản chiếu lại vậy nhất giới tình hình. Hừ, đế hợi sán, người đệ tử, không ra một ngày liền sẽ bị đánh chết, người có thể chuẩn bị sẵn sàng thay bọn họ nhặt xác. Lý gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, cười nói. Chó chết chủ, cũng xứng cùng ta lời nói. Thái Thần ánh mắt đông lại một cái, tranh phong tương đối. Tốt lắm, các vị liền an tâm nhìn tiếp đi, có miệng lưỡi nhanh vô dụng. Nguyệt Xương mở miệng giải vây. Đám người lúc này mới thu hồi hận ý, nhìn về không gian cự môn. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này. Chu Uyên, người thật đúng là xuất tẫn đầu ngọn gió, chờ lát nữa bị đòn có thể đừng tìm ta.
vừa vào trảm ra, Diệp Thần liền là đối Chu Uyên nói. Công tử, hai ta có thể là chung nhau, gặp nạn cùng nhau kháng. Chu Uyên cười một tiếng, vỗ ngực một cái nói. Ừ, hai ta đối vạn người. Diệp Thần không khỏi đỡ chán, cũng không biết Thái Thần vì sao một đến chỗ này liền cùng ăn thuốc súng như nhau, mở miệng chính là như vậy lời nói. Chẳng lẽ là đối mình tim gông xiềng khảo nghiệm? Cái này Chu Uyên lại vẫn dám lên tiếng tiếp lời. Tới, đợt thứ nhất vây quét. Diệp Thần thu liếm cùng Chu Uyên vẻ mặt cười đùa, hắn có thể cảm nhận được, có một chi 10 người tiểu đội ở hướng bọn họ đến gần. Tới nhanh như vậy, xem ra là sống đủ rồi. Chu Uyên võ si mặt mũi hiện ra hết, nhưng càng nhiều hơn chính là giữ tợn sát khí, lúc trước Thái Thần từng dặn dò qua, tuyệt không lưu tay. Nhìn xuống lại mà đến 10 người, trong đó có 2 người tu ra một đạo thần tức, còn thừa lại 8 người đều là thực lực mạnh mẽ thiên huyền cảnh sơ kỳ. Công tử, những người này liền để cho ta đi. Diệp Thần liếc mắt một cái người đến, nhún vai một cái, tùy ý nói, vậy thì giao cho ngươi. Áo xanh Chu Uyên mái tóc dài bù xù, cực kỳ giống một cái người điên, trong tay thanh linh kiếm hoành tại trước ngực, một kiếm vung ra. Giết! Kiếm quang vờn quanh bay lên. May là số này gọi chạm ra không gian, cũng là một hồi run rẩy, sụp đổ một đạo 10 trượng dài màu đen kẽ hở, lại còn đang không ngừng lan tràn. Cái gì? Cầm đầu tu xuất thần hơi thở hai người nam tử thấy vậy, mắt lộ ra vẻ kinh sợ, lúc này liền là lui ra trăm trượng có thừa, nhưng còn thừa lại 8 người hiển nhiên liền không số tốt như vậy. Oanh! 8 cái đầu người phóng lên cao. Còn thừa lại 2 người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong đó một tên nam tử tay cầm bảo bình, giữa trưởng kết ấn phun ra thất thải hà quang, tiếp nhận Chu Uyên thông thiên kiếm khí. Một người khác đỉnh đầu thần tức tách ra ra thanh huy bao phủ quanh thân, hai cánh tay rung lên, hóa thành côn bằng hư ảnh hướng Chu Uyên tập sát tới. Giờ phút này trên chiến trường Chu Uyên mái tóc dài bù xù, giống như một tôn đại ma, trường kiếm trong tay không có chút nào kết cấu, cùng hai người chiến làm một đoàn, 10 phần kịch liệt. Linh lực chiếu rọi. Chấn vỡ thương khung, đánh đổ 9 tầng trời. 2-1, Diệp Thần chưa từng nhúng tay, đứng yên nhìn xa. Hắn cũng muốn xem Chu Uyên khoảng thời gian này tiến bộ, rất hiển nhiên, tên này vượt cấp năng lực vậy biết bao khủng bố. Ngoại giới nhưng là giờ phút này nổ tung nồi. Ha ha ha, thằng nhóc kia người làm bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, xem ra lần này, Man Di chi địa không có may mắn chiếu cố. Vậy tiểu tử thực lực mặc dù không tệ, nhưng 2-1, không có chút nào phần thắng. Đế hợi sán, xem ra lão phu nói sai rồi, người đệ tử kia nhìn dáng dấp chớ nói một ngày, liền nửa ngày cũng không nhịn được, đi là hắn nhặt xác đi. Lý gia gia chủ thấy vậy, châm chọc nói. Thái Thần không nói, con mắt bình tĩnh nhìn trong chiến trường chém giết Chu Uyên. Tên này, trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì, chỉ có Nguyệt Sương nhìn Thái Thần hình bóng. Âm thầm xuất thần. Mau xem, cái đó tiểu tử càn rỡ lại thắng. Đám người bên trong vang lên kêu lên, chỉ gặp Chu Uyên chẳng biết lúc nào, đã đem hai vị tu ra một đạo thần hơi thở bán thần đầu lâu tháo xuống, thần hồn hoàn toàn phai mờ. Đối với 10, toàn thắng. Thanh Nhi, Lượng Nhi, có vui thì có bi, vậy bị chém giết trong gia tộc mấy người nhìn về Thái Thần, cắn răng nghiến lợi. Trảm ra bên trong, sống chết tất cả theo thiên mệnh. Người Mỹ phụ Nguyệt Sương thu thủy vậy con ngươi lưu chuyển, mở miệng nhắc nhở. Hừ, may mắn mà thôi, này chờ thực lực, gặp phải uy mà, chỉ có một con đường chết. Lý gia gia chủ khinh thường nói. Mau xem, ngông cuồng tiểu tử và hắn người làm chạy mất dạng. Hình ảnh quay về. Nơi đó có bảo bối. Tiểu Kỳ Lân bập bẹ thanh âm vang lên lần nữa. Linh Nhi chợt hồ nghi nói. Nhóc, ngươi không cho phép nói bậy, ta cái gì đều không cảm giác được. Bản bảo bảo người thấy, là ăn ngon. Tiểu Kỳ Lân bập bẹ nói. Văn, ăn ngon, chẳng lẽ là Kỳ Lân Kiệt? Linh Nhi lúc này thất thanh nói. Diệp Thần, nếu thật là Kỳ Lân Kiệt, đây là chí bảo, đi theo đứa nhỏ đi. Linh Nhi truyền âm nói. Chu Uyên, đừng nhặt những thứ đó, có bảo bối. Diệp Thần hướng về phía Chu Uyên gọi một tiếng, hai người thân hình tiếp tục bay vút xuôi nam, hướng Tiểu Kỳ Lân chỉ dẫn phương hướng đi. Ở trong động, Tiểu Kỳ Lân bập bẹ nói. Diệp Thần rất nhanh liền bước vào trong hang núi, Chu Uyên theo sát phía sau, hai người mất đi bóng dáng. Ha ha ha, tìm một hang núi giấu đi,
ngông cuồng tiểu tử và hắn người làm sợ. Ngoại giới tiếng thổn thức một phiến. Xem, là công tử Lý gia, vậy đi tới hang núi nơi đó, muốn gặp nhau. Mau xem, là Nguyệt Hàm công chúa, nàng vậy chạy tới. Lý gia gia chủ sắc mặt vui mừng, chợt cười nói, thật đúng là không khéo, cái này thì gặp uy mà. Sau một nén nhang, công tử, đây chính là Kỳ Lân Kiệt. Chu Uyên nhìn trước mắt cái này bất quá ngoan thạch giống vậy vật kiện mà, buồn bực nói. Linh Nhi giờ phút này nhưng là lên tiếng nói, đây chính là chí bảo, lời đồn đãi luyện hóa vật này, là được giác ngộ Kỳ Lân ngự lôi thuật, lấy lực, có thể phá hư không, huống chi, chúng ta trên mình có thể là có một cái thứ thiệt ra hỏa. Nói không chừng liền cái này đứa nhỏ không gian chi lực cũng có thể cùng tỉnh lại. Linh Nhi giảo hoạt cười một tiếng, nhìn một chút trước mắt nhãi con. Ăn ngon, bản bảo bảo muốn. Tiểu Kỳ Lân lớn nháy mắt một cái nháy mắt, long lanh hai mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cỏ nhỏ, cái này Tiểu Kỳ Lân ngược lại là và cỏ nhỏ tính cách có chút tương tự. Cũng không biết mình lúc nào có thể để cho cỏ nhỏ hồi phục. Chạm ra 100 sau đó, Thiết Ngai Vàng thật nguyện ý thần phục. Dưới mắt Tiểu Kỳ Lân yêu cầu, có thể để cho Diệp Thần phạm vào khó khăn, chợt chỉ nghe được Linh Nhi tiếng cười nói, đan dược và cái này, người muốn bên nào. Tiểu Kỳ Lân ngay tức thì tới hứng thú, bảo bảo muốn đan dược. Diệp Thần, chỉ nghe được Linh Nhi nói tiếp, luân hồi huyết mạch thành tựu mạnh nhất huyết mạch, người lại nắm trong tay lôi bia, cái này Kỳ Lân Kiệt ngươi tới luyện hóa lại không quá thích hợp, máu ngươi dịch bên trong có vật này gia trì, cái này đứa nhỏ ở ngươi bên trong đan điền sinh trưởng hấp thu, vậy vô cùng hữu ích. Diệp Thần nghe vậy, lúc này mới yên lòng. Oanh! Diệp Thần ngăn cách hết thảy, sử dụng lôi bia. Đồng thời, Kỳ Lân Kiệt mới vừa lối vào, trên 9 tầng trời chính là sấm sét vẻ ngay tức thì tràn ngập, chỉ chít lôi biển đảo huyền thương khung, thật là đáng sợ. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Thằng nhóc, đi ra nhận lấy cái chết. Lý Uy thanh âm chính là vang lên. Công tử, người trước luyện hóa cái này bảo dược, ta đi cầm bên ngoài cái tên kia thu thập hết. Chu Uyên làm bộ liền muốn đi ra ngoài nghênh chiến, Diệp Thần nhưng là nhướng mày một cái, tên kia tu ra hai đạo thần thức, cảnh giới lại là so ngươi cao hơn rất nhiều, ngươi. Chu Uyên nhưng là sững sốt cười một tiếng, ta nhưng còn có rất nhiều lá bài tẩy chưa từng thi triển đâu, sư phụ có thể làm được sự việc, ta cũng có thể. Diệp Thần cũng là cười một tiếng, cũng đúng, thằng nhóc ngươi nhưng mà so ta còn muốn biến thái. Rắc rắc. Một đạo thiên lôi đem hai người chỗ ở hang núi chặn ngang đánh xuyên, cả ngọn núi điên ngay tức thì trở thành phế tích. Hừ, cả thiên đạo đều là không nhìn nổi, muốn thu cái này tiểu tử càn rỡ. Lý Uy trường thương lóng lánh kim mang, không thèm chú ý đến dưới chân hết thảy. Cách đó không xa Nguyệt Hàm ngước mắt nhìn về thương khung, như có điều suy nghĩ. Vèo. Một đạo kiếm mang phóng lên cao, Chu Uyên thân hình tự phế khư hạ lao ra. Nguyệt tỷ, vậy tiểu tử giao cho ta được không? Lý Uy trước là đối Nguyệt Hàm công chúa mở miệng nói, dẫu sao tương lai đại tẩu, vẫn là không nên tùy tiện đắc tội cho thỏa đáng. Nguyệt Hàm công chúa cau mày, chợt mở miệng nói, tên này mặc dù lúc trước không tiếc lời, nhưng lấy ngươi thực lực, hơi quá khi dễ người. Quả thật, lấy Lý Uy thiên huyền cảnh, lại tu ra hai đạo thần hơi thở cảnh giới, đối mặt ước chừng có một đạo thần hơi thở Chu Uyên, có thể nói là nghiền ép. Đối với linh lực cảm ngộ, đây chính là khác xa lắc xa lơ. Ngươi nhiều lần làm nhục công tử, hôm nay ta liền chém ngươi. Chu Uyên dẫn đầu mở miệng trước. Mặc dù Nguyệt Hàm công chúa cố ý nói cho, nhưng cái này Chu Uyên có chút quá mức không tán thưởng chứ. Cái này tiểu tử càn rỡ tự tìm cái chết, liền Nguyệt Hàm công chúa mặt mũi cũng dám phất. Tự tìm cái chết. Lý Uy thấy vậy, không do dự nữa. Nhắc tới trong tay màu vàng kim trường thương chính là đâm tới. Hoành thương nhắc tới, rồng bay phượng múa, dị tượng hồi sinh. Trong tay trường thương điểm ra, đầu thương lưu chuyển vô cùng uy thế, hai đạo thần thức giao hỗ, long phượng lực và minh, lưu quang đầy thắp sáng thương khung, mũi nhọn hiện ra hết. Chết! Nhất kích dưới, hư không bể tan tành, thương mang chỗ đi qua, không gian vết rách đi theo lan tràn trăm dặm. T. Công tử Lý gia coi là thật bá đạo vô cùng, lần này tranh đạo chuyến đi, trừ sâu không lường được Nguyệt Hàm công chúa, sợ rằng không người ra hắn yêu thích. Khó trách trong tin đồn, sẽ có một vị trẻ tuổi trí tôn nguyện ý cùng chi giao tốt. Công tử Lý gia,
xem ra lần này muốn chiếm cứ thiên đạo bảng thứ 12 tên. Chu Uyên đối mặt đây tuyệt mạnh nhất kích, cũng là không khinh thường nữa, trước mắt cái này, cùng lúc trước những người đó không cùng, hắn rất mạnh. Kiếm vũ càn khôn, đồng dạng là một kiếm vung ra, chín tầng trời rung động, đỉnh đầu một đạo thần thức lưu chuyển, Hà Thụy phun trào. Oanh, Chu Uyên nhất kích rơi vào hạ phong, Lý Uy thừa dịp truy kích, hai người thân hình vặn đánh nhau, vạn phần kịch liệt. Cái này, Nguyệt Hàm công chúa cũng là không khỏi được bị trên hư không đánh một trận hấp dẫn, mặc dù không vui Lý Uy, nhưng không khỏi không thừa nhận, tên này xác thực có vốn để chảnh. Có thể bên kia, chỉ có một đạo thần hơi thở Chu Uyên lại có thể ngăn được công tử Lý gia uy thế. Lý Uy đầu thương một chút, nhô lên linh lực phun trào, Chu Uyên hoành kiếm trước ngực làm để, thanh linh kiếm nhất trận ông minh. Hừ, đường cánh tay ngăn cản xe, chết đi. Bạo liệt quang hà chút xuống ra, thanh linh kiếm không chịu nổi gánh nặng, thân kiếm ngay tức thì văng tung tóe thành vô số mảnh vỡ. Suy, đó là đâm vào máu thịt thanh âm. Kết thúc, ngông cuồng tiểu tử cuối cùng vẫn là không địch lại công tử Lý gia, bất quá vậy thực là không tầm thường, tu ra một đạo thần tức, có thể ép được công tử như vậy. Không đúng, mau xem, ngông cuồng tiểu tử không có chết. Cái gì? Trong chốc lát các phe xôn xao. Chu Uyên thanh linh kiếm vỡ vụn, lấy quyền làm khí, rất miễn cưỡng đỡ được Lý Uy kim thương một gai. Thối! Áo xanh thiếu niên mái tóc dài cuồng vũ, ói một cái đỏ tươi trên đất, cười to nói, ha ha ha, chó này dám kiếm ý hiểu nửa đời, từ đầu đến cuối không đạt tới công tử, lão tử không luyện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Uyên thân xác tách thả ra dậy cổ chát u ám minh văn, da thịt dưới phù văn lưu chuyển, thần tức chiếu dọi hạ, hiện ra hết mấy phần tà mị. Võ đạo thiên đế quyền. Thân thể gầy yếu một quyền vung ra, quyền mang ngay tức thì xuyên thủng cửu tiêu bên trên tràn ngập đảo huyền lôi biển, biến dạng chân trời. Vậy bị phù văn bao gồm thiết quyền bên trên, linh lực nhô lên, bưng được đời vô song, sáng chói lại lóa mắt. Oanh! Nhất kích dưới, Lưu Ý Chí bảo nơi đổ bê tông kim thương ngay tức thì vỡ vụn nổ tung, không cách nào ngăn cản. Ngoại giới ngay tức thì nổ tung nồi. Công tử Lý gia đánh bại. Làm sao có thể? Lý gia gia chủ đều là ngay tức thì đứng dậy, dùng mình nổ bắn ra. Cái gì, thằng nhóc này là? Nguyệt Sương không khỏi được âm thầm kinh ngạc, thái thần cho tới bây giờ đều không phải là cái gì kiếm tu, hắn học trò tại sao có thể là kiếm tu? Nhưng mà từ vào sân tới nay, một thanh trường kiếm lực chém 10 vị thiên kiêu, nhưng là làm người ta không đoán được, hôm nay thừa kế thái thần thiên đế quyền Chu Uyên, mới thật sự là thái thần truyền nhân. Nhưng một đạo thần tức có thể cùng hai đạo thần hơi thở Lý Uy chống đỡ, thậm chí đánh bại, chỉ có truyền thuyết kia ở giữa. Sáng rực võ hồn. Người quả thật tìm một tốt đồ nhi. Nguyệt Sương nhìn thái thần hình bóng, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Đi chết. Chu Uyên đôi mắt lóng lánh sáng chói chiếu dọi mang, làm bộ liền lại là một cái thiên đế quyền nện xuống. Một kích này như bên trong, Lý Uy hẳn phải chết. Liền đại La Kim Thương cũng không gánh nổi một quyền. Hắn thân xác lại làm sao có thể địch. Lý Uy quanh thân huyết khí bạo tán, chợt nghiêm nghị gào thét nói. Lão đại, cứu ta. Thiên địa một hồi chấn động, chợt Lý Uy trước ngực chiếu ra một giọt máu tươi, thay hắn đỡ được Chu Uyên phải giết nhất kích oanh quyền. Chợt một bóng người từ xương máu bên trong lộ ra, thân hình cao ngất, bước như long hổ, tinh mắt lưu chuyển lãnh đạm ý, vàng rực bàng thân, trên đỉnh đầu, bất ngờ có. Ba đạo thần tức. Tuy là thiên huyền cảnh, nhưng so lập uy thiên huyền cảnh cường thượng quá nhiều. Cái gì, là thập đại trẻ tuổi chí tôn một vị trong đó. Bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Tranh đạo quy tắc cũng không có cấm chỉ trẻ tuổi chí tôn ra tay can dự, chỉ bất quá vậy 10 vị đều là ỷ vào thân phận mình, khinh thường ra tay thôi, nghe nói công tử Lý ra theo đuổi một vị trong đó, thời khắc sinh tử, nhất định là muốn xuất thủ cứu giúp. Chẳng lẽ là, lạc gia vị kia? Thiên đạo bảng kim bảng thứ 10, trẻ tuổi một đời vô địch chí tôn, Lạc Khuyết. Chu Uyên nghiêm túc quát một tiếng, người nào ở chỗ này can dự. Vàng rực lóng lánh nam tử nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói, ước chừng có một đạo thần tức, ép được Lý Uy đến tình cảnh như vậy, người có thể nguyện đi theo tại ta. Một bên Lý Uy nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định. Ngươi là ai, ở đó người xuất hiện ngay tức thì, Chu Uyên đã là biết được, Chu diệt Lý Uy vô vọng. Hắn muốn là Diệp Thần chỉ hoãn càng nhiều hơn thời gian. 10 đại đế tộc,
Lạc Gia, Lạc Khuyết. Vô cùng nam tử dửng dưng mở miệng, nhưng là dẫn được toàn trường đều kinh hãi. Trẻ tuổi chí tôn Lạc Khuyết. Hắn lại sinh yêu tài chi tâm, muốn thu phục ngông cuồng tiểu tử. Chu Uyên quanh thân phù văn lóng lánh, kiên định nói, ta cuộc đời này chỉ đi theo công tử một người, mà ngươi, không xứng. Lại là một quyền đánh xuống, đập Mặc Thiên Khung nhất kích. Công tử, ha ha, vừa vặn, ngươi vừa là người kia đệ tử, liệu được, nếu như vậy, ngươi liền chết đi. Lạc Khuyết quanh thân lưu chuyển ba đạo thần tức, thiên huyền cảnh kinh khủng hơi thở phóng thích, đỉnh đầu mơ hồ kết ra đại lộ, chỉ là tiện tay nhất kích, chính là đỡ được vậy đánh nát đại la kim thương thiên đế quyền. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nguyệt Hàm công chúa lẩm bẩm nói, nếu như cùng cảnh giới, thắng bại còn thật khó mà nói, bất quá dưới mắt, Lạc Khuyết vô địch. Đúng như dự đoán, trẻ tuổi chí tôn Lạc Khuyết lại là tiện tay nhất kích, trưởng phong in ở Chu Uyên trên lồng ngực, ngay tức thì liền đem hắn quanh thân phủ văn đánh tan đi. Ho! Một hơi máu tươi phun ra, Chu Uyên ngã xuống đất. Đáng ghét, thêm một năm nữa thời gian, ta ắt sẽ người dẫm ở dưới chân. Miễn cưỡng gầm thét truyền vào đám người trong lòng, vô số người làm chấn động một cái. Đúng vậy, một đạo thần tức, đối mặt cái loại này yêu nghiệt, quá miễn cưỡng. Lão đại, người nọ ở phế tích phía dưới. Lý Uy thấy Chu Uyên đã không thành kết quả, chợt hướng về phía Lạc Khuyết mở miệng nhắc nhở. Nguyệt Hàm công chúa cũng là cả kinh, phế tích hạ, cái đó người làm. Lúc đầu cái này lôi biển dị tượng, chính là hắn dẫn dắt dậy. Thế nhưng người rõ ràng liền một đạo thần tức cũng không có. Kỳ Lân Kiệt, xem ra quả thật thân trong lòng dị thú. Lạc Khuyết ánh mắt đông lại một cái, lần này dị tượng, lấy hắn kiến thức tới xem, là Kỳ Lân Kiệt không thể nghi ngờ, chợt trẻ tuổi chí tôn hướng về phía dưới người đẹp mở miệng nói. Nguyệt Hàm tới đây, chú ý làm bị thương ngươi. Ngay tại Nguyệt Hàm công chúa kinh dị ngay tức thì, một đạo động trời hơi thở bạo tán lên. Dám đánh bạn ta chủ ý, bỏ mặc ngươi là cái gì chí tôn cũng tốt, vô địch cũng được, ta phải đem ngươi đánh bể, quỳ xuống nói xin lỗi. Diệp Thần bóng người lao ra, Phạm Thiên Thần công đấu chữ quyết vận chuyển, trong mắt bên trong sát ý nghiêm nghị, hướng Lạc Khuyết thẳng lướt đi. Lão đại, tựa hồ là cảm ứng được Lạc Khuyết hơi thở, bốn phương tám hướng cường giả rối rít vây quét tới, có chừng mấy chục người. Đem Diệp Thần vây khốn ở trong đó, mỗi một người đều là bước chân vào thiên huyền cảnh, cũng tu ra hai đạo thần hơi thở trẻ tuổi thiên kiêu. Tại chỗ mỗi một người, đều đủ để sánh vai công tử Lý Gia Lý Huy. T. Đây chính là Lạc Gia trẻ tuổi chí tôn lực hiệu triệu. Vô số người xem làm khen ngợi, giống như là như vậy chưa đến cuối cùng, chính là thấy trẻ tuổi chí tôn xuất thủ tranh nói, chưa từng có tuyệt hậu. Thấy Diệp Thần công khai gọi nhịp thiên đạo bảng kim bảng trẻ tuổi chí tôn, bên ngoài sân rất nhiều thế lực chủ đều là sửng sốt một chút, chợt cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt rối rít đầu đưa về phía Liền Thái Thần. Đắc tội 10 đại đế tộc một trong Lạc Gia, thật là muốn chết cũng khó khăn. Lý Gia gia chủ giờ phút này trong lòng 10 phần thống khoái, lúc trước Lý Uy bị Chu Uyên thiếu chút nữa ngược giết tình cảnh vậy đã sớm ném chúng sau ót. Liền xem cuộc chiến chỗ ngồi Thái Thần. Đều là hai quả đấm nắm chặt, vẻ mặt không được tự nhiên, hắn không phải chưa từng nghĩ loại chuyện này, nhưng là mới vừa đặt chân chạm ra, liền đưa tới chú ý, cái này vốn là 10 phần kỳ hoặc. Diệp Thần một mực chưa từng vận dụng luân hồi huyết mạch, nhâm phi phàm thủ đoạn hẳn không có thể để cho những người này phát hiện, thậm chí đạo linh chi hỏa cũng không dùng, nhưng vẫn là đưa tới những người này mơ ước, chẳng lẽ hắn còn có cái khác dị bảo. Thái Thần suy nghĩ mãi không xong. Nếu như biết được Diệp Thần còn có một cái Kỳ Lân làm sủng vật nuôi, sợ rằng hận không được một trưởng đập chết. Nhiều như vậy thiên kiêu. Thấy vô số tu ra hai đạo thần hơi thở thiên tài cũng đối Lạc Khuyết cúi đầu xưng thần, một ít hạng gần chót gia tộc gia chủ đều là nhắm mắt than thở, bọn họ con em, liền sách giày cho người ta tư cách cũng không có. Nguyệt Hàm, đến ta bên này. Lạc Khuyết mở miệng lần nữa. Chính phải, đại tẩu, cách vậy người sắp chết xa một chút. Cẩn thận làm dơ quần áo. Một đám tiểu đệ mở miệng khuyên can. Nguyệt Hàm công chúa nghe vậy, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ chán ghét, dựng thân tại chỗ, chưa từng cách xa. Lúc đầu ngươi mới là mấu chốt. Tựa hồ đối với bị lừa gạt phá lệ tức giận, Nguyệt Hàm công chúa trường kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thần, mở miệng nói, đồ háo sắc. Diệp Thần nhưng là một mặt kinh ngạc, bất quá dưới mắt nhưng cũng không sao. Các ngươi muốn cùng tiến lên vẫn là một người.
Lạc Khuyết nghe vậy, bực mày râu nhỏ trọn, chỉ nghe được Diệp Thần tiếp tục mở miệng nói, một người, chính là ngươi lên trước đợi ta đánh một trận, bị ta đánh quỳ. Cùng tiến lên, chính là ta cầm các ngươi một đám cũng đánh bể quỳ xuống. Diệp Thần có đầy đủ tự tin. Lời vừa nói ra, liền gần đây trong trẻo lạnh lùng hàn xương, không muốn nhiều lời Nguyệt Hàm công chúa đều là sững sờ tại chỗ. Tên này điên rồi sao? Không chỉ là đồ háo sắc, đầu óc còn không quá linh quang. Đây là Nguyệt Hàm công chúa phản ứng đầu tiên. Tự tìm cái chết. Lạc Khuyết sau lưng năm vị tu ra hai đạo thần hơi thở trẻ tuổi thiên kiêu không cùng chủ tử mở miệng, chính là đồng loạt lao ra, hướng Diệp Thần đánh tới. Quần áo trắng người theo đuổi linh lực và phù văn lưu chuyển, linh lực hội tụ giữa trường một trường vỗ về phía Diệp Thần ngực, nhưng là thấy người sau không tránh không tránh, khóe miệng hoa dậy lau một cái độ cong, nguyện vọng thiên tinh lực lượng bao gồm quanh thân, đồng thời hủy diệt phù văn lóe lên. Diệp Thần hồi lâu không có dùng hủy diệt đạo ấn, hôm nay hắn ở hủy diệt trên thành tựu có thể nói đỉnh núi, đối với cái loại này con kiến hôi, tự nhiên không cần thiết vận dụng đại thiên trọng lâu trường. Mấu chốt Nhâm Phi Phàm có giao phó, người nơi này đối với võ đạo cực độ si cuồng, nếu như bại lộ một ít thứ, vô cùng hậu hoạn. Tần Xanh lui, Lạc Khuyết thời gian đầu tiên lên tiếng nhắc nhở, nhưng là lúc đã chậm. Quần áo trắng người theo đuổi Tần Xanh một trưởng in ở nguyện vọng thiên tinh linh lực bình phong che chở bên trên, chợt cả người từ lòng bàn tay bắt đầu, giấy lên vô tận màu đen nghiệp hỏa. Đó là cái gì ngọn lửa? Không phải ngọn lửa. Là cực hạn hủy diệt quy luật lực. Lạc Khuyết nhẹ giọng nói. Còn lại bốn người nghe được chủ tử quát lui, lúc này dừng lại đánh giết nhịp bước, có thể vậy kêu là làm Tần Lam nam tử, liền tiếng cầu cứu đều là chưa từng phát ra, đã hoàn toàn hóa thành một bãi màu đen bùn máu hoàn toàn hòa tan. Hủy diệt quy luật, bá đạo nhất thuần túy hủy diệt ý, bất diệt sức sống không tắt. Làm sao, cái này cũng không dám đánh. Diệp Thần thanh âm đạm mạc vang lên, tay cầm đen nhánh kiếm phôi. Hướng còn thừa lại bốn người tập sát tới. Hủy diệt một kiếm. Bốn người chưa từng có hơn phân nửa phản ứng, kinh khủng huyết khí chính là bắn tán loạn ra, lớn vết thương nhỏ từ da thịt chỗ tách ra, bọn họ thậm chí liền Diệp Thần giơ tay lên động tác đều không từng nhìn gặp. Đây là, kiếm đạo gì, vì sao để cho ta cảm nhận được liền một chút không không thế giới lực lượng. Nguyệt Hàm công chúa khó tin nhìn Diệp Thần hình bóng, lúc trước một kiếm kia, kể cả là kiếm tu nàng đều là chưa có hoàn toàn thấy rõ. Mặc dù Diệp Thần không có dùng chỉ nước một kiếm, nhưng bây giờ Diệp Thần, coi như nhẹ nhàng khua kiếm, kiếm ý bên trong vậy sẽ mang một chút chỉ nước cảm giác. Công tử, người kiếm ý lại cường đại như vậy hơn. Chu Uyên lại là thần sắc kích động nhìn Diệp Thần, căn bản không từng thấy động tác. Diệp Thần, kỳ lân kiệt thế lôi đình, mặc dù làm ngươi kiếm ý lại đột phá lần nữa. Thế nhưng lôi biển cần phải mau sớm để cho tiểu kỳ lân hấp thu. Phải mau sớm bỏ chạy, nếu không đến khi cái này lôi biển vào cơ thể, không cần cái này Lạc Khuyết ra tay, ngươi liền xong đời. Linh Nhi lo lắng thanh âm vang lên. Diệt! Diệp Thần đôi mắt đỏ thắm, nghiêm túc quát một tiếng, chợt bốn người tách ra chỗ vết thương, một màn màu đen diễm lửa chợt nổi lên. Mang theo chỉ nước kiếm ý ra chỉ hủy diệt quy tắc lực. Lạc Khuyết ánh mắt dâng lên sát ý. Nhất kích dưới chính là chém mình năm người tùy tùng, mặt mũi này không tìm trở về, sao có thể khoan dung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thằng nhóc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lạc Khuyết tay áo vung tay lên, cản lại sau lưng mấy người, quanh thân tách ra xuất thần chiếu rọi, lấy hắn là trung tâm, kim quang đại thịnh, hướng Diệp Thần đánh tới. Suy, trong nháy mắt, chỉ gặp kiếm kia phôi lại là đâm rách Lạc Khuyết phòng ngự. Lấy cực kỳ quỷ dị xảo quyệt góc độ hoa tổn thương cánh tay. Đây là, tinh thần vẫn, Lạc Khuyết con người có giúp một cái, chợt huyết khí chấn động một cái, tránh ra Diệp Thần nhất kích, bảo thuật ngay tức thì làm khó dễ, sáng mở tách ra ra lăng liệt giết mang, muốn đem Diệp Thần chặn ngang bổ một cái hai nửa. Lạc Khuyết người nhẹ nhàng trở lui, trên cánh tay phải một đạo dữ tợn vết thương đang dỉ máu, màu đen hủy diệt quy tắc bị hắn lấy bảo thuật hóa giải. Chém. Không hổ là Lạc Khuyết, bất quá cái này tùy tùng vậy rất lợi hại, lại có thể gây tổn thương cho đến Lạc Khuyết. Nguyệt Hàm công chúa trước mắt nhìn gặp một màn này, nhưng là cũng không lộ vẻ xúc động, mặc dù nhìn như Diệp Thần thân xác bị chặn ngang cắt đứt, nhưng hơi thở. Như cũ còn ở. Không đúng, mới vừa rồi bất quá là tàn ảnh. Rất nhanh Diệp Thần bóng người rơi cách không xa. Cái gì,
hắn lại không có chết. Lưu Huy khó tin nhìn một màn trước mắt, vốn lấy vì mình đi theo cường giả đã tuyệt thế vô song, không nghĩ tới tên kia tùy tùng cũng. Như vậy khủng bố. Trong nháy mắt xấu hổ cảm giác làm hắn xấu hổ vô cùng. Lạc Khuyết nhưng là khẽ mỉm cười, nói, sớm như vậy liền bắt đầu lật lá bài tẩy sao. Nếu như chỉ có loại trình độ này, người không sống qua hôm nay. Diệp Thần nhưng là cười lớn một tiếng, hôm nay còn có không giải quyết công việc, ngày khác lại lấy mạng ngươi. Chu Uyên, chúng ta rút lui. Đám người ngẩn ra trong nháy mắt, nhưng là thấy Diệp Thần cùng Chu Uyên thân hình, ở dưới con mắt mọi người, lại biến dạng hư không rời đi. Rắc rắc, Lạc Khuyết cũng là sững sờ, chợt trên 9 tầng trời tiếng nổ tiếng làm hắn nghĩ tới điều gì, chợt cười gằn nói, nguyên lai là lôi biển. Truy đuổi, thân hình giống như côn bằng, hạ lệnh ngay tức thì thân hình cũng đã là xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Thời khắc này hắn, sát ý đã quyết. Cái này là Khuyết tốt phản ứng nhanh, thân cái côn bằng lực, chúng ta sẽ bị hắn đuổi kịp. Linh Nhi thanh âm vang lên. Không hổ là trẻ tuổi một đời bị quan lấy chí tôn danh hiệu thiên quân cường giả, trừ phi vận dụng đạo linh chi hỏa lực, nếu không còn thật được không cách nào tùy tiện bắt hắn lại. Trước kia giao thủ, tuy là ngay tức thì, Diệp Thần có thể cảm nhận được, cái tên này kêu là Khuyết gia hỏa, chiến lực 10 phần liền được. Hạng nhân vật này, khẳng định cũng là thân trong lòng chí bảo, cưỡng ép giao chiến, lôi biển oai, đem sẽ đem hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Đứa nhỏ, đi ra tắm. Một cái màu tím tiểu kỳ lân tròn vo tuột xuống nhập Diệp Thần trong ngực, trong chốc lát vô số sấm sét lấy biển khơi thế giới vào người, chỉ thấy Diệp Thần ôm trước một cái kỳ lân thương hoảng hốt chạy trốn, lôi biển theo sát phía sau. Mênh mông sấm sét bên trong, một cái côn bằng bay lượn bên trong, sát phạt lực ngưng dậy, đuổi tận cùng không buông. Sau một nén nhang, tiểu kỳ lân cắn nuốt hơn nửa sấm sét, lại là ợ mấy cái, mí mắt một rũ, liền muốn chầm chầm ngủ đi. Đứa nhỏ, ngươi ăn thêm chút nữa mà uống chút con a, còn lại như thế nhiều, ta có thể không gánh nổi à. Diệp Thần và Linh Nhi lúc này mắt choáng váng. Mặc dù sấm sét oai hắn không sợ, vậy chỉ là giới hạn thân xác mà thôi, huống chi cái này kỳ lân kiệt dẫn động nhưng mà lôi biển, vậy cũng là muốn vào cơ thể hấp thu, nếu như vận dụng lôi bia, có lẽ có thể tùy tiện hấp thu. Nhưng như thế nhiều lão quái vật nhìn, mình nếu là vận dụng lôi bia, luân hồi chi chủ thân phận tất nhiên bại lộ. Luân hồi huyết mạch thành tựu chư thiên mạnh nhất huyết mạch, những người này tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Mấu chốt sau lưng còn có một Lạc Khuyết đang đuổi giết, một không lưu ý thì phải xảy ra chuyện. Công tử, ta đi kéo tên kia. Chu Uyên lời còn chưa dứt, Diệp Thần chính là quát lên, chạy mau, tên kia chém người ước chừng cần một hơi thở. Được. Chu Uyên vùi đầu đi đường. Ca. Một đạo cánh tay lớn bằng sấm sét rơi vào Diệp Thần trên thân thể. Lại là thẳng không vào trong cơ thể. Cũng may luân hồi thần thể chân thực mạnh mẽ, cũng không có đối Diệp Thần sinh ra ảnh hưởng. Nhưng một đạo tiếp theo một đạo hạ xuống, cho dù luân hồi khủng bố, lôi đình này cũng không phải ăn chay. Nơi đây lôi, thậm chí có một chút không không hơi thở, ngay cả là một chút, vậy so kinh chập thiên châu cùng với thu phục lôi bia trong quá trình đụng phải mạnh hơn. Ho! Diệp Thần ho ra máu thịt bên trong, đều là đậm đà sấm sét tàn phá. Máu tươi nhỏ xuống mặt đất, lại là xé ra mênh mông mặt đất mấy trăm trượng một đạo vực sâu, không thấy đáy. Quả nhiên, không dùng tới lôi bia muốn hấp thu cái này ẩn chứa một chút không không hơi thở lôi biển lực, rất khó. Một đường đuổi giết Lạc Khuyết thấy Diệp Thần gặp nặng, khóe miệng nâng lên một nụ cười, côn bằng rực vỗ cánh lên, lần nữa kéo gần khoảng cách. Đáng ghét, lại một đạo lôi đình lại đến, trực tiếp liền đem Diệp Thần thân thể đập vào vực sâu bên trong. Ca. Vô tận lôi biển theo Diệp Thần đi, đồng thời tràn vào lòng đất, uyển như du long nhập biển, ngay tức thì liền đem bao la mặt đất đánh xuyên, văng lên đá vụn trực bức chân trời, mơ hồ thiên giới. Toàn bộ trảm ra một hồi náo động. Phế tích bên trong, một cái côn bằng phá không lên, hóa thành hình người, chính là trẻ tuổi chí tôn, Lạc Khuyết. Lão đại! Lão đại! Vô số thiên kiêu nửa khắc sau tới đông đủ, nhìn trước mắt bị hủy đi mặt đất. Hôm nay toàn bộ hóa thành một phiến bao la vực sâu, không thấy đáy. Hắn, chết liền chứ, Lý Uy khóe miệng đắng chát, mở miệng nói. Liền hắn đều không tin, như vậy lôi kiếp dưới, mới có thể có người may mắn còn sống sót. Người này không như vậy dễ chết, chia nhau đi xuống tìm, cầm cái này vực sâu lật tung lên trời cũng phải tìm được hắn.
sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lạc Khuyết lạnh giọng nói, muốn ở trong tay hắn chạy thoát thân. Tuyệt không thể nào. Thời khắc này đạo bên trong thành, vô số người thấy Diệp Thần rơi vào lôi biển đánh xuyên mặt đất nơi hình thiên uyên bên trong, đều là lắc đầu than thở. Chết đáng tiếc, bất quá bị thế hệ trẻ chí tôn thiên quân đuổi giết, vậy đủ để kiêu ngạo. Ha ha ha, đế hợi sán, người ngươi lần này hài cốt không còn, cùng lạc tộc đối nghịch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý gia gia chủ tâm tình vui mừng, lắc mình trôi giạt rời đi. Nguyệt Sương thấy vậy, nơi nơi không tưởng tượng nổi, người khác không biết, nàng nhưng mà trong lòng hiểu rõ, dám nuốt vào kỳ lân kiệt vào cơ thể, vốn là tự tìm cái chết cử chỉ, trừ phi. Có kỳ thích, vậy là khuyết tới đây, cũng là vì cướp lấy kỳ lân. Đúng như dự đoán. Trảm ra bên trong tin tức truyền ra gọi, trẻ tuổi vô địch chí tôn Lạc Khuyết gọi tùy tùng kia không có chết, cũng ban bố huyền thưởng lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Diệp Thần, chém trăm ra người, ta cũng không tin sẽ như thế dễ dàng chết. Sự việc dần dần thoát khỏi nắm trong tay, liền Thái Thần cũng là ngưng trọng, mặc dù không có bại lộ luân hồi chi chủ thân phận, thế nhưng kỳ lân xuất thế, như nhau kinh thế. Lúc trước đánh một trận. Mười người của đại gia tộc không thể nào không nhìn ra con đường, cho nên liền vậy Lạc Khuyết cũng gấp, hắn muốn thời gian đầu tiên tìm được Diệp Thần, cướp đi thần bí kia kỳ lân. Ta là ở nơi nào? Mấy tiếng ếch nhái thú hống vang lên, không khí bên trong ẩn chứa ướt át hơi thở, tỉnh lại Diệp Thần vội vàng thi triển bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao, thế nhưng lôi ý chân thực quá mức bá đạo, bát quái thiên đan thuật cũng không đủ lấy lập tức chậm tách ra. Ho! Phổi một hồi kịch liệt phập phồng, mấy đạo lôi tức từ miệng mũi bên trong kẹp theo phủ tạng bên trong thịt vụn phun ra, vốn cho là đủ để hủy thiên diệt địa, không ngờ ở yên tĩnh này bên trong cái phòng nhỏ, nhưng là chưa từng tung lên bất kỳ gợn sóng nào. Bên cạnh Chu Uyên hôn mê bất tỉnh, nhìn lại nhìn một chút mình, bề mặt nhàn nhạt lôi trạch lượn lờ, mặc dù luân hồi huyết mạch đang không ngừng tu bổ, nhưng trước mắt tình huống trong cơ thể nhưng là thê thảm không nỡ nhìn. Cót két. Đẩy cửa vào chính là một cái ăn mặc mộc mạc cô gái nhỏ, da hơi đen, hai cái nhỏ má lúm đồng tiền cho dù là không lên tiếng, cũng là rõ ràng dị thường. Người khỏe xứ lạ người, ta kêu Văn Hinh. Ước chừng 8-9 tuổi bộ dáng cô gái nhỏ thấy Diệp Thần tỉnh lại, cũng không kinh ngạc, ngược lại thì cảm thụ quanh người hắn lôi trạch, lẩm bẩm nói, thật là kỳ quái, rõ ràng là cảm giác quen thuộc, nhưng cũng không phải là những thứ này lôi đình lực. Bên trong cơ thể ngươi, có dấu đồ. Mặc áo gai Văn Hình trước mắt nghi ngờ, chợt đem bưng một chén thuốc buông xuống, nói, không xong, trong viện linh gà còn không này, trở về lại cứu ngươi. Cô gái nhỏ chạy chậm rời đi, để lại trợn mắt hốc mồm Diệp Thần. Cái gì, linh gà, mạng ta còn không bằng linh thú trọng yếu. Diệp Thần có chút không biết làm sao, nhưng ăn nhờ ở đậu, người ta nguyện ý cứu mình đã không tệ. Xem chút dưới Diệp Thần lúc này mới phát giác, hắn cùng Chu Uyên. Giờ phút này hẳn thân ở một cái tầm thường trong thôn, bị vậy kêu là Văn Hinh cô gái nhỏ cứu. Vân, Vân, tầm thường tròm xóm, vì sao mình lôi đình lực bạo động nhưng là ở chỗ này? Không có bất luận phản ứng gì. Ôm nghi vấn chờ đợi, cho đến dưới trời chiều núi, lúc này mới lại nghe được cô gái nhỏ Văn Hinh tiếng bước chân. Ai u, mặt trời xuống núi, nên nghỉ ngơi. Không đúng, còn không cứu người đâu, quên. Diệp Thần. Văn Hinh gãi đầu một cái, ôm lấy vậy một chén đã sớm lạnh thấu thuốc thang, ở Diệp Thần trợn tròn con ngươi nhìn soi mói, đẩy ra Diệp Thần môi, miễn cưỡng đổ xuống. Ừ, thuốc thang vào cơ thể trong nháy mắt, Diệp Thần chính là cảm thấy cả thân sảng khoái, quanh thân kinh mạch lại có hoạt tính vậy, đang chậm rãi tự khỏi bệnh. Đây là cái gì thuốc thang? Lại có bá đạo như vậy dược lực, thậm chí so bát quái thiên đan thuật còn kinh khủng hơn. Cái này bé gái rốt cuộc là thân phận gì? Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới, mấy tên người to con đẩy cửa vào. Văn Hinh, người có phải hay không cứu người ngoài? Cô gái nhỏ gật đầu một cái, chợt tỏ ý mấy người, người bị thương hai người, một cái hôn mê, một cái trọng thương. Làm sao có thể để cho người ngoài tới đây, còn thể thống gì? Mấy tên to lớn người đàn ông thấy vậy, rối rít hướng về phía cô gái nhỏ quát chói tai mấy tiếng. Giọng bên trong hơi có vẻ kích động, nhưng lại có mấy phần kính sợ. Văn Hinh khoát tay một cái, nói, không sao, trong cơ thể hắn có bí mật, cùng hắn tốt lắm, ta tự nhiên sẽ cho thôn một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng mà, bà nếu là biết,
sẽ không tha ngươi, dù là ngươi là thánh nữ, cũng phải trách phạt. Chính phải, Văn Hinh, lão tôn chủ qua đời tới nay, bà liền một mực nghiêm cấm người ngoài đặt chân, ngươi còn cứu bọn họ, cái này. Văn Hinh than nhẹ một tiếng, nói Tôn Hải Thúc, Tổ Kiên Thúc, các ngươi liền chớ để ý, ta sẽ xử lý tốt, các ngươi trở về đi thôi, ta cũng phải nghỉ ngơi. Cô gái nhỏ không nói lời gì đuổi đi mấy tên đại hán, than nhẹ một tiếng, tắt trong phòng nhỏ ánh nến. Lúc này Diệp Thần mặc dù nghe được mấy người đối thoại, nhưng càng làm hắn khiếp sợ, chính là mình thương thế thật bắt đầu cực nhanh khép lại. Đây quả thực so sử sách Tiên Tông Nam Cung vui vẻ cho thuốc viên của mình còn kinh khủng hơn. Diệp Thần, người đây là đến địa phương quỷ gì à? Linh Nhi cũng là lên tiếng nói, nàng hiển nhiên vậy là bị sự đả kích không nhỏ, giờ phút này thấy tình cảnh này, lúc này ngồi không yên. Cái này, đột nhiên, Linh Nhi trầm mặc, ở chỗ này, nàng cảm thấy một cổ kỳ diệu hơi thở, cùng lần đầu tiên đặt chân Thái Thần Điện lúc độc nhất vô nhị. Chế tạo luân hồi huyền bi như vậy vật liệu ở chỗ này. Luân hồi huyền bi, Diệp Thần không khỏi cười khanh khách. Dưới mắt 10 khối luân hồi huyền bi bên trong, còn thiếu thiên bia. Nhưng cái này lộ ra như vậy không phải trời bia hơi thở. Vậy ý tứ là trước nơi này và luân hồi huyền bi chế tạo có một chút liên quan. Luân hồi mộ địa lai lịch huyền diệu khó giải thích. Luân hồi huyền bi cũng là như vậy. Nếu là có cơ hội phát hiện sau lưng chân tướng, Diệp Thần tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Thần, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Người bị vậy ẩn chứa không không hơi thở sấm sét tổn thương nặng, hôm nay lại tới cái này đất thần bí. Linh Nhi trầm giọng nói. Dẫu sao hôm nay Diệp Thần trạng thái cũng không tốt. Diệp Thần nhưng là lơ đễnh, nói, không có sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Mấy vị nghe nói không, Lạc Khuyết tựa hồ chạy đến trảm ra vòng ngoài đi, hình như là thần bí Kỳ Lân hiện thế. Ừ, lão đầu tử nhà ta cũng nói. Thần bí Kỳ Lân hiện thế, nhưng đây chính là không rõ điểm, nếu là bị bà điên kia. Giống như tiên giáng trần mấy tên trai gái tụ tập, nói nhỏ tựa hồ thảo luận cái gì. Ha ha ha, vừa nói như vậy, Lạc Khuyết tên kia, phải ngã xui xẻo rồi. Ngươi là nơi nào nghe được tin tức, Đủ Ngọc? Thì ra là như vậy, Tiền Huyền Phong cái thằng nhóc này thật đúng là nguồn tin tức rộng à. Trảm ra cổ thành bên trong, luận đạo trên đài, bát quái ý tràn ngập. Mấy giờ sau đó? Sứ lạ người, thế nào? Diệp Thần nghỉ ngơi phòng nhỏ lần nữa bị Văn Hinh đẩy ra. Ồ, xem ra ngươi thương thế so ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn một ít, Kỳ Lân Kiệt dám trực tiếp nuốt sống. Chỉ là nhìn một mắt Diệp Thần, cơ hồ liền đem hắn nhìn thấu. Người bạn kia kém không nhiều ngày hôm nay vậy sẽ tỉnh lại. Văn Hinh chỉ là dặn dò một câu, sau đó liền đóng cửa lại rời đi. Chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền đến đốn củi thanh âm, thuốc thơm dần dần tràn ngập ra. Diệp Thần từ đầu tới đuôi đều là nhìn cô gái nhỏ nhất cử nhất động, chưa từng lên tiếng. Trong thôn này người cũng rất kỳ quái. Linh Nhi thanh âm ở đan điền bên trong vang lên, những lời này đồng thời vậy đưa tới Diệp Thần hoài nghi. Ta không cách nào cảm giác được trong thôn lại có bao nhiêu người, bọn họ nhìn như đều là người bình thường, không có bất kỳ hơi thở tiết ra ngoài, nhưng đồng thời. Diệp Thần một thời gian cũng là đối mình tình cảnh có chút không biết làm sao, cái này so với hắn bị Lạc Khuyết bắt giữ còn khó chịu hơn. Cót két. Phòng nhỏ cửa lần nữa bị đẩy ra. Uống thuốc đi. Văn Hinh lại là bưng một chén thuốc đi tới Diệp Thần phụ cận, không nói lời gì cạy ra hắn miệng, một cổ não nhi đổ vào. Ngươi là người nào? Một hồi lâu sau, Diệp Thần kinh dị phát hiện mình thương thế lại nhanh chóng khôi phục mấy phần. Thậm chí trong cơ thể không không sấm sét cũng tiêu tán rất nhiều, lúc này liền là hỏi. Ngươi, cùng bên ngoài những người đó như nhau, vậy là tới nơi này muốn cướp bóc thôn chúng ta? Cũng là muốn đoạt đi chúng ta hết thảy. Văn Hinh thần sắc cũng có chút phức tạp, mở miệng hỏi nói. Khó trách nàng mặc dù cứu Diệp Thần, nhưng là đối với hắn cũng không có bao nhiêu nhiệt lạc, hóa ra là đem mình làm người xấu. Ngươi tại sao cứu ta? Diệp Thần không trả lời nàng vấn đề, hắn cũng là lần đầu tiên đặt chân trảm ra, trong này nước, tựa hồ không hề cạn. Cảm giác quen thuộc. Cô gái nhỏ Văn Hinh hai tròng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một giọt hạt sương từ diêm đài rớt xuống, phát ra tí tách tiếng vang, mấy tiếng côn trùng kêu vang phá lệ dễ nghe. Ta cũng không phải tới từ cái thế giới này, là bị một tên trưởng bối nơi nhờ tới đây.
Diệp Thần tựa hồ không có cảm giác được Văn Hình có ác ý, cũng là đem tự mình tới này lịch luyện tin tức nói thẳng ra, cùng với bị Lạc Khuyết đuổi giết rơi vào hôn mê. Này, Diệp Thần, nói như vậy ra bí mật của chúng ta sẽ hay không quá? Linh Nhi muốn ngăn lại, Diệp Thần nhưng là làm như không nghe, nói tiếp dậy rồi mình gặp gỡ. Văn Hình nghe được trước mắt sáng lên, nói, ngươi là tới từ thế giới bên ngoài. Ngươi biết không không thế giới sao? Diệp Thần đột nhiên ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới từ ở nơi này nhìn như bình thường địa phương, một cái bé gái lại tùy ý nói ra mấy chữ này. Chẳng lẽ những người này cũng là hoang lão hoang tộc như vậy chưa từng không lúc nào không tới? Diệp Thần áp chế nội tâm khiếp sợ, trả lời, ách. Coi là vậy đi, nhưng ta chưa từng đi không không thế giới, cái này chạm ra cũng tốt, đạo thành cũng được, ta đúng là lần đầu tiên đặt chân. Diệp Thần vậy chẳng biết tại sao, luôn cảm giác trong thôn này có dũng khí để cho hắn cảm giác thân cận. Tranh nói được thật là đường đường chính chính. Ước chừng 8-9 tuổi Văn Hình nói tới chạm ra luận đạo, trong mắt bên trong có một chút không thuộc về nàng cái tuổi này bể dâu, mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là nghe được một chi thanh âm của quải trượng từ xa đến gần. Văn Hình theo bản năng đứng dậy, thần sắc hơi có vẻ hốt hoảng, hai tay tới lui xoa nắn, lộ vẻ rất là bất an. Hình Nhi, ta nghe người ta nói, ngươi mang theo người ngoài trở về. Còng lưng thân thể cho dù là chống gậy, cũng phải so với người thường thấp hơn không thiếu, đầy mặt nếp nhăn chồng, đã không thấy rõ mặt mũi, nhưng là tinh thần khí 10 phần. Bà, ta, thượng không cùng Văn Hình mở miệng giải thích, thấy lạnh cả người làm run sợ lòng người, đập vào mặt. Đã sớm toàn bộ tinh thần phòng bị Diệp Thần một cái động thân chui ra, sử dụng luân hồi thiên kiếm. Văn Hình trên mình là có lòng tốt, nhưng rất hiển nhiên, cái này quần áo đen lão bà không cùng. Nàng thời gian đầu tiên muốn đánh chết ta. Ý niệm vừa mới lên, Diệp Thần chính là theo bản năng lao ra, hắn chẳng muốn tổn thương người, cái này quỷ dị lão bà nhìn như cùng người bình thường không khác, nhưng lại có ý định giết người. Thằng nhóc, muốn chạy. Lão bà sừng sững tại chỗ, trong tay cây nạng nhẹ nhàng điểm ra, một cổ kinh khủng không gian phòng ấn kết giới ngay tức thì ngưng dậy. Cái gì, kinh khủng như vậy trận pháp lại không cần bố trí, tiện tay về tới. So Phạm Thiên Thần Công trận tự quyết cũng bá đạo mấy phần. Không chỉ là hành động, liền thần hồn đều là phong tỏa, trong một cái chớp mắt này lại là liền mình cùng Linh Nhi liên lạc đều là cắt đứt đi. Cảm giác hít thở không thông bay lên, ngay cả hô hấp đều là không làm được. Lão bà lại là cây nạng điểm ra, trực kích Diệp Thần ngực. Không muốn, Thanh Vân bà. Văn Hình chắn Diệp Thần trước người. Vậy trượng nhọn khoảng cách cô gái nhỏ mặt chỉ có chút nào ly kém chỗ dừng lại, kinh khủng sát ý nhất thời tan mất. Hồ đồ! Lão nhân gia lớn tiếng trách mắng. Cứu một cái xứ lạ người, vạn nhất hắn là vậy 10 nhà phái tới gian tế, toàn thôn cũng sẽ bởi vì ngươi một người rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Thanh Vân thôn chịu đựng bảo vệ cái gì, ngươi rất rõ ràng, truyền thừa đoạn tuyệt, chúng ta như thế nào đối mặt dưới suối vàng tổ tiên. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thanh Vân bà một tiếng thở dài, trong mắt bên trong lệ quang lượn vòng, tay gầy nhom trưởng dáng vẻ run rẩy nâng lên, nhưng là từ đầu đến cuối không nhẫn tâm vung một bàn tay, thời khắc này nàng, cùng lúc trước lấy mạng Diệp Thần dáng vẻ, chừng như hai người. Diệp Thần, lão thái bà này rõ ràng chính là người bình thường, có thể ở một chớp mắt kia. Không gian phong ấn bị phá vỡ, Linh Nhi thời gian đầu tiên chính là cùng Diệp Thần lấy được liên lạc. Phần nửa tu vi chưa từng có, nhưng xuất thủ trong nháy mắt cho ta áp lực. So với thái thần còn kinh khủng hơn. Đây là thời gian đầu tiên Diệp Thần mình cảm giác, cho dù là thái thần, đều không thể để cho hắn như vậy như lâm vực sâu, dưới mắt thương thế lại chưa lành. Giả thần giả quỷ, đi ra. Thanh Vân bà liền đẩy ra Văn Hình, vậy mang ở giữa không trung bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, lại là đem Diệp Thần luân hồi mộ địa Linh Nhi miễn cưỡng câu liền đi ra. Lại vẫn ẩn giấu một đạo linh thể, ngươi. Khi nhìn rõ Linh Nhi mặt mũi trong nháy mắt, Thanh Vân bà thân hình run lên bần bật, tựa hồ là nhìn thấy cái gì lớn quỷ dị vậy, sững sờ tại chỗ. Ngay tại lúc này, một giọng nói từ ngoại môn truyền tới, bà. Xảy ra chuyện. Văn Hình lau một cái nước mắt, là Tôn Hải Thúc. Một cái uy mãnh thật thà người đàn ông chạy tới, từ thanh âm phân biệt tới xem, Diệp Thần nhận được hắn. Chính là tối hôm qua tới đây hai nhân chung một người. Bà, hỏi thăm rõ ràng,
cái thằng nhóc này là bị Lạc Gia tiểu vương bát đản kia con bê đuổi giết, hình nhi tình cờ cứu. Hiện tại thôn truyền ra ngoài 10 phần tà hồ, nói cái thằng nhóc này thân trong lòng chí bảo thánh thú kỳ lân, vậy 10 nhà rối rít đi ra đi lại, phải đem hắn bắt trở về nghiên cứu. Liên quan tới thằng nhóc này lai lịch, ngược lại là không có quá nhiều. Người to con hải tôn nhìn Diệp Thần, gãi đầu một cái, đối với hắn lai lịch, có thể toàn bộ trảm ra cũng sẽ không có người biết được. Ta kêu Diệp Thần, đến từ vực ngoại. Từ mấy người đối thoại bên trong, hắn có thể nghe cho ra, vì một cái tiểu kỳ lân, Lạc Khuyết còn đang khắp nơi đuổi giết mình, tựa hồ liền còn thừa lại mấy nhà, đều là nhúng tay vào. Vực ngoại. Thanh Vân bà ánh mắt đông lại một cái, lúc này liền là nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, người nói là, người đến từ vực ngoại. Người có thể biết tâm trái đất vực, người có thể biết không không. Văn Hình cùng Tôn Hải Thúc cũng là thời gian đầu tiên kinh hô thành tiếng, chẳng lẽ là tôn chủ. Không thể nào. Thanh Vân bà khó tin, tiếp liền đổ lùi lại mấy bước, lại là nhìn xem Linh Nhi, hướng về phía Văn Hình mở miệng nói, không thể nào. Tiểu Kỳ Lân lưu lại. Ngươi, cho ta lăn. Tựa hồ bị cái gì kích thích vậy, Thanh Vân bà trợn mắt nhìn Diệp Thần, lạnh giọng nói. Linh Nhi cũng là vội vàng kéo một cái Diệp Thần vạt áo, chỗ này quá quái dị, trước hay là rời đi nói sau. Tiền bối, giao ra tiểu kỳ lân, vãn bối không cách nào làm được. Diệp Thần hít sâu một hơi, mở miệng đáp. Cái gì, Thanh Vân bà tròng mắt híp một cái, lần nữa mở miệng nói, thằng nhóc. Ta bỏ mặc ngươi ở nơi nào lấy được tên này, đến nơi này, nó chính là được lưu lại. Tựa hồ là nhìn ra liền Diệp Thần ánh mắt bên trong quật cường, Thanh Vân bà cũng là hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nào có cái gì tranh luận thiên đạo, bất quá là vậy 10 nhà ném đi ra ngoài thủ đoạn thôi, dẫn động vô số vị diệt, tìm thánh thú kỳ lân rơi xuống mà thôi. Thằng nhóc, người bị bọn họ lừa, vậy 10 nhà mơ ước ta thôn này rất lâu rồi. Duy nhất chìa khóa chính là vậy kỳ lân, chúng ta bảo vệ truyền thừa vô sổ năm, chưa từng nghe được có chân chính kỳ lân hiện thế, hôm nay ngươi, bất quá là người khác đồ làm đồ cưới thôi. Diệp Thần nghe vậy cả kinh. Cái gì, chẳng lẽ là Thái Thần lừa gạt mình? Không, tuyệt không khả năng, tiểu kỳ lân đi theo mình một đoạn thời gian có thừa, nhưng chưa bao giờ tiết lộ qua tung tích, Thái Thần vậy cũng không biết. Nhưng mà mình vừa vào đạo thành. Tựa hồ liền đã bị tiết lộ tin tức, vậy Lạc Khuyết tới đây, tuyệt không phải chỉ là vì cứu Lý Uy mà thôi. Văn Hình cứu mình, nhưng mới vừa vậy lão bà tử vậy quả thật đối mình động sát tâm cũng là không giả. Nhất định là có người đang nói láo. Diệp Thần con người đông lại một cái, mưu toan nhìn thấu hết thảy. Hắn lúc này suy diễn xem bói thủ đoạn, có thể nói là ngang qua chư thiên, đơn thuần lấy xem bói diễn toán năng lực mà nói. Hắn sẽ không so đời này bất kỳ một người nào kém. Nhưng bước vào thiên đạo trảm ra sau đó, hết thảy nhân quả tựa như bị một đoàn sương mù dày đặc nơi che đậy. Suy tính chốc lát, Diệp Thần hướng về phía Linh Nhi truyền âm nói, đứa nhỏ khẳng định không thể giao ra, nó hút lôi biển trạch thượng đang ngủ say, cũng không cách nào chứng thật cái gì. Ta dự định dẫn động người đồ sát thánh bia và luân hồi thiên kiếm, cá chết lưới rách. Thanh Vân bà nhưng là lên tiếng nói, thằng nhóc. Nói sau một lần cuối cùng, giao ra vậy tiểu kỳ lân, ngươi có thể lăn. Văn Hình muốn nói gì, nhưng là bị Tôn Hải Thúc lôi đến một bên. Tiền bối, chân thực không phải ta không muốn, chỉ là vật nhỏ này ham chơi, cướp bóc lôi biển lực sau đó, lâm vào ngủ say, ở ta trong cơ thể, không cách nào thức tỉnh. Thanh Vân bà nghe vậy nửa tin nửa ngờ, nhưng là nghe được Diệp Thần lần nữa mở miệng nói, tiền bối nếu không phải tin, có thể xem một chút. Diệp Thần thi triển thuật pháp, đan điền như đời. Vô số luân hồi ý hóa bướm, bị tiểu kỳ lân vậy chiếu lấp lánh vảy hấp dẫn, vờn quanh bên người, quanh quẩn bay múa, một màn này, không chút nào tự tại. Đây là... Thấy tiểu kỳ lân một khắc, Thanh Vân bà cũng là có trong nháy mắt thất thần, cái này chỉ tồn tại ở cổ tịch bên trong thánh thú, lại thật tích chữ đời. Chính là hiện tại. Nhân đồ thánh bôi, cho ta ngăn trở. Diệp Thần liền liền gầm thét. Màu vàng kim nhân đồ thánh bôi sử dụng, hung hăng che trước mặt mình. Đồng thời luân hồi huyết mạch bùng nổ đến trình độ cao nhất. Diệp Thần gào thét, nhưng một cổ lực lượng vô hình tựa như để cho nó rơi vào vô biên hắc ám. Chính là cái này cổ hơi thở. Văn Hình tiếng kêu sợ hãi truyền ra, một bên Thanh Vân bà cũng là nước mắt lã chã,
lúc này quỳ sụp xuống đất, nói, tôn chủ. Không đúng, hẳn là tôn chủ. Tôn Hải Thúc lại là trong mắt thoáng hiện vẻ kích động, hai đầu gối quỳ hô to nói. Cung nghênh tôn chủ. Ngay tại Diệp Thần sắp rơi vào ngủ say lúc đó, Diệp Thần trên mình, toát ra một cổ khoáng đạt kim quang. Đó là luân hồi thánh hồn thiên ánh sáng. Ở luân hồi thánh hồn thiên dưới bảo vệ, vậy vô biên hắc ám lại có thể hoàn toàn không tổn thương được Diệp Thần. Thậm chí, ở luân hồi thánh hồn thiên dưới áp chế, vậy các loại hắc ám, cũng lại yên lặng đi xuống. Ừ, lại là luân hồi thánh hồn thiên. Xem ra luân hồi chi chủ tới. Một đạo cổ xưa thanh âm đột nhiên vang lên. Bất quá đời này luân hồi chi chủ còn chưa chạm ra kết thúc, người luân hồi thánh hồn thiên, ở nguyên vẹn bước vào trận pháp chi địa, vậy phải ngủ say. Lời nói vừa dứt, Diệp Thần chính là cảm giác trước mắt xuất hiện một đạo hắc ám, ý thức dần dần mơ hồ. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Như thế nào, đã tìm được chưa? Lạc Khuyết mắt sáng chớp động, siêu phàm khí chất dựng thân ở giữa đất trời này, đều là làm hắn ảm đạm thất sắc. Lưu Uy thấp mi, thấp giọng nói, lão đại, đi qua hai ngày, cái này thiên uyên hạ, chúng ta lật cái để mà hướng lên trời, không có thằng nhóc kia bất kỳ khí tức gì chập chờn. Chẳng lẽ là phương hướng sai rồi? Lạc Khuyết tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, một đạo thiên huyền cảnh bốn tầng thiên, lại tu ra hai đạo thần hơi thở bóng người hỏa tốc chạy tới, thấp mi không gặp hình dáng, ôm quyền nói. Lão đại, ở trảm ra đất nơi trung tâm, phát hiện một ít dấu vết, là trên người tiểu tử kia lôi biển trạch. Cái gì, cụ thể ở đâu? Lạc Khuyết vẻ mặt lần đầu tiên nổi lên rung động. Tại, ở cơ duyên chi địa. Lạc Khuyết lạnh giọng nói, ngươi cùng tiếp tục đi trước xác nhận tin tức phải chăng chính xác, ta đi liên lạc trong tộc trưởng bối. Quanh thân phù văn hơi lóe lên, giống như tiên dáng trần Lạc Khuyết bóng người chậm rãi tiêu tán tại chỗ, Lý Uy các người thấy vậy cũng là mỗi người tản đi. Tiền Huyền Phong, thật là có ngươi, thủ đoạn như vậy liền Lạc Khuyết đều bị ngươi lừa gạt, ha ha ha. Quanh thân không gian một hồi chập chờn, bảy bóng người chậm rãi hiện ra, nữ có nam có. Nam khí chất xuất trần, nữ linh mâu động lòng người. Lúc trước vậy cho Lạc Khuyết thám thính tin tức thám tử chậm rãi ngẩng đầu, cười một tiếng nói, tên kia khẳng định đi liên lạc trong tộc trưởng bối, ta đây muốn xem, Lạc gia muốn cái này kỳ lân sau động tác. Như đã nói qua, vậy quan hệ đến không không mảnh vụn kỳ lân làm thật sự ở nơi đó sao? Thập đại trẻ tuổi chí tôn hắn một vị trong đó mở miệng hỏi nói. Tiền Huyền Phong nhưng là mở miệng nói, có ở đó hay không có quan hệ thế nào, dù sao chìa khóa ở đời chúng ta xuất thế, vậy cơ duyên sớm muộn sẽ bị chúng ta bắt lại. Còn như Lạc Khuyết, Lạc gia. Một người khác cũng là mở miệng cười nói, làm cái tiên phong chốt mở đường, rốt cuộc cũng có miệng canh uống nha. Tiền Huyền Phong, thượng giới luận đạo, nhà ngươi tổ tiên đoạt được thứ hai, có không có nói qua, lần này vậy kim bảng đệ nhất gia hỏa rốt cuộc có lai lịch gì? Giả thần giả quỷ lại trực tiếp con rùa rụt lại rồi. Nghe được đám người rối rít nói tới, cầm đầu Tiền Huyền Phong cũng là vẻ mặt nghiêm, chợt mở miệng nói, đó là một cái, rất kinh khủng gia hỏa à. Đạo thành đêm, luôn là như vậy yên lặng lại hắc ám, làm người ta sinh lòng chán ghét. Người tới, Nguyệt Sương tựa hồ đã sớm ngờ tới người sẽ đến, liền ngay cả tay bên cạnh trà nóng, đều là chuẩn bị hai ngọn. Người đến không có lời thừa thải, thẳng ngồi xuống, thật lâu không nói. Người coi là thật phải đi. Nguyệt Sương mắt đẹp trong nháy mắt, tựa như phải đem người trước mắt hết thảy cũng nhìn thấu. Người đối diện ảnh dứt khoát nói. Người đẹp yếu ớt đứng dậy, nhớ lại chuyện cũ, lộ vẻ được phá lệ tịch mịch. Chúng ta cũng từng gặp qua vậy cơ duyên chi địa, sơn thanh thủy tú, an cư lạc nghiệp, nhưng cái này nhất thế, yên lặng chung muốn bị phá vỡ. Chỉ là không nghĩ tới, lại là ngươi đệ tử. Thái thần thân hình rõ ràng run lên, chợt mở miệng nói, ta cũng không từng nghĩ, vậy bị không không mảnh vỡ dính kỳ lân mà lại ở tiểu tử này trong tay. Nhưng nếu cục diện dưới mắt đã đúc ra, ta hết sức vãn hồi chính là. Nguyệt Sương khẽ lắc đầu một cái, sợ rằng sự việc không có như thế đơn giản, ngươi đã lại không tư cách bước vào vậy phiến đất đai, vạn năm trước tranh nói, cũng đã kết thúc. Năm xưa ngươi không muốn bước vào phân tranh. Cho nên cầu thứ hai thối lui ra, cái này cũng rất nhiều chính là luân hồi đi, người đệ tử lại lõm sâu trong đó. Cho nên, người hôm nay tới tìm ta, là muốn để cho ta giúp ngươi. Nguyệt Sương tiếp tục truy hỏi nói. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng,
ta sẽ giúp ngươi. Thái thần than nhẹ một tiếng, nói, đi qua, liền để cho nó đi đi. Người đẹp nghe vậy, thân hình run lên, chợt gào thét nói, người vốn nên đứng ở đó nhất nhìn chăm chú dưới ánh mặt trời, bị vạn chúng quỷ bái. Cho dù là tiền ra, im miệng, thái thần trận lại Nguyệt Sương nói tiếp, một ly trà nóng uống cạn, đứng lên nói, ta sẽ tiến vào trảm ra, đem vậy hai đứa nhỏ mang ra ngoài, người bảo vệ bọn họ. Vậy người đâu? Nguyệt Sương hiển nhiên càng lo lắng thái thần an nguy. Cái này đạo thành bẩn thỉu, làm ta chán ghét, vạn năm trước chính là, hôm nay lại là. Muốn động người ta, ta liền để cho bọn họ, toàn bộ, cũng, chết. Thái thần chợt đưa cho Nguyệt Sương một quả màu vàng tím thiên chữ lệnh bài, dặn dò, Chu Uyên vậy hài tử hết sức được ta chân truyền, nếu thời gian dài, tất làm rung động hoàn vũ. Diệp thần, hắn mới thật sự là hy vọng. Hình ảnh quay về. Diệp thần đột nhiên mở mắt ra, chính là thấy được Văn Hinh. Một hồi xốp giòn cảm giác từ bên tai truyền khắp toàn thân, Diệp thần không khỏi được phát ra kêu rên tiếng. Công tử, người tỉnh lại đi. Diệp thần nghe được thanh âm, đột nhiên quay đầu, khi nhìn thấy Chu Uyên, chính là cười khổ một tiếng, thằng nhóc ngươi. Xem ra là cầm ngươi vậy làm liên lụy. Chu Uyên gãi đầu một cái, nói công tử, cái gì liên lụy? Diệp thần đột nhiên phát hiện cái gì, chẳng biết lúc nào, Chu Uyên liền đạo thứ hai thần tức đều là tu luyện được. Công tử, nói ra ngươi có thể không tin, ta liền ăn ít thứ, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại lúc này, Hải Tôn thúc đẩy cửa vào, thấy Diệp thần tỉnh lại, nụ cười thật thà chính là treo lên, đi thẳng tới trước giường, thân thiết hỏi, tôn chủ, ngài tỉnh. Tôn chủ, Diệp thần khó tin chỉ mình, cái này lúc nào thành tôn chủ? Chẳng lẽ lúc trước là mình trong giấc mộng? Không đúng, lão thái bà kia. Hụ hụ, tôn chủ, Thanh Vân bà dặn dò, bắt đầu từ hôm nay, ngài chính là chúng ta Thanh Vân thôn mới tôn chủ, hết thảy công việc phải nghe ngài xử trí. Hải Tôn thúc xấu hổ nói. Diệp thần giật mình một cái đứng dậy, phát hiện chẳng biết lúc nào, mình tổn thương đã hết bệnh, kinh mạch vậy hoàn hảo không tổn hao gì, cái này nhìn một cái xem dưới. Tiểu Kỳ Lân như cũng ngủ say, chung quanh điệp vũ phân bay. Người đồ sát thánh bia hơi thở cũng là không có bất kỳ thay đổi. Bà đâu? Hồi tôn chủ, Thanh Vân bà bế quan, đã từng thông báo, ngài ở chỗ này an hưởng, đối nàng xuất quan, ngài sẽ biết được hết thảy. Hải Tôn ngây ngô cười một tiếng, đáp lại. Hải Tôn thúc, ngoài thôn lại có người xâm nhập. Văn Hinh lười biếng thanh âm vang lên. Chợt người to con Hải Tôn tiện tay nhặt lên một đạo côn gỗ, giận dữ rời đi. Công tử, nói ra ngươi có thể không tin, sư tôn dạy ta thiên đế quyền, không phá nổi đại thúc một cây côn gỗ. Nơi này hết thảy, rất là kỳ quái. Nhìn như rất đơn giản, nhưng lại thật giống như vạn vật cũng hàm chứa cực mạnh võ đạo ý vận. Chu Uyên ngưng trọng nói. Yên tâm đi, cái này mấy ngày tới mặc dù có không thiếu người ngoại lai. Nhưng tuyệt không thể nào có người bước vào Thanh Vân thôn nửa bước. Văn Hinh lại tới mấy lần, tựa hồ là nhìn thấu Diệp thần lo âu, nàng cười một tiếng, tỏ ý hắn không cần lo lắng. Mình không giải thích được thành cái này kỳ quái thôn tôn chủ, ở hắn dẫn động nhân đồ thánh bôi và luân hồi huyết mạch nổ tung sau đó, hết thảy tựa hồ cũng thay đổi. Vô luận Diệp thần như thế nào truy hỏi, Văn Hinh đối với một màn kia nhưng là từ đầu đến cuối không chịu nói tới phân nửa, chỉ là dặn dò hắn. Cùng bà xuất quan, từ sẽ biết được hết thảy. Liền liền Linh Nhi, tựa hồ vậy theo lão nhân ra cùng nhau bế quan. Nơi này kết quả là quan hệ đến luân hồi, vẫn là nói quan hệ đến không không. Cũng hoặc là nói, không không và luân hồi vốn là có nơi liên quan. Diệp thần trong lòng tràn đầy quá nhiều nghi ngờ, nhưng có một chút có thể xác định, ban đầu Nhâm Phi Phàm để đưa tiến, hoặc giả là cảm giác được cái gì. Nhưng Nhâm tiền bối cũng không nhiều lời. Mà là để cho mình chú ý. Có phải hay không Nhâm tiền bối biết thôn này rơi? Dĩ nhiên hết thảy các thứ này nghi ngờ, có lẽ chỉ có cùng Thanh Vân bà xuất quan mới có thể giải khai. Diệp thần trong lòng phảng phất có vô số nghi vấn. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình đối vậy còn lại là bốn đạo gông xiềng lĩnh ngộ vậy sâu mấy phần. Mấy giờ sau đó, một đạo giọng cô gái ở Diệp thần vang lên bên tai. Tôn chủ, Thanh Vân bà xuất quan. Muốn gặp ngươi. Văn Hinh tới, chỉ là mang tới một câu nói, cũng là Diệp thần nơi để ý. Diệp thần con ngươi đông lại một cái,
chính là hướng thôn chỗ sâu một nơi nhà nhỏ bên trong đi tới. Sâu kín vật dễ cháy phá lệ ánh người, liền liền trước mắt Thanh Vân bà, mặt mũi đều là rõ ràng mấy phần. Tản đi sát ý lão bà, hơi có vẻ hòa ái tự ái. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua tiền bối. Diệp Thần chắp tay nói, trước đây hắn rõ ràng cảm nhận được, người trước mặt rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. So với Thái Thần, không kém chút nào, thậm chí do hữu quá chi. À, Thanh Vân bà đầu tiên là khẽ thở dài một cái, chợt hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, chắc hẳn ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn, lão thân kể cho ngươi câu chuyện đi. Diệp Thần gật đầu một cái, chợt ngồi xếp bằng, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt bà lão, lặng lẽ đợi. Thanh Vân thôn ra đời năm nào, đã sớm không thể nào khảo cứu. Nó tuy không thuộc về không không thế giới, nhưng lại và không không thế giới cực kỳ đến gần, cho nên đại lộ quy tắc có ảnh hưởng. Sau đó, ta chỉ biết là năm đó chúng ta bị không không lúc nào không ảnh hưởng đến, hư không thác loạn, đến nơi này. Thanh Vân ở chỗ này, thật ra thì cũng có mục đích, chỉ là bảo vệ năm xưa trận chiến ấy căn cơ, có người thần bí từng rơi xuống pháp chỉ, mệnh ta chờ cung kính bồi tiếp người có duyên, có thể cái này loại chờ, là được. Vô tận năm tháng. Nói đạt tới nơi này, bà lão có chút nghẹn ngào. Người thần bí. Diệp Thần nhướng mày một cái. Mới vừa muốn nói gì, nhưng là thấy Thanh Vân bà từ trong ngực móc ra một quyển đồ lục, xem hắn thế chấp, đã có chút cũ, nói là thái cổ còn sót lại vật, cũng không quá đáng. Đồ lục từ từ mở ra, Diệp Thần trưởng nến xem chút dưới, không khỏi được hoảng hốt. Ta cũng không nguyện ý tin tưởng, cho nên hôm đó, mới đúng các ngươi ra tay. Thanh Vân bà mở miệng nói. Cái này một tí liền Diệp Thần đều có chút bối rối, cẩn thận bưng nhìn đồ lục người trên ảnh. Sáng lạng bảy màu thần võ kỳ lân bò lổm ngổm ở người bên, giống như sủng vật vậy khôn khéo, trong tay cô gái mang theo cao nhất bảo dược làm thực tự. Đồng thời, Diệp Thần sau lưng luân hồi thiên đường phá lệ chói mắt, tựa như thành lập một cái thuộc về luân hồi trật tự. Cô gái kia là Linh Nhi. Diệp Thần cẩn thận nhìn xem dưới, vẫn là phát hiện chút chỗ bất đồng, trong hình cô gái mặc dù cùng Linh Nhi giống, nhưng rõ ràng cho thấy cái người trưởng thành, khí chất vậy trong trẻo lạnh lùng rất nhiều. Trước đây không lâu, ta chính là mang cái đó bé gái đi trước Thanh Vân giới bia chỗ, đúng như dự đoán, dẫn động truyền thừa. Luân hồi huyền bi. Diệp Thần lúc trước vậy từng nghe Linh Nhi nói tới qua, luân hồi huyền bi nguyên và nơi này có quan hệ, xem ra cái này cái gọi là Thanh Vân giới bia chính là và luân hồi huyền bi giống nhau vật liệu chế tạo. Nhưng hết thảy các thứ này cùng Kỳ Lân có quan hệ thế nào? Hình ảnh bên trong Kỳ Lân. Diệp Thần chân thực khó mà cùng mình bên trong đan điền cái đó là ngủ đứa nhỏ liên hệ tới. Cái này tôn chủ lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần truy hỏi nói. Thanh Vân bà ngước mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn nhìn hồi lâu, mở miệng nói, vô tận năm tháng trước, Thanh Vân thôn từng có qua một kiếp, một vị tôn chủ vì bảo vệ truyền thừa bí mật đi ra ngoài, chính là đến nay không về. Theo cái gọi là luận đạo tranh càng ngày càng nghiêm trọng, Thanh Vân truyền thừa cũng là dần dần bị người ngoài để mắt tới. Diệp Thần hỏi, là vậy cái gọi là 10 tộc. Thanh Vân bà gật đầu một cái, tiếp tục nói, vị kia tôn chủ không về, thế nhưng ngày, nhưng là ở trên mình ngươi cảm nhận được liền hắn hơi thở và nhân quả. Xem ra là hắn lựa chọn ngươi. Diệp Thần con ngươi híp lại, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Vậy cái gọi là tôn chủ, tất nhiên và bản thân có liên quan. Hoặc là luân hồi mộ địa đại năng, hoặc là chính là bỏ đời tuyệt cảnh bị kẻ tồn tại, cũng hoặc là những người khác. Người đã từng cùng vậy để mặc tôn chủ có tiếp xúc qua. Thanh Vân bà một lời, cắt đứt Diệp Thần phỏng đoán. Như thế nói, hôm đó ta bùng nổ luân hồi huyết mạch và nhân đồ thánh bôi. Thanh Vân bà nhẹ khẽ gật đầu, chính là dẫn động trong đó để lại lực lượng, mới vừa ngăn được liền dị động. Giới bia dưới có truyền thừa lực. Mà cổ lực lượng kia, rất có thể cùng vậy Kỳ Lân có liên quan. Lúc trước giới bia trấn áp, ngăn cách khí cơ, hôm nay nữ oa kia dẫn động giới bia lực, nếu như giới bia phong ấn giải trừ, hắn xuống truyền thừa lực. Diệp Thần bừng tỉnh mấy phần, lẩm bẩm nói, một khi Linh Nhi đem vậy bia thu lấy, như vậy cổ lực lượng này cũng chỉ hoàn toàn phơi bày trên đời người trước mắt. Cho nên lúc trước vậy Lạc Khuyết mới biết như vậy đuổi giết tại ta, thậm chí còn thừa lại mấy đại gia tộc. Cũng ở đây nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thanh Vân bà mở miệng nói, chỉ là những tiểu bối kia tranh, ngược lại cũng không sao,
thôn này bên trong, không người có thể xông vào. Trảm ra đất có trước cấm chế, vậy 10 tộc các lão gia không cách nào đặt chân nơi đây. Diệp Thần nhưng là trầm giọng nói, không nhất định, luân hồi huyền bi đồng nguyên vật lực lượng, rất có thể phá cái này 1 mét vuông nhận định. Lần trước Thái Thần Sơn Linh Nhi tìm được vào huyền bia có liên quan đá lúc đó, đưa tới dị tượng cũng không nhỏ. Lần này, càng không nhất định. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Oanh! 7 màu ánh sáng tách ra xuất thần chiếu dọi thẳng vào Tiêu Hán, lực lượng cuồng bạo ngưng tụ thành một chuôi lợi kiếm đem Thanh Vân thôn bầu trời chọc ra một cái vô biên lỗ thủng. Hư! Diệp Thần lúc này dậm chân ra, ánh mắt đông lại một cái, một kế chợt để bụng đầu, hô! Có lẽ chỉ có biện pháp này. Cùng lúc đó, ngoại giới, đi nhanh bẩm báo lão đại, cơ duyên chi địa xảy ra dị động. Mấy ngày liên tiếp một mực bị lạc khuyết sai khiến mấy tên đại tộc con em thấy vậy, lúc này liền là muốn rời đi báo tin. Đợi một chút, vậy là người phương nào? Đang muốn xoay người rời đi, Lý Uy bỗng nhiên thấy cửa thôn trong góc, một bóng người thoáng qua, mà mình trong cơ thể, có dị động. Là cái đó Thái Thần mang tới ra hỏa. Kỳ lân ở trên người hắn. Lý Uy lúc này liền là lao ra, chợt hướng về phía sau lưng mấy người nói, Thanh Vân trong thôn loạn như là giả, cái thằng nhóc này muốn mượn cơ hội chạy trốn là thật, các ngươi nhanh đi bẩm báo lão đại, ta theo dõi hắn. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, hướng riêng mình phương hướng rời đi. Quả nhiên, công tử dự liệu không tệ, vậy thì cũng tới đi. Ôm trong ngực Kỳ lân bóng người lao ra thôn, hướng Trảm ra chỗ sâu đi. Cái gì? Lạc Khuyết nghe dưới quyền báo cáo, lúc này liền là đứng dậy, giống như tiên dáng trần vậy ôn nhã khí chất ngay tức thì liếm hết sức, thay vào đó là vô tận nghiêm nghị ý. Truy đuổi, thời gian đầu tiên đoạt được Kỳ lân, miễn được những tên kia tới tăng thêm rắc rối. Thiên huyền cảnh kết thành vô số phù văn cổ xưa phun ra hà chiếu rọi, Lạc Khuyết thân hình tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, 10 đại gia tộc mấy tên khác trẻ tuổi chí tôn cũng là nhận được tin tức. Lạc Khuyết muốn như thế dễ dàng đạt được Kỳ lân, thật lấy là hắn Lạc gia chính là 10 tộc đứng đầu. Một người khác trẻ tuổi chí tôn mở miệng nói. Tiền huynh, người đang do dự cái gì? Mấy người nhìn về Tiền Huyền Phong, nhưng là thấy chỗ xó xỉnh bóng người không nói một lời, không khỏi được lo lắng nói. Kỳ lân nếu là thật rơi vào Lạc Khuyết tay, mạnh hơn nữa đoạt coi như khó làm. Đúng vậy, Tiền huynh, Kỳ lân hiện thế tin tức sẽ không giả. Lạc Khuyết bên người cái đó Lý Uy, bọn họ nhất tộc nhưng mà tiên thiên đối như vậy dị bảo có cảm giác bén nhạy. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Tiền Huyền Phong cũng là lúc này làm ra quyết định, truy kích vậy đạo rời đi bóng người. Hình ảnh quay về. Bà, Thanh Vân thôn di thiên đại trận lực lượng đang suy yếu, giới bia. Có thể phải xảy ra chuyện. Văn Hình giờ phút này đứng ở bà lão bên cạnh, nháy mắt một cái nháy mắt, vững vàng nhìn chằm chằm vậy không đoạn thu nhỏ lại giới bia. Ban đầu có chừng một người cao Thanh Vân giới bia, giờ phút này chỉ có 1 mét, trên đó kinh khủng hơi thở chậm rãi tràn ngập. Rắc rắc, một thanh âm vang lên động, Thanh Vân giới bia lại giãn nứt một cái khe hở, bên trong một cổ sền sệt màu đen máu chậm rãi chảy ra. Mỗi một giọt đều là ánh chiếu chư thiên. Linh Nhi bản là thủ hộ luân hồi huyền bi bên trong hư bia tồn tại, tự nhiên dễ như trở bàn tay tiến vào Thanh Vân giới bia không gian bên trong. Có thể bên trong hình ảnh để cho Linh Nhi diễn cảm thay đổi cực độ ngưng trọng. Nơi này là, đã từng bia ở giữa hình ảnh. Linh Nhi nhìn một chút quanh mình nhà thế giới, hỗn độn tràn ngập, tối tăm không ánh mặt trời trên bầu trời, từng đạo hắc ám khí tức xông ra, hóa thành từng cái che trời bàn tay lớn, đang hướng vô số sinh linh chụp giết. Oanh! Một trường, đầy trời thần Phật tiên vẫn diệt. Hai trường, bao la cát vàng địa tiêu vẫn. Không! Từng tiếng vô lực tiếng gieo hò chấn động hận trời, nhưng lại khó khăn ngăn cản mất đi kết quả, vô tận hắc ám chỗ cuối, người đẹp di thế mà độc lập. Dù là ta chờ hôm nay tất cả đều chết trận, cái này nói, cũng phúc. Linh Nhi nhìn chăm chăm nhìn mong đi, vậy thương hại người, lại là chán tới giữa cùng mình có mấy phần thần vận tương tự. Chết! Cướp diệt tiếng quát từ 4 phương 8 hướng truyền tới, cả tòa khung vũ dưới đều là bị âm thầm sợ hãi bao phủ. Vù vù! Một tiếng nổ vang, trùng điệp vạn dặm sơn xuyên trong phút chốc tan thành mây khói, bóng tối hơi thở cuốn tới. Nháy mắt vĩnh hằng. Cô gái giữa trường nắm chặt càn khôn luân hồi, một trường đánh ra, cảnh tượng trước mắt ngay lập tức vạn biến,
lại là sinh ra cây khô gặp mùa xuân giống, sống và chết hơi thở lưu chuyển không ngừng. Diệt! Lại là một tiếng gầm lên, trong bầu trời đưa ra vô số cánh tay, tiếp liền đem cô gái sức mạnh to lớn hóa giải. Hống! Kỳ Lân đích một tiếng rên rỉ, chợt ngày trời chỗ cuối, bảy màu hà thủy nhô lên muốn ra, muốn đem chư thiên hắc ám luyện hóa. Vèo vèo vèo! Vô số chỉ không thấy rõ tay thẳng lộ ra, tùy tiện động bể hư không, đem trên 9 tầng trời bảy màu Kỳ Lân vững vàng khóa lại. Không! Cô gái tuyệt vọng không giúp kêu gào, mặc cho thiên địa khóc tỉ tê, cũng không cách nào ngăn lại vậy diệt tuyệt thiên địa một trường. Oanh! Máu rầm rề trường động từ Kỳ Lân trên thân hình ánh thấu, thất thải hà quang bị ngay tức thì đánh sơ xác, trói lọi vảy rụng, mỗi một phiến cũng đập xuyên sơn sông biển hồ. Màu tím thú huyết rơi xuống thương khung, tại hắc ám bao phủ mặt đất bên trên, tung lên vẻ khao khát quang tím. Đây rốt cuộc là lúc nào? Linh Nhi giống như khách qua đường vậy nhìn một màn trước mắt mạc tái diễn, chỉ một cái lộ ra, tựa hồ là đã quấy rầy hắc ám trên tồn tại, chợt sát phạt lực tràn vào lộ vẻ. Cô gái lòng có cảm giác, hướng Linh Nhi nhìn về quay đầu lại, thêm mỹ nụ cười treo lên, liền về điểm kia đỏ thấm, đều là phá lệ chói mắt. Nhất định phải lần nữa trở về nha. Vô danh hắc ám khí tức cuốn tới, đem cả tòa khung vũ che giấu, ở đó cuối cùng, nửa cần tàn cờ tinh động, đem cô gái vậy dính liền hắc ám khí tức ngọc thể khơi mào, tàn phá cờ lớn khỏa thân thể, hung hăng quang ra. Linh Nhi trong nháy mắt hai tròng mắt thoáng qua một chút ảm đạm, kinh khủng hơi thở bạo tăng. Một đạo thần tức, hai đạo thần tức, ba đạo thần tức, oanh. Linh Nhi phát ra gào thống khổ tiếng, thanh vân trong thôn, dưới bia hóa thành một bãi sền sệt chất lỏng màu đen, chậm rãi tản đi. Diệp thần, nhập nơi truyền thừa. Dưới bia tiêu tán trong nháy mắt, trên 9 tầng trời sấm sét tràn ngập, ngưng tụ quanh quẩn hóa biển, dựng ngược hư không. Một bóng người ở dưới bia tiêu tán ngay tức thì, lướt vào liền cấm địa bên trong. Giờ phút này, Chu Uyên bên này. Đi theo lâu như vậy, đi ra đi. Ôm trong ngực Kỳ Lân, Chu Uyên dựng thân chống trải lũng sông tới giữa, khẽ cười một tiếng, dừng bước. Thằng nhóc, cùng lão đại hạ xuống, người hẳn phải chết. Lý Uy nói chưa hoàn toàn lối ra, trước mặt cách đó không xa bóng người nhưng là tháo xuống nón lá, mặt mũi bất ngờ là. Chu Uyên, tại sao là ngươi? Lý Uy tức giận, theo bản năng liền muốn rút đi, Chu Uyên trong ngực Kỳ Lân nhưng là phát ra chói mắt ánh sáng, tím hành động trùng tiêu hán. Lúc đầu Kỳ Lân ở trên mình ngươi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, lớn như vậy lũng sông chi địa, một đạo người khoác sán màu vàng hà chiếu rọi, ánh sáng chói mắt bóng người vô căn cứ hiện ra, chính là thập đại trẻ tuổi chí tôn một trong Lạc Khuyết. Ngươi tu vi cùng ta so sánh, khác xa lắc xa lơ, giao ra Kỳ Lân, thần phục với ta, có thể sinh. Lãnh đạm con người bên trong thoáng qua kim huy, chợt động trời hơi thở lộ ra không thể nghi ngờ, chỉ là một mục quát một tiếng, liền có côn bằng giống. Thằng nhóc, lão đại nhà ta niệm tình ngươi căn cốt coi như không tệ, nếu không phải. Lý Uy nói chưa hết, Chu Uyên bóng người đã lặng lẽ hành tới hắn trước mắt, một đôi thiết quyền ầm ầm nện xuống. Thiên đế quyền, tu ra hai đạo thần hơi thở Chu Uyên uy thế không thể đỡ, cùng trước kia đánh một trận so sánh. Một quyền này đủ để kéo bể thương khung. Quyền phong tới giữa, mơ hồ có long minh tiếng, chiếm đoạt vạn vật. Suy, trước ngực một cái thấu lượng lỗ máu ồ ồ phun trào, Lý Uy thậm chí không kịp làm ra đón đỡ động tác, chính là bị trong phút chốc đánh chết. Làm như vậy, ngươi hiểu không? Chu Uyên cười lạnh một tiếng, ngạo thị Lạc Khuyết nói. À, thật là có cao nhất khí phách, ngươi cái này cái xác, ta sẽ cầm để luyện chế thành con rối. Giúp ta chinh chiến. Lý Uy bị ngay trước hắn mặt đánh chết, Lạc Khuyết không giận ngược lại cười nhạt, nhưng lại gặp hắn lòng dạ bao sâu. Lạc Khuyết trong cơ thể một khối màu vàng kim cốt ở tách thả ra sáng mờ, cả người đắm chìm trong thần thức dưới, đỉnh đầu ba đạo thần thức kết thành đại lộ hoa như ẩn như hiện, ở sau lưng, một cái côn bằng chậm rãi hiện lên. Tuy không pháp và nhâm phi phàm cự kình như nhau, nhưng vậy cực kỳ kinh người. Thiên đế quyền. Chu Uyên thấy vậy, cũng là không sợ chút nào, quyền phong gào thét, đem cả tòa lũng sông lại là đè sâu mấy phần, dáng người cao ngất, hàn mâu đứng yên. Theo một tiếng ông minh, xuyên qua thiên địa quyền mang đột ngột, giống như một đạo lưu quang trực bức bầu trời, hướng trên 9 tầng trời côn bằng tới. Không biết tự lượng sức mình. Lạc Khuyết đáy mắt thoáng qua một chút mịt mờ sát ý,
nhưng gương mặt bên trên nụ cười không giảm, nhìn Chu Uyên cường thế nhất kích, hóa thành côn bằng vỗ cánh, trực diện còn đối với. Tắm thần huy xuống côn bằng, rất có phù diêu vạn dặm dung mạo, không gặp bờ bến, lấy chín tầng trời làm biển, ngao du trong đó, sôi trào đang cháy. Vô số đạo hoa mỹ đạo tắc sông lên xoát xuống, đem Chu Uyên quyền mang bao phủ, côn bằng đem nuốt vào trong bụng. Oanh! Kịch liệt đụng nhau ngay tức thì bạo tán uy áp lật lũng sông, làm được mây trời rủ xuống, cát bụi đầy trời. Chu Uyên dưới chân, từng đạo sâu không thấy đáy rãnh lan tràn ra, Lạc Khuyết muốn đem hắn táng diệt lòng đất. Bảo! Ở giữa thiên địa, vậy đạo quyền mang lận theo dậy một chút sấm sét chạch, như ẩn như hiện màu tím kỳ lân gầm nhẹ, làm được Lạc Khuyết cả kinh. Kỳ lân, xuất hiện sao? Thấy màu tím kỳ lân lộ ra mũi nhọn trong nháy mắt. Lạc Khuyết trong con ngươi đại hỉ, chợt cười to nói. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Vạn Vũ Thiên Lao dẫn. Lạc Khuyết sau lưng ba đạo thần tức liếm hết sức, liền cổ xưa phù văn đều là hơi hợp lồng, tránh mũi nhọn, giữa trưởng rét lạnh khí tức kinh khủng ngay tức thì bay lên. Một viên lại một viên tinh thần ở hắn tay trái bên trên ngưng dậy, xếp thành một cái hoa mỹ ngân hà, bên trong vô tận lực cắn nuốt phun trào, hủy diệt, hắc ám, nghẹt thở hết sức. Quỷ dị lực lượng rắc rắc xen lẫn. Buộc. Chu vi vạn dặm hư không theo Lạc Khuyết một tiếng quát to, lúc này vỡ nát thành óng ánh ánh sao, bị thu nạp chiếm đoạt vào trong tay nhà tù. Cắn nuốt hắc ám ánh sáng ngàn vạn đạo thì chìm ngập Chu Uyên nhà mặt đất lũng sông, liền bụi bẩm cũng mất đi. Oanh. Uy áp kinh khủng lực ngay tức thì tác dụng với Chu Uyên trên thân thể, một cổ vô hình sức lôi kéo tựa như đem hắn thần hồn đều phải chóc ra. À. Một hồi thống khổ gầm nhẹ truyền ra, trong cơ thể xương cốt ken két vang dội, mỗi một cây cũng đang chịu đựng cực lớn áp lực. Rắc rắc, lồng ngực cốt hoàn toàn vỡ vụn, dày đặc bạch cốt từ trong cơ thể nổ bắn ra, máu thịt mơ hồ, được không lạnh người. Một đạo màu tím hơi thở quanh quẩn ở Chu Uyên bên trong đan điền, giờ phút này cũng là bị lực cắn nuốt bao trùm, bị chóc. Trên chín tầng trời cùng côn bằng rằng co kỳ lân một tiếng kêu rên, màu tím hư ảnh phai đi mấy phần. Cái này kỳ lân, là của ta. Lạc Khuyết thấy tiểu kỳ lân bị mình bí pháp bắt, lúc này liền là mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lạc huynh thật có nhã hứng, kỳ lân có thể mượn ta cùng xem một chút. Mấy đạo hơi thở từ Lạc Khuyết bốn phương tám hướng vây quét tới, liền hắn tự mình cũng không có phát hiện phân nửa. Tiền Huyền Phong. Màu tím căn nguyên lực trong nháy mắt vào cơ thể, không kịp ngẫm nghĩ nữa Lạc Khuyết lúc này liền muốn rút người ra trở lui. Giờ phút này trên chín tầng trời nhưng là dị biến hồi sinh. Tám đạo thần trạch tiếp liền đánh tới, đem hắn vô cùng chiếm đoạt mạc thọt mặc một cái to lớn lỗ thủng, trực kích trên chín tầng trời côn bằng. Ho! Một ngụm máu tươi ho ra, Lạc Khuyết bị thương thân hình rơi xuống đất, muốn rút đi, nhưng là phát hiện, tám người đã đem mình vây quanh vây khốn. Ha ha ha, làm sao, các ngươi còn muốn từ trên người ta dẫm lên? Hơi có vẻ chật vật Lạc Khuyết trước kia thần vận đã sớm không có ở đây, giờ phút này mái tóc dài bù xù, quắc mắt thụ mục. Hắn tuy làm cho này bên trong vô địch trẻ tuổi chí tôn, nhưng dưới mắt đem trùng trùng vây khốn, không có người nào yếu hơn hắn. Thập đại trẻ tuổi chí tôn, tới 9 vị. Nhiều như vậy yêu nghiệt đối một mình hắn, cho dù là Lạc Khuyết, muốn bỏ chạy cũng là khó như lên trời. Nhưng hắn không sợ chút nào, chạm ra đất 10 đại đế tộc lẫn nhau là cản tay. Lạc gia phân lược, bọn họ không thể không cân nhắc. Lạc huynh, nói quá lời, chúng ta kinh văn kỳ lân hiện thế, chỉ muốn xem một chút mà thôi. Tiền Huyền Phong một bộ quần áo trắng, rất có nho nhã khí chất, cười nhạt nói. Ở sau lưng 7 người, đều là nụ cười không giảm. À, mấy người các ngươi, lúc nào cùng Tiền Huyền Phong chung một phe. Lạc Khuyết con mắt lóe lên, cũng là tà cười nói. Tiểu Lạc. Đây không phải là ngươi bận tâm sự việc, tỷ tỷ hôm nay cũng muốn xem kỳ lân tôn dung, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ. Sở sở động lòng người nữ chí tôn Lan Nhã mắt đẹp lưu chuyển ngân hà, mỹ ý cộng thu thủy trường sinh, ôn nhu nói. Lạc Khuyết nghe vậy, nhưng là nhướng mày một cái, con bé này mới vừa lại nổi lên sát ý. Cũng được, nếu các vị có chút cầu, vậy thì xem một chút. Lạc Khuyết nhiều lần suy nghĩ, dưới mắt trọng yếu nhất chính là trước ổn định mấy người. Lại nghĩ biện pháp thoát thân, dẫu sao Lạc gia phân lượng ở đây, bọn họ cũng không dám ngay trước mọi người hạ sát thủ. Ô, màu tím kỳ lân từ Lạc Khuyết bên trong đan điền hiện ra, đứa nhỏ đóng chặt hai tròng mắt,
rơi vào ngủ say vậy, rất là đáng yêu. Thấy một màn này, liền Tiền Huyền Phong đều là làm lộ vẻ xúc động. Rắc rắc, phương xa ngàn dặm bên ngoài, một đạo màu tím trùm tia sáng trùng tiêu, đầy trời mây sấm ngưng tụ, đông nghịt như vực sâu vậy không thấy đáy. Ừ, đó là Tiền Huyền Phong thời gian đầu tiên phát giác dị thường, vậy cùng thiên địa dị tượng. Bị lừa, Kỳ Lân còn ở cơ duyên chi địa. Đám người kinh ngạc để gặp, chỉ gặp Lạc Khuyết trong ngực bảo bối Kỳ Lân lại là chậm rãi tản đi, hóa thành một tia khói nhẹ, trong tay còn sống một phiến vảy cùng loang lổ bốc hơi nửa giọt máu tươi. Cái này, đây là Phạm Thiên Thần công trận tự quyết, căn bản không phải Kỳ Lân, chúng ta bị gạt. Lưng đeo nổi danh 10 đại chí tôn, bị đùa bỡn xoay quanh, đây hết thảy người đầu têu. Dĩ nhiên là Diệp Thần. Nói ngươi là cái ngốc nghếch cũng nâng cao, không nghĩ tới liền đầu óc cũng không có, ha ha ha. Chu Uyên cười tiếng vang lên, chọc được cửu tôn giống như tiên dáng trần người tuổi trẻ ngay tức thì quay đầu lại. Là tên kia, người này lại vẫn còn sống. Hắn tại sao sẽ phạm thiên thần công, chẳng lẽ đến từ Vạn Khư Thần Điện? Không đúng, trên người người này không có Vạn Khư nhân quả. Là người khác, Chu Uyên rõ ràng lúc trước hẳn bị Lạc Khuyết giết mới đúng. Vạn Vũ Thiên Lao dẫn lại không đem hắn biến dạng chiếm đoạt. Tiền Huyền Phong trong mắt trầm xuống, nhìn vậy hướng bỏ chạy thân hình quát một tiếng. Linh lung xuyên tâm. Một quả nho nhỏ xúc sắc dẫn động thiên địa không gian chi lực, ngay tức thì chính là bắn thủng Chu Uyên ngực. Không có chút nào linh lực chập chờn, hết thảy nhìn như đều là như vậy tầm thường, sắp đến liền Lạc Khuyết đều là chưa từng kịp phản ứng. Thành công. Mọi người ở đây lấy là chém chết Chu Uyên. Để tiết phẫn lên đường truy tìm chân chính Kỳ Lân lúc đó, không xa bên ngoài vậy chậm rãi rơi xuống thân hình nhưng là ổn định. Chu Uyên quay đầu lại cười một tiếng, nói các ngươi thật lấy là khốn ở ta Chu Uyên. Một giây kế tiếp, hắn liền hóa thành lau một cái lưu quang, biến mất ở cuối chân trời. Làm sao có thể, lực lượng kia mới vừa rõ ràng đem hắn đánh chết. Liền nữ chí tôn Lan Nhã đều là sửng sốt một chút, màu gian tràn đầy kinh dị. Tiền Huyền Phong sắc mặt tái xanh, nói, đây là nhất khí hóa tam thanh, người nọ trở về. Hư không chập chờn. Chu Uyên bước chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, tin chắc mình bỏ rơi 9 người sau đó, mới dám ngồi tại đại thụ hạ thở dốc. Người thật là không sợ chết. Một đạo thanh âm không linh vang lên, ngay tức thì dẫn được Chu Uyên kinh ngồi dậy. Người đến một bộ màu đen váy đầm dài, ở trong rừng dưới bóng tối giấu thân hình, cái khăn che mặt, không thể dòm ngó hắn cho. Là ngươi. Chu Uyên vẻ mặt cảnh giác, người này chính là lúc trước nhiều lần chạm mặt, gọi mình đồ háo sắc đạo thành thiên chi kiêu nữ, bị dự là 10 đại chí tôn dưới người thứ nhất Nguyệt Hàm công chúa. Người đẹp trường kiếm thua lập, nhìn về Chu Uyên con mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Làm sao, là vì ngươi vị hôn phu kia tới bất bình dùm. Chu Uyên cười một tiếng, lúc này mình tình huống thân thể nhưng mà lại kinh không vẩy vùng nổi. Chọc giận nàng, lại tìm phương pháp phá cuộc. Ngươi, ngươi! Nguyệt Hàm công chúa cái khăn che mặt hạ rõ vẻ mặt cứng đờ, mặt đẹp mà ngay tức thì đổi đến đỏ bừng, lúc trước trong trẻo lạnh lùng khí chất lại nữa, giống như nữ sinh nhỏ vậy. Chu Uyên bắt cơ hội, tập kích bất ngờ ra. Vèo! Một chuôi sâu màu đen trường kiếm nhưng là thẳng cản lại mình, một cái dịu dàng nhỏ hết sức bàn tay đè ở bên miệng hắn. Xuyệt! Chu Uyên chỉ cảm thấy lâm vào ôn nhu hương. Giai nhân thể thơm xông vào mũi. Hô! Côn bằng vỗ cánh thanh âm vang lên, lực chiến Lạc Khuyết, lại từ 9 đại chí tôn dưới sự vây công thoát thân Chu Uyên, giờ phút này đã sớm là nỏ hết đà, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Nguyệt Hàm công chúa trường kiếm ánh sáng chớp mắt, quanh thân đạo đạo linh khí đem hai người bọc, liễm hết hơi thở. Thằng nhóc, ta cùng Lạc Khuyết không có bất luận quan hệ gì. Còn muốn giải thích chút gì? Nguyệt Hàm công chúa quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện người trong ngực ảnh chẳng biết lúc nào, đã ngủ say đi. Thanh vân giới bia bên trong. Diệp Thần vậy tiến vào phương thế giới này. Hắn hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ trong lòng, đây cũng không phải thiên bia. Bất quá này bia xác thực và luân hồi huyền bi vật liệu nhất trí. Nơi truyền thừa, chẳng lẽ là Kỳ Lân Pháp? Diệp Thần cau mày, đi ở hư vô này bên trong không gian, đập vào mắt đều là sấm sét màu tím, hơi thở phún ra ngoài. Ngay cả hô hấp bên trong, đều là rất có tê liệt. Trong cơ thể lôi bia mơ hồ muốn lao ra, nhưng bị hắn áp chế xuống.
Chẳng lẽ là lôi pháp? Nhìn tổng quát Kỳ Lân hiện thế tới nay, đứa nhỏ nơi lộ ra thiên phú kinh người, vẻn vẹn chỉ là không gian chi lực mà thôi, nhưng vì sao tới chỗ này sau đó, dẫn động dị tượng nhưng là lôi đình lực. Nếu như người bình thường, có thể ở nơi này nơi truyền thừa, đã sớm bỏ mạng, cái này lôi trạch lực, lại là đậm đà đến loại trình độ này. Nhưng đối với chấp trưởng lôi bia Diệp Thần mà nói, nhưng tựa như cù lét vậy, dẫu sao lúc trước thu phục lôi bia luyện thể đau vậy nhẫn tới, như vậy chiến trận, thật đúng là tiểu vu gặp đại vu. Không đúng, Kỳ Lân lôi pháp, chỉ là biểu tượng. Màu tím Kỳ Lân là lôi thuộc tính thánh thú, nhưng chỗ đi qua, dẫn động thiên địa dị tượng lôi biển cũng không ổn, có thể uy lực này nếu như chiến đấu, sợ rằng sát phạt lực liền thiên huyền cảnh 6 tầng thiên cường giả phòng ngự cũng không phá nổi. Đây là, giấc mộng kia bên trong chiến trường. Theo không ngừng đi sâu vào nơi truyền thừa, Diệp Thần quanh thân cảnh tượng vậy bắt đầu dần dần diễn hóa, vô số sinh linh chém giết, một viên lại một viên tinh cầu nổ tung, vô số sinh linh vẫn diệt. Đó là Linh Nhi. Chỗ sâu nhất, giống Linh Nhi cô gái phong hoa tuyệt đại, váy trắng ngâm nhuộm máu tươi, đang lực chiến thương khung. Nàng giữa trưởng lưu chuyển càn khôn, tiếp liền đếm trưởng đánh ra. Lại là liền trong chiến trường tim tĩnh mịch thi thể đều có liền bộ phận sức sống, rối rít đứng dậy tái chiến khung vũ. Thật là khủng khiếp không gian chi lực, lại có cây khô gặp mùa xuân lực. Diệp Thần thán phục hơn, cũng là nhìn ra liền trong đó đầu mối, cô gái này, ở lay trời. Nhưng nàng rất nhanh chính là thua trận. Hống! Bảy màu sắc Kỳ Lân ngưỡng mặt thét dài, vì che chở cô gái, nhô lên hà thủy treo thiên mà chiến. Kỳ Lân cũng là không địch lại sao? Cho dù là đỉnh cấp Kỳ Lân, vậy chỉ là cô gái đoạt được mấy hơi thở công phu, chính là bị trong hư không lộ ra hắc ám tay khổng lồ miễn cưỡng biến dạng. Màu tím máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, ánh chiếu chư thiên. Ừ, không đúng, Kỳ Lân không có chết. Diệp Thần nhưng là phát hiện, sau cùng trong nháy mắt, Kỳ Lân cũng không phải là bị xé nát, mà là tự đi giải thể. Thậm chí vậy chảy ra máu. Ánh chiếu chư thiên lực không tiêu tan, đó là hủy diệt quy tắc. Thì ra là như vậy, Kỳ Lân pháp truyền thừa, cũng không phải là lôi đình lực, mà là không gian cùng hủy diệt. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thừa dịp lên, hướng Kỳ Lân chết chỗ phóng tới, nơi đó màu tím Kỳ Lân máu hóa thành lôi biển, tỏa ra thương khung. Mà Diệp Thần, đã sớm không sợ sấm sét phạt, thẳng thì phải chui vào trong đó. 9 tầng trời rung động. Từng cái hắc vật chất tối tăm ngưng tụ thành bàn tay tựa hồ cảm nhận được liền uy hiếp, xuyên qua lúc rảnh tay, hướng Diệp Thần dò tới. Kỳ Lân máu tử mang sâu hơn, chống cự hắc vật chất tối tăm, từng tia xuyên thấu qua thời không mà đến hắc ám, cũng bị Diệp Thần lấy luân hồi khu hộ thể, hủy diệt đi. Hô, hữu kinh vô hiểm. Đây là một phiến trong suốt thời không gian thế giới, dưới chân chiến trường chém giết như cũ, nơi đây nhưng lại yên lặng bình thản. Hống. Kỳ Lân quát một tiếng, triệu sinh linh nổ tung, máu tươi ngâm nhuộm mặt đất, màu máu sông dài tràn vào rơi, trải xây bá tánh. Âm luật bên trong ẩn chứa hủy diệt ý, đây không phải là quy luật, là ý chí lực. Diệp Thần bị một màn trước mắt hoàn toàn rung động, đây là Kỳ Lân đang diễn hóa mình pháp. Không gian chi lực có thể như vậy, làm được ngày xưa cảnh tượng lại xuất hiện. Chân chính Kỳ Lân pháp, không gian cùng hủy diệt ý chí, áp đảo quy luật trên ý chí lực. Diệp Thần đưa tay tìm kiếm, một khối lóe lên căn nguyên tử mang minh văn cốt đang hoan hô. Ngươi là ở chờ ta tới đây sao? Mặc dù chưa bao giờ gặp qua, nhưng quả thật như vậy quen thuộc, khối xương này, ở hoan nghênh hắn đến. Đầu ngón tay đụng chạm trong nháy mắt, chính là không có vào Diệp Thần trong cơ thể, biến mất không gặp. Luân hồi chi chủ, bao trùm chư thiên trên Kỳ Lân mở miệng thổ lộ tiếng người, Diệp Thần chợt quay đầu lại. Nhưng là thấy nó ở với mình cách thời không đối thoại. Tựa hồ nhận chịu cực lớn nhân quả, Diệp Thần không thấy rõ vậy không nghe được nó đang nói cái gì, chỉ gặp vậy đủ để biến dạng chư thiên Kỳ Lân, cũng là ở nhân quả lực hạ làm tan rã. Nó dẫu có chết cũng phải truyền cho ta một ít tin tức. Diệp Thần cau mày, nhưng vô luận như thế nào, đều là theo dõi không được, mắt gặp Kỳ Lân chết, một giọt nước mắt dần dần tuột xuống. Không, bầu trời dưới. Chiến trường chỗ sâu tuyệt đại người đẹp cũng là sa sút, phát ra một tiếng không cam lòng gầm lên, vào thời khắc này, Diệp Thần trên mình luân hồi kim quang, phóng lên cao. Mênh mông luân hồi thiên đường thánh thổ, muôn vàn thần đình, đỏ nghê thụy hà, rực rỡ mưa hoa,
như mặt trời gay gắt ánh sáng vậy, đi thiên địa khắp nơi chiếu bắn ra. Nơi mi tâm võ đạo luân hồi đồ trăng sáng bên trong, nửa cần tàn cờ phun trào lên. Thanh Vân Thôn. Bà, có rất nhiều người hướng chúng ta Thanh Vân Thôn phương hướng tới, dưới mắt giới bia tiêu tán, kỳ lân truyền thừa lực bùng nổ, trong thôn trận pháp uy năng dần dần yếu bớt. Văn Hình cảm nhận được liền ác ý, là hướng thôn bọn họ từ tới. Cùng bọn họ liều mạng. Bà, hạ lệnh đi. Còn tôn thúc cùng tổ kiến thúc các người một ngựa, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Oanh! Kỳ lân hư ảnh ở trảm ra bên trong lao nhanh gào thét, chỉ là một tiếng gầm, chính là hoàn toàn xé nát thiên đạo trảm ra đất kết giới. Kỳ lân gầm một tiếng, thiên đạo trảm ra đất thương khung ngay tức thì sụp đổ, từng đạo thần huy hóa thành mảnh vỡ hiện ra hư không, lộng lẫy vô cùng. Thanh Vân Thôn các người thấy dị tượng này, đều là sửng sốt một chút, liền liền bà đều là trước mắt nghi ngờ, mấy đời chấn thủ nơi đây, chưa bao giờ gặp qua cái này cùng tình cảnh. Nơi đó, mới thật sự là nơi truyền thừa. Diệp Thần nhìn trên 9 tầng trời tản đi kỳ lân, ngưng trọng nói. Bá, ngay lập tức trực tiếp, mấy trăm đạo thân ảnh đã dựng thân tại Thanh Vân ngoài thôn, đạo thành vô số thiên tài trẻ tuổi cũng là bị cái này dị tượng hấp dẫn tới, tu vi kém nhất, vậy bước chân vào thiên huyền cảnh 4 tầng thiên. Mấy tên trẻ tuổi chí tôn cầm đầu, nhìn xa hư không. Đáng chết, Lạc Khuyết bóng người cuối cùng xuất hiện, trăm tên thiên tài thấy vậy, vội vàng là nhường ra một con đường. À, xem ra là sát vũ mà về. Nữ chí tôn Lan Nhã che miệng cười khẽ, nói, một người bị thương tiểu tử ngươi cũng để cho hắn chạy. Rất hiển nhiên, nàng ý chỉ chạy trốn Chu Uyên. Mấy tên người tuổi trẻ cũng là rối rít lộ ra nụ cười, có thể để cho Lạc Khuyết nhiều lần biết ra hỏa, thật đúng là không thường gặp. Một bên Tiền Huyền Phong nhưng là đối với mấy người đề tài không có phản ứng chút nào, quần áo trắng vù vù vang dội, quát to. Linh lung xuyên tâm gai. Trong hư không chớp mắt rồi biến mất, Tiền Huyền Phong linh lung xúc sắc vậy đủ để động bể vạn vật chí bảo nhưng là ở chạm được Thanh Vân Thôn kết giới ngay tức thì bị bắn mở. Oanh! Lực phản kích đem chu vi trăm trượng cụm núi vạn hác ngay tức thì nghiền thành phấn vụn, trong núi rừng thượng còn ở người đi đường võ giả cũng là sau đó chết 7-8. Từng tiếng kêu rên dâng lên, được không lạnh người. Ở nơi này sơn thanh thủy tú tròm xóm bên ngoài, lại là như vậy nhân gian luyện ngục. Cái này, mấy tên trẻ tuổi chí tôn cũng là lộ ra vẻ kinh sợ, Tiền Huyền Phong thực lực ở bọn họ bên trong vậy coi là được đứng đầu, lại là liền vậy kết giới chút nào đều không từng dung chuyển. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời dị biến hồi sinh, lúc trước kỳ lân vỡ nát tản ra từng đạo thần huy, lại là ở Thanh Vân trong thôn ngưng kết. Đổ ánh ra một tòa thành lớn hình dáng. Đó là, đạo thành. Lạc Khuyết kinh nghi lên tiếng, nhưng chợt lại bỏ đi cái ý niệm này, vậy mái vòm trên thành lớn, tựa hồ so với đạo thành còn muốn rất xưa. Chỉ là vạn trượng cửa thành bên trên, chính là loang lổ vết máu phun trào trói lọi, là máu thần. Nơi đó từng trải qua kinh thiên địa khóc quỷ thần đánh một trận. Không gặp chóp đỉnh cửa thành bên trên. Tất cả loại búa rìu đao kiếm dấu vết như cũ có thể nghe rõ ràng, lại tản ra uy áp kinh khủng. Ánh mắt ta, à! Nhưng vào lúc này, một vị thiên huyền cảnh 4 tầng thiên trẻ tuổi thiên kiêu, thống khổ gào thét ngã xuống đất, cặp mắt con người bên trong, ồ ồ xông ra đỏ tươi. Đây rốt cuộc là như thế nào một tòa thành? Đám người bên trong, sợ hãi tiếng tiệm khởi. Liền ngày xưa chiến đấu dấu vết đều là không thể gặp. Nhưng giống như đế thích thiên tâm ma đại pháp. Người gặp đạo tâm sắp treo, bỏ mình. Các vị, xem ra lần này, mấy người chúng ta được liên thủ. Tiền Huyền Phong nheo lại trong mắt, nhìn chỗ tòa này phong cách cổ xưa nhưng lại u tịch thành lớn, trầm giọng nói. Mấy người khác thường gật đầu một cái, liền liền Lạc Khuyết, giờ phút này cũng là buông xuống trước kia thành kiến. Sử dụng mạnh nhất lực, phá vỡ cái này cơ duyên đất kết giới. Giờ phút này. Rời đi giới bia thế giới Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, dựa theo trước đó ước định xong kế hoạch, Chu Uyên hẳn trở về mới được.